Sinh về rồi lại cho em kim vong luôn. À đây vòng ta mất cuốn lại mất của mình kim vong luôn. Đó rồi. Hello mọi người. Ui xong thấy ai nhỉ? Sao em không thấy ai giờ? Hai hai người rồi. Trời ơi, áo đẹp về rồi, quần đẹp về rồi, cái gì đẹp cũng về rồi. Nghe thấy em chưa? Chấm bài và chia sẻ live stream cho em nào. Hello. Ui sao nó xem lên chậm ấy nhở? Ôi lên mãi mới được hơn 100 người, chết giờ. Rồi xong con ong rồi. Mọi người thấy em chưa? Sao lên chậm thế? Sao view lên chậm thế nhở? Áo sơ mi kẻ hết hàng rồi à? Còn mà G9 phải không? Ừ nhở, sao không đưa G9 xuống nhở? Ở trên kia còn mà hay sao mà? Mọi người thấy em chưa? Em phải đẩy cái quần Ngô Thái xuống, không nó cứ xoắn hết vào quần đây này. Trời ơi, cái quần này mọi người biết không, chiều nay em bán được 1.000 con, nhận hàng rồi, đẹp lắm chị ơi, cảm ơn Hiền Chiến nha, cảm ơn em này. Đấy, quần chị mặc 1m53 mặc được, không dài, không thể dài được, mà nếu như mà em sợ dài em có thể mang cắt đi được, không bị mất form nhá, cam kết luôn. Chị lên quần Q14 thì ôi tha cho em một hôm đi, hôm nào cũng Q14 em sợ lắm luôn rồi ấy, tại vì đơn thiếu Q14 đang nhiều như thế này này, thề nên là cái gì nhỉ, mọi người hãy tha cho em một hôm đi, ngày nào cứ chưa nhìn thấy mặt em đã hỏi Q14 rồi ấy, thật lưỡng sự luôn đấy. Chấm bài và chia sẻ live stream đẩy view lên giúp em nào mọi người ơi. Chấm bài và chia sẻ live stream nha. Kim cái bình luận đã rầy, nhận hàng rồi, đẹp lắm chị ơi, cảm ơn em. Lại nhìn giúp em đẹp chưa, cái quần em đang mặc em nói thật lòng này, đây là cái quần bò mà đẹp nhất trong tất cả những quần bò cuộc đời em Linh đã từng bán. Quần dài nha, em đang nói quần dài nha, bởi vì các chị đếm từ trước đến bây giờ thì số lượng quần bò mà em bán là chỉ đếm trên một bàn tay này không hết, có nghĩa là không có ấy, có nghĩa là nhà em có rất ít cái quần bò dài. Nhưng mà bởi vì là bây giờ là gì, ủ ôi đẹp quá, chiều nay em thề luôn em bán được 1.000 con quần này trong một buổi chiều, kinh khủng không. Hôm nay em nhận được áo cardigan đẹp nhức nách, chị cảm ơn Ngoan Bùi nhá. Đấy trời ơi, em quần lúc trưa vừa chốt, đầu giờ chiều được gọi chốt đơn luôn. Đúng rồi, nếu như em mà một trong những người đặt đầu tiên là em được chốt rồi, vì bên chị chiều nay, bên chị cái đơn chiều nay là bên chị đã chốt được hơn 500 đơn rồi, nhưng mà đấy là phần ít thôi, còn phần nhiều thì ngày mai mới chốt. Nhưng mà em là nằm trong 500 người đầu tiên mua cái quần này nên em đã được gọi chốt luôn, và em đã được đi đơn luôn rồi đấy, số quá hên luôn á. Nhận hàng nhớ cho feedback nha. Chấm bài và chia sẻ live stream đẩy view lên giúp em làm. Nhìn cái set đồ em đang mặc này, cái áo này mọi người có nhớ không? Áo khoét vai này này, hôm đầu tiên tung ra thị trường, hôm đầu tiên chia sẻ nhiều anh ơi, được chưa? Chia sẻ live stream nhiều lên giúp em, ít nhất 2.000 người coi. Riêng quần này chiều nay em bán 1.000 con, em nói đưa mất lọc luôn. Trời ơi, bán kinh khủng khiếp mọi người ạ, bán kinh khủng khiếp luôn á. Trời ơi đẹp không, các chị nhìn thấy không, xỉu không? Cái áo này là về hàng rồi này, áo này bán cách đây 2 live stream là hết sạch hàng đúng không, là bán đúng một live stream là hết sạch, đến live stream này là live stream thứ 2. Và áo này có mã là áo khoét vai, đẹp dã man con ngan luôn, toàn hàng đẹp luôn em thề. Đây nhá, áo này em có tất cả là hai màu trắng đen, và chất của nó là chất zip, và chốt trong live stream này cho các chị là bao nhiêu ạ? 83.000 đồng một áo. 83.000 đồng một áo, áo khoét vai kèm màu kèm số điện thoại. Còn quần này nhá, em cho các chị xem hàng rẻ hơn này. Hàng này nếu như em nhập vào rẻ hơn 35.000 một quần. Rẻ hơn 35.000 một quần nha các chị nha, nhưng nó khác hoàn toàn luôn. Nó khác hoàn toàn luôn, các chị nhìn thấy không? Đây, đây hiện tại đây là em đang cầm size S của cái quần này, được chưa nào? Em đang cầm cái size S của cái hàng rẻ, nhưng mọi người nhìn cái ống quần này, thấy chưa? Tí nữa em sẽ so sánh hai cái ống quần cho các chị xem nó khác với hàng em mặc luôn. Và em nếu như em nhập quần này thì rẻ hơn 35.000, nói điều mất lộc luôn. Nhưng tại sao em không nhập? Bởi vì em nghĩ là 35.000 nó không giải quyết được vấn đề gì. Khi mà mình mua một cái quần bò ấy, quần bò thì nói chung là nếu mà rẻ quá nói thật là nó cũng không đẹp đâu. Đấy, thế nên là em nghĩ là khi mà mua quần bò thêm 35.000 để mặc mỗi quần thật đẹp, form thật đỉnh, còn hơn là gì, rẻ hơn 35.000 nhưng về các chị mọp mặc cái form thì như thế này mà mặc bố nó thành quần ống bo, ống gọi là ống côn luôn thì đâu ra cái quần này nữa đâu, đúng không ạ? Kiểu em là gì ạ? Mã là gì nào? Chia sẻ live stream đẩy view lên ít nhất 1.000 bao nhiêu ạ? 1.800 người em bắt đầu bán hàng nhá. 1.800 người em Linh bắt đầu bán hàng nhá các chị nhá. Ít người coi của em không bán được đâu. Chiều nay thật sự là em cháy đơn cái quần này luôn đấy. Nhưng mà mọi người biết không? Em đặt tiếp 1.000 quần nữa rồi. Em về là bao nhiêu? Về 1.000 quần và mai sẽ về nốt 200 chiếc cuối cùng. Và sau đó lại chờ tiếp 10 ngày nữa mới có hàng tiếp. Cho nên tối nay em chỉ nhận đơn thêm 200 chị nữa thôi nhá. Em thề em nói điêu mất lộc luôn là chiều nay em bán được 1.000 quần này trong một buổi chiều. Các chị kinh khủng không? Vừa đặt bò đẹp ở live chưa? Trời ơi, áo 38k, áo này là 33, áo này là 83 chứ sao 38, 83 hay nhỉ? 83.000. Áo khoét vai kèm màu và kèm số điện thoại, khoét vai đen và khoét vai trắng. Q99 quá đẹp ạ. À, cảm ơn em nhá. Khoét vai kèm màu kèm số điện thoại. Hôm đầu tiên em tung ra em bán
bán được hơn 400 con. Và em hết hàng từ hôm đó đến hôm nay hàng mới về tiếp này. Khoét vai kèm màu kèm số điện thoại hai màu trắng đen 83.000. 83.000 mặc cái quần em đang mặc gọi là quần đẹp. Quần đẹp này có em có hai màu đậm nhạt. Em nói luôn này, em đi chân đất cho các chị xem cái form quần này. Riêng quần mà đã đẹp nhá, đi chân đất nó vẫn đẹp luôn. Quần này ghi giúp em là quần đẹp đậm và quần đẹp nhạt, 3 size SML, 40 đến 65 cân đổ về mặc được. Một buổi chiều bán 1.000 cái quần bò. Và nếu như em bán quần này thì em chỉ bán tầm 140 mấy nghìn. Nếu như quần rẻ này. Còn quần này em nói luôn em bán 177 nghìn. Mà một buổi chiều bán 1.000 cái quần thì các chị nghĩ em bán hàng, bán quần có đẳng cấp không? Em hỏi thật lòng luôn đấy. Em bán 1.000 con trong một buổi chiều, kinh khủng khiếp. Quần đẹp đậm và quần đẹp nhạt cách số điện thoại. Quần đẹp đậm và quần đẹp nhạt cách số điện thoại. Bao nhiêu ạ? Bao nhiêu các chị ơi? 177.000 nhận hàng, bắt buộc phải kiểm tra hàng rồi mới là tiền. Đây, về em rơi cho các chị một cái hàng rẻ này. Đây, em rơi cho các chị một cái hàng đắt là em đang bán ở đây. Và em rơi một cái hàng rẻ này cho các chị xem. Nhìn nó nói chung là nó dài hơn nhiều. Đây này, nhìn đằng sau này. Đây, trước hết là nhìn đằng sau cái quần nhá, được chưa? Các chị nhìn đằng sau không? Thấy cái quần nó dài hơn không? Nhưng mà nói chung là nhìn trên live stream nó không khác nhau là mấy đâu. Nhưng đây này, cái mà để các chị nhìn rõ nhất là cái ống quần này này. Các chị nhìn cái ống quần này này. Đây nhá. Các chị nhìn vào đây giúp em này, thấy chưa? Cái ống quần đây là của cái quần rẻ nhập vào rẻ hơn 35.000 ở đây của quần em đang mặc. Và cái chất bò thì cái này nó mềm hơn và đẹp hơn, rõ ràng là như vậy. Nói chung chênh nhau 35.000 thì chắc chắn nó phải có cái khác nhau. Chứ không em không có thần kinh mà để đi nhập một cái quần này đắt hơn 35.000 mà lại giống cái quần rẻ hơn. Em không có điên mà nó có lý do hết. Nhưng tại sao em không nhập hàng rẻ? Bởi vì em nghĩ là một cái quần bò như này lên form đẹp như thế này thì 30-35.000 nó không nghĩa lý gì cả. Và quần này khách em bảo là trên thị trường người ta báo giá là 360.000. Và đây em cũng đang cầm size S nhá. Không phải bảo em lấy size L so sánh với size S. Đây em cũng cầm size S. Và cái quần rẻ hơn này em cũng đang cầm size S. Các chị nhìn thấy không? Đấy, hai cái đang đều là size S. Bao nhiêu ạ? 177.000. Em nói luôn hàng y xí nhà nhận hàng ở đâu rẻ hơn em cho hoàn hàng lại. Và cái quan trọng nhất là nhận hàng hãy kiểm tra hàng trước khi nhận. Nó có size S, size M, size L đây này. Nhìn ra ngoài thì nó cũng giống nhau đấy. Nó cũng có ba cái cúc. Đây nó cũng ba cái cúc như này. Nhưng mà cái ống quần này mặc lên nó sẽ thành quần côn, chứ nó không phải cái quần như em đang mặc ở đây. Nó sẽ là một cái form quần khác luôn, được chưa? Cho nên là nó rẻ hơn, rõ ràng là nó rẻ hơn đấy, nhưng mà nó không đẹp bằng, được chưa? Ghi của em mã này là gì ạ? Quần gì ạ? Quần đẹp đậm hoặc quần đẹp nhạt cách số điện thoại 1.007 rồi. Lên luôn 2.000 người xem. Lên ngay và luôn cho em 2.000 người xem. Em tặng cho người chia sẻ livestream này nhiều nhất 200.000 đồng, 1.800 rồi, ok. Lên đúng 2.000 người xem, tặng cho người chia sẻ livestream này nhiều nhất 200.000 đồng. Và đối với mác quần này em nói luôn này, không chia sẻ livestream không được chốt đơn đâu. Em khẳng định luôn ấy, quần này không chia sẻ livestream không được chốt đơn đâu các chị ơi. Còn áo em đang mặc gọi là gì ạ? Áo khoét vai kèm màu và kèm số điện thoại. Còn quần này là quần đẹp đậm và quần đẹp nhạt. Màu em đang mặc là màu đậm và màu này là màu nhạt. Nhưng em nói luôn này, cái mà màu mà em tập trung bán nhiều đó là màu đậm. Em thề là em đặt 1.000 cái màu đậm thì em đặt có 50 ri màu nhạt. 50 ri màu nhạt có nghĩa là 150 chiếc thôi. Có 150 chiếc quần màu nhạt thôi mà đặt 1.000 cái màu đậm thì các chị biết là màu nào đẹp hơn rồi đó. Nhưng mà tác khách của em vẫn đặt khá nhiều màu nhạt bởi vì nhiều người người ta dáng đẹp ấy, người ta tự tin là người ta mặc được. Còn em nói thật là em mập. Em thì không phải là quá mập như cái phần bụng này này. Đấy nó to cho nên là mặc cái màu nhạt em không có tự tin. Đấy. Ví dụ em mã này là áo khoét vai kèm màu kèm sô. Chiều nay em mặc cái set đồ áo sơ mi này với lại là cái quần này, trời ơi nó đẹp khủng khiếp luôn. Nhưng mà tối nay này, tối nay em sẽ mặc cho một cái áo này mới về đẹp kinh khủng đâu rồi. Cái áo ố, con này không treo cái áo mới về của em à. Đây đây đây. Cái áo mới về đây má ơi, ta nói đây này các chị nhìn này, cái áo này mới về chất len hàng Quảng Châu luôn này. Em mặc luôn về cái áo này 1.900 rồi, ok. Đẩy view lên cho em ít nhất là bao nhiêu? 2.000 người coi. 2.000, 1.900 rồi, 2.000 người coi giúp em. Trời ơi lại đơn quần đẹp. Nãy giờ nhảy thêm 200 đơn quần đẹp rồi các chị ơi. Quần đẹp kèm màu kèm size hoặc kèm cân nặng nhân viên chốt size 177.000. Mặc cái áo này là áo khoét vai 83.000. Khoét vai có tất cả là hai màu là màu đen và màu trắng. Còn túi không ra em chỉ còn túi nâu thôi chị ơi. Túi nâu của em là 213.000. Cú pháp là túi nâu. Em nói thật là hôm nay em xin phép chỉ đi chân đất thôi. Em không đi giày đi guốc gì đâu. Em đi chân đất cho các chị nhìn form quần này. Form mà nó đẹp thì đi cái gì nó chả đẹp. Đi chân đất rồi vẫn đẹp. Còn form nó không đẹp thì đi cái gì và nó cũng không đẹp thôi. Được chưa? Ghi của em là quần đẹp đậm hoặc quần đẹp nhạt cách số điện thoại và kèm size. Nếu không biết size gì để lại cân nặng nhân với chút size 177.000. Em cam kết với các chị là y chuẩn hàng hot girl bán. Còn đây là hàng rẻ hơn. Thích hàng rẻ hơn em có hàng rẻ hơn. Nếu muốn mua hàng rẻ hơn đăng ký với em bán cho các chị. Nhưng mặc lên không lên form đâu. Nếu em bán quần này thì em chỉ bán tầm 148.000, 147.000 thôi. Được chưa? Có kính em không bán chị ơi. Quần đẹp đậm kèm size và kèm số điện thoại chia sẻ đây anh ơi. Quần đẹp và áo này gọi là gì ạ? Áo khoét vai đen và áo khoét vai trắng. Áo khoét vai kèm màu và kèm số điện thoại bao nhiêu ạ? Áo khoét vai 83.000, 2.000 người coi không phải nói nhiều. Người chia sẻ livestream này nhiều nhất 200.000 đồng, em không phải nói nhiều. Người chia sẻ livestream này nhiều nhất 200.000 đồng, lên tiếp.
Bây giờ lên tiếp 2.200 tặng thêm 100.000 đồng nữa. Bây giờ nhá. À không, lên tiếp 2.200 tặng thêm 150.000 đồng nữa. Cứ 200 người sẽ tương đương với 150.000. Các chị cứ đẩy mạnh lên cho em được chưa nào? Còn riêng quần này các chị em nói luôn này, không chia sẻ live stream không được chốt đơn đâu. Bởi vì làm gì có ai bán quần này 177.000, hàng đẹp. Các chị có biết tại sao từ trước đến bây giờ em không ít khi bán quần dài đẹp, quần dài không? Quần bò không? Lý do ấy là quần bò nếu như mà nó đẹp thì nó không rẻ. Còn nếu như mà nó rẻ thì nó lại không đẹp. Còn bây giờ em mới nhập được cái quần vừa đẹp vừa rẻ thì mới có mang đến tay các chị ở đây này. Và khi mà em chưa tung ra thị trường bán, em đã nhận, em đã đặt 1.150 quần rồi khi mà chưa tung ra thị trường nhá. Còn chiều nay cái quần đẹp này em bán được 1.000 chiếc trong live stream chiều nay, em nói nhiều mất dọc luôn. Cho nên là không phải tự nhiên nhá, không phải tự nhiên mà em Linh có đông khách như vậy đâu, không phải tự nhiên mà khách hàng tin tưởng em như vậy đâu. Và lúc nào em cũng nói ở trên live stream là gì, các chị nhận hàng nhà em Linh Jin hãy làm gì, hãy kiểm tra hàng rồi mới trả tiền. Kiểm tra hàng là làm gì? Đây ví dụ này, mọi người cầm cái quần này. Đây nhá, em đang cầm cái quần em đang mặc ở đây là size M. Như đây là cái size M. Kiểm tra hàng là làm gì? Là bóc hẳn cái túi bên ngoài, sau đấy bóc cái túi bên trong ra và kiểm hàng. Ướm lên người như này luôn, ok. Ướm lên người như này, ừ, form này ok đấy. Hàng này giống hàng con Linh nó livestream đấy, ok đẹp đấy. Ừ, giá tiền này ok. Thanh toán tiền. Còn nếu như bảo cái quần này mà bán 170.000 không đẹp đúng không? Hoàn hàng lại cho cô tá, được chưa? Lúc nào em cũng nhắc khách ở trên livestream là như thế, quyền lợi của khách hàng sẽ đứng trước, quyền lợi của em sẽ đứng sau. Nay nhận quy 4 với khoác bò đẹp lắm ạ. Nhưng tại sao như thế? Như thế mới bền lâu được các chị ơi. Như thế mới bền lâu được, quyền lợi của khách trước và quyền lợi của mình sau, như thế mới bền lâu được. Và như thế thì khách mới ở bên em lâu như thế và mới có nhiều khách như thế đúng không ạ? Quần đẹp kèm màu kèm size hoặc kèm cân nặng nhân viên chốt size và em qua mẫu quần đẹp ở đây các chị nhắc cháy hàng rồi. Thật sự là từ nãy giờ quá 200 quần rồi. Ngày mai em chỉ mới về thêm được có 200 quần thôi. Thông báo một tin cho các chị là gì? Áo 3 phân ngày mai hàng về, 12 kiện nhà xe báo rồi, sáng mai sẽ về. Trời ơi, khách xỉ chuẩn bị nhá, khách xỉ chuẩn bị đi. Đang có mấy đơn xỉ, có đơn 1.000 và có đơn 1.000 chiếc và hai đơn hại 500 chiếc và đang chờ nhà em về đấy. Cho nên là khách xỉ chuẩn bị luôn nhá, báo luôn nhá để mai là bác phân về ngày mai là sẽ về 6.080 cái áo 3 phân vào sáng ngày mai nha mọi người nha. Ok chưa? Áo đẹp kèm à, quần đẹp đậm hoặc quần đẹp nhạt và cách số điện thoại 177.000. Còn áo này gọi là gì? 2.200 rồi kìa. Ok. Đẩy view lên tiếp. 2.200 bây giờ giữ view cho em ít nhất là 4 phút tặng cho người chia sẻ livestream nhiều thứ hai 150.000, không phải nói nhiều. Ghi ở em mã này là gì ạ? Khoét vai trắng và khoét vai đen cách số điện thoại 80 bạn. Ôi chết mẹ rồi anh ơi. Q66 về hàng rồi, lên lấy cho em luôn. Trời ơi, sao em có thể quên được? Trời ơi. Đây rồi, Q66 là Q... Anh lên trên kia lấy cho em một tập màu nâu với màu đen xuống đây cho khách xem luôn. Q66 về hàng rồi, em nói với mọi người thế này này. Tất cả những đơn hàng Q66 mà nhà em nợ các chị, em đã giả hết sạch rồi. Đến ngày hôm nay em Linh đã giả hết sạch hàng rồi. Hôm trước là về được 340 chiếc hay 330 chiếc và hôm nay là về được 770 chiếc, tức là trong vòng 3 ngày nhà em về được hơn 1.000 cái quần này, hàng Trung Quốc. Cho nên là đến ngày hôm nay em mới giả được hết sạch đơn cho các chị nha. Em mới giả đặt và em phải đặt hai xưởng ở bên Trung Quốc mới đủ giả đơn cho các chị này, hai xưởng hàng đẹp như nhau, khác một cái túi thôi, nhận hàng cứ kiểm hàng đi, giá tiền cũng ngang nhau luôn. Em nhập cũng bằng tiền nhau, được chưa? Nó chỉ khác mỗi diện, nó khác một cái túi bóng thôi. Và tất cả những chị nào mà có đơn Q66 này mà chưa nhận được hàng thì em xin gửi đến các chị một lời xin lỗi. Tại vì sao? Cái này là tại biên nó tắc, có nghĩa là khi mà hàng bọn em cho về ấy, thì nó sẽ đi qua cửa khẩu và cái cửa khẩu đấy thông báo do có dịch cho nên là đóng cửa khẩu đó. Và bên em phải quay xe đi sang đường khác và sang cửa khẩu khác. Chính vì thế mà bây giờ hàng mới về tới nơi. Em cho các chị xem cái quần này. Cái lô này em thề luôn này, trời ơi nó đẹp. Các chị nhìn hộ em đi, có lô này này. Em đặt hai xưởng ở bên Trung Quốc. Em đặt hai xưởng thì cái xưởng này là về trước, còn cái xưởng túi trắng là về sau. Hiện tại bên em vẫn còn 2.000 quần đang trên đường về nữa các chị ơi. Bây giờ em bóc cho các chị nhìn cái quần này em nhé. Em nói luôn là ngất lịp, đẹp ngất lịp luôn đây này. Em bóc cho các chị nhìn cái quần, một cái quần hàng Quảng Châu đây nhá. Các chị nhìn này. Riêng cái quần Q66 này hôm nay nhất định các chị phải tranh được này. Và những chị đặt ngày hôm nay nếu như không đủ đơn lại tiếp tục chờ 8 ngày nữa. Bởi vì là bây giờ em trong 2.000 quần này là em đặt sau của cái nghìn đầu tiên đó. 2.000 này là đặt sau của cái nghìn đầu tiên đó và cái nghìn đầu tiên đó bây giờ mới về. Thì 2.000 này có nghĩa là ít nhất phải 5 ngày nữa thì hàng mới về đến Việt Nam. Đấy là em nói trước. Các chị nhìn cái quần hộ em cái mày. Eo ơi thề, từ cái túi bóng, từ cái tem mát vừa về lúc nãy khi 8 giờ. Các chị nhìn cái quần này. Eo ơi nó đẹp lip con người luôn á. Đây này, cái quần này mọi người thấy chưa? Đấy mọi người thấy chưa? Đây, đi kèm một cái gì ạ? Một cái thắt lưng như thế này, được chưa nào? Trời ơi em nói thật với các chị chứ quần này mà không đẹp nữa thì em cũng không biết cái gì đẹp trên cái cuộc đời này luôn. Và nó xịn một cách dã man, hàng Trung Quốc nhá. Nhưng mà em thề em lãi một cái quần này không bằng một cái áo, không bằng một cái áo này, không bằng một cái áo 80 mấy nghìn này luôn. Các chị có biết tại sao không?
Các chị có biết tại sao không? Bởi vì quần này nhập vào nó cao rồi. Nhập vào nó cao rồi và em sợ. Và nói thật là cái quần này nhá, khi mà em tung ra thị trường, ủa ôi, hôm nay mà không cháy đơn Q66 thì thôi, cũng xin là. Các chị nhìn cái quần em bóc ra từ túi này, nó đẹp kinh khủng khiếp. Các chị thấy chưa? Một cái quần như thế này, được chưa nào? Đây, mỗi quần như này, trong một cái túi như này. Em hỏi các chị lý do thì các chị không mua. Có cái lý do thì không mua. Bao nhiêu anh ơi? 100 bao nhiêu? 131.000 đúng không? 131.000 một quần. Ở đâu rẻ hơn được nữa thì hoàn hàng lại cho em. Q66 bữa mua hai cả hai cái nâu với đen mặc đẹp xỉu, ai cũng khen em. Cảm ơn chị Sam Sam. Em xin lỗi tất cả các chị. Có 700 chị là em nợ đơn các chị 8 ngày rồi và hôm nay em mới giả được đơn các chị. Cho nên là tất cả những chị nào mà vì chưa nhận được hàng thì chỉ có một lý do duy nhất, không phải là đơn hàng thất lạc hay là bên em gửi sót đâu, mà là bên em không chưa hàng về. Hôm nay hàng mới về được. Hàng Trung Quốc chứ có phải hàng cắt đâu các chị. Đây này, mà rẻ bằng một cái quần hàng cắt luôn. Đây các chị nhìn đi. Q66 kèm màu, kèm size hoặc kèm cân nặng nhân viên chốt size riêng các chị nhá. Nhận hàng cầm cái quần này các chị đã sướng rồi. Chưa cần phải mặc thử nhá. Nhìn cầm cái quần này các chị đã sướng rồi. Em nói thật đấy, bây giờ em sẽ mặc luôn. Bây giờ em sẽ mặc cho các chị nhưng mà em sẽ mặc màu đen trước nha. Đây là một cái màu nâu CS, em sẽ để ra đây này. Bây giờ em sẽ lấy một cái màu đen CS cho các chị xem. Em nói thật lòng luôn, bóc luôn một cái màu đen này. Không lại bảo em Linh bóc phét này. Rồi, cho các chị xem một cái màu đen CS luôn. Đây là size gì đây? Đây là một tập size M đấy anh ạ. Anh lên lấy cho em một cái màu đen size S đi. Đây toàn size M thôi, em chỉ mặc size S thôi. Lấy cho em một cái màu đen size S nha. Em sẽ mặc cái quần Q66 này. Đây này, bảng màu của em này. Các chị nhìn vào đây giúp em. Bảng màu này, được chưa nào? Bảng màu này các chị ơi, đây này. Riêng cái bảng này này, như cái bảng này là đặt của cái xưởng mà mê càng ngày càng ghiền, nhận hết đơn này lại đến đơn khác. Như cái quần này này là của cái xưởng mà túi bóng màu trắng. Có cái quần này là của cái xưởng mà túi bóng màu nâu. Là hai cái xưởng này là em đặt phải đặt hai xưởng thì người ta mới đủ hàng giả cho mình, bởi vì 3.000 quần một lúc cơ mà. Cho nên là hai xưởng người ta mới đặt, người ta mới giả được cho mình một lần. Thế nhưng mà hàng là em nhập hai xưởng này bằng tiền nhau, không lệch 1.000 nào, nói điều mất lộc luôn, chất lượng là như nhau, chỉ có mỗi cái túi là khác thôi nhá. Cho nên là các chị nhận được túi nào thì cũng đều ok, và hãy kiểm hàng nếu như cảm thấy hàng ok thì mới nhận nha. Nhận được hàng rất đẹp, mặc dù chờ hơi lâu thôi. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Bảng màu của nó đây, và bây giờ em sẽ mặc. Như cái lô này là cái lô của cái túi trong, còn cái lô này là lô của cái túi nâu. Và quần này em bán 131.000, bất kể chị nào mua được ở đâu rẻ hơn, em cho các chị hoàn hàng lại. Và ngay bây giờ em sẽ mặc cho các chị luôn. Em xin phép qua cái mẫu quần đẹp ở đây nhá. Ngày hôm nay quần đẹp em xin phép dừng nhận đơn ở đây nha các chị nhá. Quá nhiều đơn rồi. Bây giờ em bóc cho mọi người một cái màu đen CS này, Q66 này. Hôm nay nhất định phải săn được. Bởi vì mọi người có biết tại sao không? Em like đúng một live stream duy nhất và chưa like lại một lần nào. Cách đây ngày mùng 2 tháng 8 mà hôm nay là mùng 10 ngày. Em like lần sát nhất ở đây là ngày bao nhiêu ấy nhở? Là ngày mùng 2 tháng 8 hay mùng 1 tháng 8 ấy. Đây, em đang bóc một cái màu đen cho các chị xem. Đây, các chị nhìn giúp em đi. Em đang bóc một cái màu đen ra. Q66 kèm màu, kèm size hoặc kèm cân nặng nhân viên chốt size. Em có tất cả là 5 màu. Em có tất cả là 5 màu. Các chị nhìn này, đẹp chưa? Đây, các chị nhìn đi. Một cái quần như thế này, trong một cái túi như thế này, có được không ạ? Có mua không ạ? Mua nhanh còn kịp các chị ơi. Ghi của em mã này là Q66 kèm dẹo. Thôi em cất cái này vào cho nó mới nhá. Cất cái này cho nó mới nhá các chị nhá. Bây giờ em mà bóc ra mặc thì đến lúc này cũ mất quần của các chị. Đây này, các chị nhìn thấy chưa? Em đang bóc một cái size S ở đây. Q66 mặc với áo giấy quá ok mà rẻ luôn, 131.000. Và hiện tại bên em đang còn 2.000 chiếc đang đi trên đường về nữa cơ. Nhưng nói thật là bao giờ về đến Việt Nam là em không biết. Nói thẳng là em không biết. Cho nên là bây giờ mà các chị đặt á, thì các chị lại tiếp tục chờ đơn nha các chị nha. Hiện tại nhà em chỉ dư có khoảng tầm hơn 100 quần đó. Chỉ dư có khoảng tầm hơn 100 quần thôi. Q66 kèm màu, kèm size hoặc kèm cân nặng nhân viên chốt size. Em có Q66 nâu, trắng, hồng, đen và xanh. Q66 kèm màu, kèm size hoặc kèm cân nặng nhân viên chốt size. Màu nâu, màu trắng, màu hồng, màu đen và màu xanh nhá. Em có tất cả là 5 màu. Và chốt trong line này cho các chị là 131.000. Và nó có tất cả là 3 size. Size to nhất bao vừa thoải mái cho các chị đến 65 cân đổ về mặc được. Size to nhất em bao vừa thoải mái cho các chị đến 65 cân đổ về mặc được. Và nhớ chia sẻ live stream giúp em nhá. Áo em đang mặc gọi là gì? Gọi là áo khoét vai. Áo khoét vai 83.000 các chị mặc này cho em này. Hôm nay 2K4 người xem và đúng rồi ạ. Em cảm ơn các chị rất là nhiều nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Chia sẻ là lúc nãy em bảo tặng lúc đấy là tặng cho người chia sẻ live stream nhiều thứ hai là 150 rồi, bây giờ lên 2.000. Hiện tại là em đang tặng bao nhiêu nhỉ? Hai người, người đầu tiên là 200, người đầu tiên là 200, lên 2.002 là tặng người thứ hai là 150, và lên 2.004 là tặng người thứ ba. Q66 mặc nó êm mông lắm luôn, giá hạt rẻ đủ màu, đủ màu mặc luôn. Quên mất,
Có nghĩa là giờ phút này em phải tặng các chị 3 người luôn rồi. 3 người luôn rồi nhá. Ok, 3 người. Người đầu tiên là 200, 2 người tiếp theo mỗi người 150, không phải nói nhiều. Kể cả chị nào mới vào, đẩy lại 2400 cho em đi ạ, đẩy lại 2400 cho em. Kể cả chị nào mới vào hay là vào sau hay là như thế nào đó, cứ chia sẻ livestream đẩy view lên cho em. Tất cả mini game bên em đã chuyển khoản hết rồi. Các chị có thể vào xác nhận nhá. Q66 vừa nhận shop báo hết hàng rồi lại về. Đúng rồi đấy chị, báo hết hàng là bởi vì hàng lâu quá bên em ngại với khách ý. Nhưng mà bây giờ hàng về thì em lại tiếp tục nhận đơn chị ơi. Q66 kèm màu kèm size hoặc kèm cân nặng nhưng mà chút size. Từ 40 cho đến 60, hôm nay anh Khánh mặc là đến 65 cân vẫn vừa anh nhỉ. Quần này này, hôm nay chồng em mặc thử là 65 cân vẫn vừa nha các chị nha, vẫn vừa luôn á. Bây giờ em sẽ thay cái áo khác. Bây giờ em sẽ thay áo khác nhá. Áo này ghi giúp em là áo khoét vai. Áo khoét vai là 83.000 lên áo đi. Ok, bây giờ mọi người muốn em mặc áo gì với quần này nào? Ok, em sẽ mặc cái áo mới đi. Em sẽ mặc cái áo mới này đi. Cái áo mới này rất là đẹp này. Đây cái áo này này. Đây. Em sẽ mặc cái áo này nhá, áo này mới về luôn này. Hay là mọi người muốn em mặc vải áo phông hay là mặc vải áo phông thì cái áo phông này cũng rất là xinh. Đây. Ví dụ như là mặc cái áo phông này là cũng tuyệt đỉnh cung phu này các chị ơi. Ok, lên áo phông nhá. Em lên áo phông nhá, lên áo đi à. Ok. Áo khoét vai đen Q66 kèm màu kèm size hoặc kèm cân nặng nhưng bên chút size. Các chị cứ chốt thì em nói thật, quần này không đẹp thì hoàn hàng lại cho em. Nói thật lòng luôn đấy, quần này không đẹp thì hoàn hàng lại cho em. Các chị em hỏi các chị này, khi các chị nhận hàng, các chị cầm một cái quần như này trên tay, các chị nhìn đi, hàng Quảng Châu nha. Phát hiện ra Hưởng Sở Việt Nam được hoàn tiền 10 dần giá trị cái quần. Và em đang bán quần này là 131.000. Và em thề là em không lãi vào cái áo này 80 mấy nghìn, 82.000 luôn. Em ơi, có nghĩa là bởi vì nhập nó cao cho nên là em bán thôi. Hôm đấy là thật sự là em bán rẻ quá. Nhưng mà về sau khách khen quá trời, khách toàn bảo mua bên ngoài 200 mấy. Thế xong rồi mua của em có 131.000, xong rồi khách mua nhiều lắm luôn. Em bán có một like và like này là like thứ hai mà. Có nghĩa là mới chỉ được xuất hiện một live stream. Cho đến khi mà mọi người biết không, khách vào hỏi Linh ơi còn Q66 luôn không. Mà đến nỗi mà em còn quên không nhớ Q66 là cái gì. Xong em mới bảo là, em mới bảo với khách là nhà em làm gì có cái gì Q66, các chị có nhầm không. Xong chồng em mới bảo ô bị làm sao đấy, Q66 là cái quần mà có cái đai ấy. Thế xong mày nhớ ra luôn thì ơi, em ngáo một cách kinh khủng khiếp luôn đấy. Cái giày của em đầu trước rồi nhở. Đây, ví dụ em mã này là Q66 đen và em đang mặc với áo phông chữ trắng. Trời ơi, tao nói nó trẻ dễ sợ trẻ luôn. Đây này, mọi người nhìn này, đó đẹp chưa. Ví dụ em là Q66 đen và em đang mặc với phông chữ trắng. Em thề là khách của em cần lấy hai chiếc rồi. Nhận hàng phải làm gì nào, phải kiểm tra hàng. Nhận hàng bắt buộc phải làm gì, phải kiểm tra hàng nha các chị nha. Nhớ từng đấy thôi, không phải nhớ nhiều đâu. Em đeo thêm cái túi sách nữa này, siêu trẻ luôn, được chưa. Ví dụ em là Q66 kèm màu kèm size. Em nói rồi, hôm nay em like Q66 em còn không báo trước cơ. Tại vì nếu mà em báo trước là các chị vào đông quá là em không có đủ hàng em giả. Cho nên là hôm nay em còn không báo trước là em về Q66 này. Em chỉ nhận hai cái anh chị Linh chiều nay. Quá ưng màu đỏ, bỏ luôn chị ơi, đồ nhà chị Linh mãi đỉnh. Nhận được hai cardigan nhà chị Linh nhiều chiều nay, quá ưng màu đỏ luôn, cảm ơn em nhá. Ví dụ em mã này là phông chữ trắng và quần này gọi là Q66 màu đen. Phông chữ trắng này em có tất cả là hai màu là đen trắng, cái này là chất cotton khô. Nam nữ mặc đôi thì gọi là đỉnh của chóp luôn. Các chị nhìn này, hai màu đen trắng, cái này con trai 75 cân đổ với em bao vừa thoải mái. Chia sẻ lên giúp em các chị nhá. Đẩy lại cho em 2400 người xem nào các chị ơi, chia sẻ đẩy view lên giúp em nào, cố gắng chia sẻ livestream giúp em với, được chưa nào. Ví dụ em mã này là gì ạ? Phông chữ, trời ơi toàn đơn Q66 cha mẹ ơi. Toàn đơn Q66 đúng kiểu gãi và trồng ngứa các chị đúng không? Hàng nhận là rửa tháng chưa ra luôn, khả năng là đơn của chị có cái quần này đúng không chị? Cái quần này là em nợ các chị là gì ạ? 10 ngày, hơn 10 ngày rồi. Nó là hàng Trung Quốc, em không thể làm gì được luôn. Ví dụ như hàng xưởng Việt Nam thì còn nhanh, hoặc là ví dụ nhá, có những khi nhá, hàng Trung Quốc nhá, lô này đặt trước thì về sau. Lô này đặt sau lại về trước, nhận được Q66 màu hồng và áo trắng, mặc với áo phông đẹp lắm chị ơi, cảm ơn Huyền Mai nhá. Ví dụ em mã này là phông chữ đen và phông chữ trắng. 70 mấy nghìn anh, 72 nghìn à, 72 nghìn. Mặc với quần này gọi là Q66, màu em đang mặc là màu đen, màu em đang mặc là màu đen nha. Và em đọc bảng màu cho các chị này, chia sẻ like nhiều lên giúp em, cố gắng tương tác và chia sẻ giúp em để không bị ẩn comment nhá. Thật sự là em bán rất rẻ, vô cùng rẻ, rẻ kinh khủng khiếp rồi ấy. Một cái quần này hàng Quảng Châu em bán bao nhiêu, em bán bao nhiêu ạ? Một cái quần này hàng Quảng Châu em bán bao nhiêu? Em bán 131.000. Tất cả những chị nào đang xem livestream ở đây, đã đang xem livestream ở đây và ít nữa không mua của em và mua của người khác, nếu như có ai bán rẻ hơn 131.000, các chị hãy mạnh dạn hoàn hàng lại. Em nói chân thành luôn ấy, em có màu xanh, màu hồng, màu trắng, màu nâu và màu đen như em đang mặc. 3 size SML và em đang mặc ở đây là size S, các chị nhìn rõ không ạ? Em đang mặc ở đây là size S. Q66 kèm màu kèm size hoặc kèm cân nặng nhân viên chốt size. Từ 40 đến 65 cân đổ về đặc vượt tụt view của em rồi các chị ơi. 2400 chưa đứng được bao nhiêu đâu, đẩy lại 2400 cho em đi, không là em chỉ tặng 2 người thôi nhá mọi người. Đẩy lại 2400 bởi vì lúc nãy lên 2400 rồi cũng chút xíu là tụt xuống luôn.
Cho nên là mọi người để lại 2.400 giúp em, nếu không là em chỉ tặng 2 người thôi nhá. Người nhiều nhất là 200 và người nhiều thứ hai là 150 nha các chị ơi. Đẹp chưa, em đang mặc này, trời ơi mặc này trẻ dã man. Còn đây là màu nâu của các chị đây, đây. Màu nâu đây, em đang cầm màu nâu đó đây. Em cần em mặc màu nâu luôn không? Mà nói thật là màu nâu thì thật sự là cũng đang thiếu đơn đấy các chị thấy chưa? Đây này, đi kèm với nó là một cái thắt lưng, như ví dụ như là của cái xưởng ấy, của cái xưởng mà túi trong thì cái thắt lưng này nó đậm hơn chút xíu, mà của cái xưởng túi gì ạ, túi vàng thì cái thắt lưng này nhạt hơn một chút xíu, nhưng mà em nhập vào là bằng tiền nhau, không lệch nhau 1.000 nào hết, được chưa nào? Cho nên là các chị cứ nhận hàng, cứ kiểm hàng, nếu cảm thấy hàng ok như trên livestream thì các chị nhận nhá. Em nói luôn đấy, nhận hàng cứ kiểm hàng, nếu hàng ok như trên livestream thì hãng nhận hàng, còn không ok thì thôi. Một chỉ nó chỉ khác nhau hai cái xưởng này là cái thắt lưng này nhạt hơn, cái thắt lưng này đậm hơn thôi, còn chất liệu là y xì. Và em thề em nói điều mất lòng với các chị một cái chuyện này, là cái khi mà em bị thiếu nhiều đơn quá và cái hàng của em chưa về được ấy, em phải đi hỏi xỉ. Em phải đi hỏi xỉ lại ở Việt Nam, để nếu như giá rẻ mà bằng hòa với cái tiền mà em bán là em sẽ nhập về giá các chị cho đỡ nóng ruột. Thế nhưng mà mọi người biết không, xỉ ở Việt Nam quần này đang giá là 150.000, 15 tức là 150.000. Em hỏi người ta bảo quần này là 150.000, em nói điêu mất lọc luôn. Cho nên là em làm sao mà lấy được? Bây giờ em bán 131 mà em lấy 15 thì em lỗ. Chả thà là bây giờ em bán 131 mà em lấy khoảng 125 hay 130 thì ok là em về giả đơn cho các chị, là coi như là những chị mà là có hàng của mình thì mình lời, những chị mà mình đi lấy lại thì coi như là hòa vốn. Thế nhưng mà quan trọng là mình giả khách được đúng hẹn. Thế nhưng mà 15 thì thôi, có như em thua luôn, làm sao mà em nhập được? Bây giờ chả nhẽ đi buôn ngược cả, chả nhẽ là một quần lỗ 19.000 thì thôi, chả thà em hủy đơn còn hơn, đúng không? Thì chiều nay em vừa nói với các chị là gì? Là nếu như mà ngày mai mà em vẫn không giả được Q66 của các chị ấy, thì em sẽ hủy đơn. Nhưng mà giống như cả vũ trụ nghe thấy điều ước hay sao ấy, tối nay hàng về luôn. Sau khi mà em like xong là lúc 4 giờ chiều thì 5 giờ chiều nhà xe báo hàng của em về. Trời ơi, rớt nước mắt luôn các chị ơi. 2 bao, 700 chiếc 2 bao. Ví dụ em mã này là Q66 kèm màu kèm size nhá, em qua mẫu ở đây nhá. Ví dụ như quần này thì em mặc à, chị em ơi quần bò này em mặc giá thế nào? Dạ quần bò lúc nãy em mặc có giá là, quần bò lúc nãy em mặc có giá là 177.000 chị nhá. Và bây giờ em nói mọi người, ví dụ như em sổ với cái set này thì thôi các chị là cũng là coi là không thể nào mà đầu hàng nổi luôn á. Đây này, bây giờ mà em phối set này nha các chị, là các chị phải ở đây với em luôn chứ đừng có thoát ra ngoài, phí cuộc đời này lắm. Hôm nay em nói rồi, Q66 em không hề đăng ảnh bởi vì em có biết nó về đâu. Đến khi 5 giờ chiều hàng về thì em mới up story là, em mới up story là các chị ơi, em xin lỗi các chị bởi vì là để các chị chờ lâu và hôm nay em đã giả hết đơn cho các chị rồi đó. Đó, đến 5 giờ chiều biết tin hàng về thì mới up cái story đấy đó mọi người. Quần đẹp lắm, quần đẹp đậm ok chị này. Đơn trưa nay bây giờ chốt rồi, bây giờ không, đơn trưa nay đã chốt rồi là không thể dồn được nữa nha chị nha. Đơn trưa nay mà bên em chốt rồi thì chị không thể dồn được nữa nhá. Chia sẻ nhiều lên giúp em 2.200 rồi. Đẩy lại lên cho em nào, đẩy lại lên cho em 2.000 là gì ạ, 2.400 đi. Đẩy lại lên cho em 2.400 đi để em tặng thêm 150.000 đồng nữa nha các chị nhá. Trời ơi đẹp chưa các chị nhìn này. Em mặc cái áo sơ mi trắng này, sơ mi này lúc chiều gọi là cháy phố luôn. Các chị biết tại sao không? Đáng nghĩa ra là 90 à gì ạ? Đáng nghĩa ra là 9 bảo không đẹp trả lại mà em mua áo chất nóng gửi lại còn đòi tiền ship. Ôi em ơi, em bị làm sao ấy? Hả? Em chưa mua hàng online bao giờ à? Thế bây giờ em hỏi các chị nhá. 2.100 chị đang xem livestream ở đây nhá. Q66 mới về à, chị chờ mòn mỏi luôn. Bây giờ em hỏi 2.100 chị đang xem livestream ở đây nhá. Các chị mua hàng online, bên em ship đến cho các chị không ưng, bên em cho các chị hoàn hàng lại thì các chị phải thanh toán tiền ship chứ. Chứ bây giờ muốn như nào? Muốn ship hàng đến rồi là bên em còn phải chịu tiền ship nữa. Vậy em hỏi các chị nắng nôi như người ta, các chị đi ra shop thử đồ, các chị đi ra shop thử đồ, nếu như không thích thì các chị cũng mất tiền xăng đi ra đấy, rồi tiền xăng lộn về nhà nữa, đúng không? Tiền xăng là bao nhiêu tiền một lít ạ? Thế em hỏi mọi người, bây giờ mọi người nhận hàng mà không ưng hoàn hàng lại thì chả nhẽ bắt em chịu tiền ship à? Một cái quần này em thề em nói điêu mất lộc, em không lãi được nổi 30.000 tiền ship thì em lấy cái gì em bù cho các chị? Ui thề luôn, trời, phải gửi tiền ship cho người ta đi, người ta đi vất vả chứ. Ôi thế bây giờ em còn phải chịu tiền ship cho các chị nữa. Bao nhiêu shop bán hàng online người ta còn không cho kiểm hàng, chắc chắn lấy hàng thì người ta ở nhà người ta đã ship đồ đến cho kiểm hàng rồi còn đòi không giả ship. Em ơi thề chắc bà này chưa mua hàng online bao giờ luôn ấy. Thôi nói chung là nếu như mà như thế thì lần sau nói thật đừng mua hàng nhà em nữa, em nói thật lòng luôn ấy. Ôi em một cái quần này mà em lãi được 30.000 tiền ship nhá, em mất sạch lọc không bán được hàng nữa. Thế em hỏi mọi người, cái tiền ship đi là bao nhiêu? Là 30.000, ship về mất mẹ 15.000 là 45.000. 45.000 nhận hàng đến không ưng lại đòi shop em giả tiền ship nữa. Thôi em lại chị luôn á, thôi thế thôi, những khách như thế em nói luôn này, đừng mua hàng nhà em nữa. Ủa alo, người ta đổ nước để đi ship hàng cho bà. Eo ơi, quá đáng thật sự luôn ý. Bao nhiêu shop người ta bán hàng online nhá, người ta còn không cho kiểm hàng. Ok thì người ta gửi mà không ok thì thôi. Còn shop em lúc nào cũng bảo là các chị giờ là gì ạ?
hãy kiểm hàng trước khi nhận đi. Thì quyền lợi của các chị là được kiểm hàng rồi, ngồi ở nhà mát mẻ, xong rồi shipper mang đến tận cổng, xong rồi ra cổng sờ, sờ hàng, sờ các thể loại hàng, không ưng thì hoàn hàng lại, mà còn không muốn giả tiền ship nữa thì em cũng lại chị luôn đấy chị ơi. Thôi, những khách hàng đấy em nói luôn nhá, đừng, nếu như mà thế đừng mua hàng nhà em nữa, thật sự luôn đấy, không là em phá sản luôn đấy các chị ơi. Đấy, chị thử đọc comment của tất cả những khách hàng ở đây đi. Eo ơi, xe máy chạy bằng xăng không phải chạy bằng nước lạnh đâu chị ơi. Eo ơi, nhận hàng chê chất nóng thì bên em đã cho hoàn hàng là đúng rồi. Thì bây giờ giả tiền ship là đúng rồi. Bây giờ lại còn bắt là, eo ơi, kêu là kiểm nhận hàng không ưng thì hoàn hàng lại mà còn bắt người ta giả tiền ship. Ủa, thôi em thua luôn, quán này em thua luôn. Đấy em nói luôn nhá, em nói luôn ở trên live stream này nhá mọi người nhá, được chưa? Đây, được chưa? Không ưng hoàn hàng lại luôn, nhưng mà em nói rồi, nhớ giả tiền ship cho bên em. Còn nếu như chị nào xác định và mua hàng nhà em ấy mà nhận hàng không ưng lại còn không giả tiền ship thì thôi, em các chị né em ra. Em nói thật đấy, né hộ em ra cái không em phá sản luôn đấy. Ship đi ship về mất 45.000 một cái quần này, lãi không được 30.000 thì lấy cái gì để em bù cho các chị? Ví dụ em mà, ôi trẻ vãi trưởng luôn. Ví dụ em mã này là Q66 nâu, em đang mặc màu này là màu nâu, Q66 nâu và đang mặc với áo này 2.400 rồi, ok. Không phải nói nhiều nữa, đẩy view lên tiếp. 2.400 tặng cho người chia sẻ livestream làm chuyển nhiều thứ ba 150.000, có nghĩa là ngày hôm nay em tặng các chị bao nhiêu? Bao nhiêu ạ? 500.000 tất cả. Em nói thật, em bán hàng mà không dễ thì cuộc đời này không có ai bán hàng dễ đâu. Đấy, khách của em là em bảo em bán hàng nhất dịch Bắc Bộ luôn, dễ tính nhất luôn ấy, được chưa? Quá dễ tính rồi còn muốn cái gì nữa? Các chị bây giờ còn em bắt em bỏ tiền túi ra giả tiền ship cho các chị thì em thua luôn rồi. Ví dụ em mã này là gì? Đây này, mọi người thấy hai sự khác nhau không? Khác có một cái cạp này là đậm và cái này là nhạt. Đây là của hai xưởng khác nhau ở bên Trung Quốc. Còn nếu như hàng này các chị phát hiện ra hàng xưởng Việt Nam, em sẵn sàng đứng ra hoàn tiền 10 lần giá trị cái quần này cho các chị, được chưa nào? Ví dụ em mã này là gì ạ? Quần gì ạ? Q66 nâu, Q66 trắng, Q66 đen và Q66 xanh lá. Anh anh kẹp lại cho em cái màu đen luôn. Biết chất lượng ok, nhận hàng cũng là làm biếng xem rồi em cảm ơn chị. Nhưng mà các chị hãy kiểm tra hàng trước khi nhận đi. Quyền lợi các chị hãy làm. Bởi vì là có thể như đối với em là cái quần này nó rất đẹp với cái giá 131.000. Nhưng có thể với bất kỳ một chị nào đó trong tất cả những khách hàng này đang ngồi ở đây sẽ cảm thấy cái chất này nó không ok so với giá tiền. Thì em mới nói là các chị cứ kiểm đi, nhận hàng ưng thì lấy, không ưng thì thôi, thanh toán cho em tiền ship là được. Chứ đừng có bắt em giả tiền ship nữa thì thật sự là không thể chịu nổi luôn đấy. Ví dụ em mã này là Q66, màu này cho em là màu đen. Và em có tất cả là 6 màu. Chốt trong live stream này cho các chị 131.000. Cái quần này xuất hiện một lần duy nhất và chưa bao giờ xuất hiện lại nha. Cho nên là các chị tranh thủ chốt đi. Hôm nay em nhận đơn các chị là các chị tranh thủ chốt đi. Một cái quần hàng Quảng Châu nhìn giúp em này. Q66 màu này cho em là màu nâu, Q66 màu này cho em là màu đen. Đây là hai màu đắt hàng nhất, được chưa? Đây là hai màu đắt hàng nhất nha. Em thấy mã này mà mãi chưa thấy nhận được, đúng rồi em ạ, ngày mai ngày kia em sẽ nhận được thôi. Chị bắt đầu giả đơn rồi đấy, thông cảm giúp chị nhá. Chị có đăng story, chị bảo là xin lỗi mọi người bởi vì cái quần này là cái sự chậm trễ của bên em á. Chỗ kia bán 165k mà xấu, em đang đợi quần Q66 bên chị Linh, cảm ơn em nhá. Mua quen rồi chúng chả hay kiểm vì xóa ship toàn để cửa hàng rồi mình chuyển tiền sau. Em cảm ơn chị nhá. Màu này cho em là Q66 xanh, Q66 hồng, Q66 trắng, Q66 nâu như em đang mặc và Q66 đen. Em nói rồi, bất kỳ chị nào mua được ở đâu rẻ hơn, mạnh dạn hoàn hàng lại cho em. Và nếu nhận hàng phát hiện ra hàng xưởng Việt Nam, em chỉ nói một câu này thôi, em hoàn tiền 10 lần giá trị cái quần này cho các chị, được chưa? Như thế là đã thoải mái chưa? Bây giờ em qua mẫu ở đây nhá. Q66 kèm mặc áo, quên chưa giới thiệu cái áo. Cái áo này có mã là G8, là chiều nay cái áo này em bán được hơn 400 chiếc G8 và đáng nghĩa ra là bán 95.000. Nhưng bởi vì là khách xông vào mua quần bò kinh khủng quá, thế là bán luôn 89.000. Và áo này luôn 89.000. Và áo này em có tất cả là bao nhiêu? Em có tất cả là 6 màu các chị ơi. Áo này ghi cho em là G8 và chốt trong nay này là 89.000 đồng. 89.000 đồng một cái áo sơ mi ở shop em. Lại còn bắt khách kiểm hàng. Em có cái gì ạ? G8 cam đậm, màu em đang mặc là G8 trắng, màu này cho em là G8 vàng, màu này cho em là G8 cam nhạt, màu này cho em là G8 xanh dương và màu này cho em là G8 xanh ngọc. Vừa mua hàng nhà Linh chưa bao giờ xem hàng, vừa nhận hai quần Q44 mặc lên dáng đẹp, ai cũng hỏi chị sắn like quần lên cũng đẹp lắm ạ. À, sắn cái ống này lên à em. Đấy, lại khách hàng quen Q44, em nói thật chứ em đến phát cuồng với cái con Q44 đấy luôn. Em bị gọi là bị sắn lên như này à em, kiểu như này à? Ờ ok nhá. Mọi người có thể sắn lên như này nhá. Đây là khách bảo em như thế cho em chưa thử bao giờ. Tại vì cái quần này thật ra giá của nó là giá quần ngố. Cho nên là cứ mặc quần ngố như thế này cho nó đẹp mọi người ạ. Chứ quần sock thì nhà mình có nhiều rồi ấy, nhà em cũng bán nhiều quần sock và khách cũng mua nhiều quần sock rồi. Cho nên là quần này mình cứ mặc
theo dáng quần gối như thế cho đẹp nhá. Chia sẻ live stream giúp em, đẩy view lên cho em. Là hôm nay em tặng mọi người rất nhiều nên mọi người đừng để tụt view sớm quá, thật khổ thân em ấy. G8 kèm màu kèm số điện thoại 89.000. Mặc dù 89.000 nhưng cũng nhớ hãy kiểm tra hàng trước khi nhận nha các chị nha. Trời ơi hôm nay lại chạy phố quần Q66 rồi. Lại chạy phố quần Q66 rồi. Túi em có bán chị ơi, túi này chị ghi giúp em là túi nâu 213.000 nhá. Và áo này là sơ mi, gọi là nói chính xác ấy thì nó là chất thô mềm, tức là nó vẫn là thô nhưng thô nó mỏng mềm thôi, nó mỏng mềm thôi và nó mát nha. Hôm nọ đặt Q66 mà hôm tối thấy Linh gửi chị ơi, tại vì em bị thiếu đơn ấy, bây giờ hôm nay là nhà em giả hết đơn cho tất cả các chị rồi, thì các chị chờ giúp em khoảng 2, nếu như ở tỉnh thì tầm 2-3 ngày nữa, còn ở Hà Nội thì ngày mai bên em sẽ ship hàng cho các chị luôn nhá. Thông cảm giúp em chứ hàng Quảng Châu mà lại bị đóng bia thì em đúng là bế tắc thật sự luôn đấy. Ví dụ em mã này là Q66 màu nâu, và quần này áo này gọi là G8 trắng, và cách số điện thoại em qua mẫu ở đây nhá. Em xin phép qua mẫu này ở đây nhá. Q66 thì em có tất cả là 5 màu cơ. 5 màu, còn áo này thì có tất cả là 6 màu. Áo là 89.000, quần là gì ạ? Không phải đâu, tại vì là thì kêu là không giữ đơn, đúng rồi chị ơi, bởi vì là nhân viên có biết lịch hàng về đâu, thì cái Q66 đấy nhà em bị hết lâu quá thì nhân viên sợ là khách sốt ruột thì báo với khách như vậy, nhưng mà không ngờ là chiều nay lại hàng về được. Cho nên là nếu như mà chị muốn đặt Q6, nếu như mà chị bị hủy mất rồi thì chị đặt lại giúp em nhá, thông cảm cho bên em nhá. Ví dụ em mã này là Q66 kèm màu và kèm số điện thoại, màu xanh, màu hồng, màu trắng, màu nâu và màu đen, 131.000, hàng Quảng Châu, phát hiện ra hàng sửa Việt Nam cho hoàn hàng luôn, không phải nói thêm một lời nào nữa, được chưa nào? Rồi em qua mẫu ở đây, các chị nhận hàng, các chị nhìn cái quần nhà em này. Trời ơi sao mà nó có thể xịn sò đến mức như này. Đây này, nhận hàng như này này. Hiện tại em đang cầm ở đây là một cái xe S, các chị thấy chưa? Đây này, cái lô trước em đặt hai xưởng, một xưởng là túi trong, túi trắng ấy, một xưởng là túi nâu như này, hai xưởng là bằng tiền nhau, bằng nhau không lệch 1.000 nào luôn. Nhưng mà bởi vì hạ một xưởng thì người ta sẽ lâu giả đơn mình, cho nên là em chia mỗi xưởng một nửa các chị ơi, được chưa? Ví dụ em mã này là Q66 kèm màu kèm size, G8 em có tất cả là 6 màu cơ. Màu em đang mặc là màu trắng này, màu này cho em là màu cam đậm này, màu này cho em là màu này cho em là màu vàng này, màu này là màu hậu cam nhạt này, màu này là màu gì ạ? Màu này là màu xanh dương này, và màu này là màu xanh ngọc, xanh dương và xanh ngọc nhá. Còn khoác bò không? Dạ em còn. Nói thật với các chị là cái áo bò túi tròn ấy, chiều nay like xong phát hết luôn, và tối nay mới chỉ về thêm được có 50 chiếc thôi. Áo sơ mi này là chất thô mềm chị nhá, chất thô mềm, nói chung là có 89.000 thôi. Thì các chị cũng sẽ đặt ra câu hỏi là 89.000 thì liệu nó có ra cái gì không, đúng không? Các chị nghĩ 89.000 thì không thể nào là một cái áo sơ mi đẹp được. Thì em nói rồi, các chị cứ sờ chất kiểm hàng rồi hãng giả tiền nhá. Tại vì là em lỡ bán rẻ quá đáng nghĩa ra là phải bán 95.000. Nhưng mà gì ạ? Mình cũng chọn Q66 không biết ship hai hôm nay ship gọi cho mình rồi. Đúng rồi. Là Q66 là chỉ có hàng, làm sao mà nhầm được. Tại vì hôm trước là về 300 và hôm nay về 770. Hôm trước là về 330 hay là 340 em không nhớ. Thì có thể là chị sẽ được chia đơn vào cái lô 300 mấy đấy. Còn lô 700 mấy này là những người của đơn sau. Tóm lại là chị nhận hàng chứ cứ kiểm hàng, nếu mà đúng Q66 thì mình nhận. Còn nếu không đúng Q66 thì mình hoàn hàng lại nhá. Chứ bây giờ chị hỏi em là sợ có nhầm mẫu hay không thì em cũng không biết được nhân viên em nó có nhầm hay không. Nhưng mà em chắc là không nhầm đâu. Này treo lại cho em này, được chưa? Em qua mẫu ở đây nhá. Em qua mẫu Q66 ở đây nhá. Được chưa nào? Quần jean đấy ghi giúp em là quần đẹp kèm màu và gì ạ? Quần đẹp kèm màu và kèm size. Quần đẹp của em có hai màu đậm nhạt và 3 size SML 40 đến 65 cân đổ về mặc được. Và cái quần đẹp chiều nay em mặc với cái áo sơ mi này nó đẹp kinh khủng, các chị nhìn cái form sơ mi này. Này mọi người thấy chưa? Cái chiều nay em mặc cái form Q66 Linh trả đơn ok, nhưng ai mà em nợ đơn là em giả mà, các chị yên tâm. Em phải giả cho những khách cũ, sau đấy em mới nhận đơn khách mới, cho nên là các chị không phải lo đâu. Những đơn mà bên em đã chốt rồi là yên tâm nhá. Eo ơi, cái chiều nay em mặc cái set này này, thật sự là xỉu đấy các chị ạ. Đây này, chiều nay em mặc cái set này này, chốt 1.000 cái quần bò trong một buổi chiều. Chốt 1.000 cái quần bò trong một buổi chiều các chị ạ, kinh khủng khiếp không? Đấy, thôi bây giờ em qua mẫu ở đây nhá. Bây giờ em Linh sẽ lên một cái mã áo len mới rất là đẹp, và em sẽ mặc với chân váy CB1. Cái áo len mới này thì em xin phép mặc với chân váy CB1 nhá. CB1 của em hình như không treo ở đây luôn hả anh? Ớ, CB1 mà cái chân váy nhung hoa lên lấy cho em cái nào? Còn này không treo cái nào ở đây cho em luôn. CB1 em sẽ mặc với cái áo này là mới về này, rất là đẹp luôn này, áo này cực kỳ đẹp luôn. Đây này các chị nhìn thấy không, chất len hàng Quảng Châu đẹp xỉu luôn á. Áo sơ mi có size không? Áo sơ mi không có size chị ơi, form to chả bán lửa đây chị này, không có size đâu, form to 68 cân đổ về mặc được và không có size chị nhá. Các chị chia sẻ live stream giúp em với nhá, chia sẻ live stream và đẩy view lên giúp em với nha các chị ơi, cố gắng tương tác với em nha các chị ơi. Tương tác lại không bị ẩn comment ấy, ẩn comment là không có đơn đâu, em thề luôn, ẩn comment là không có đơn đâu ấy ạ, được chưa? Áo trắng này mã là G8 trắng, đủ màu đây này, mọi người nhìn rõ không? G8 kèm màu và kèm số điện thoại. Và bây giờ em sẽ lên cái áo len mới này. Áo len mới này thì em Linh sẽ mặc với cái chân váy CB1 nha các chị nha. G8 và quần đẹp, trời ơi quần đẹp lại cháy đơn rồi các chị ơi, cháy đơn rồi. Em bán quần đẹp xong mà em bảo cuộc đời em đến giờ phút này mới tiếp cận được với cái quần đẹp
con bò đẹp và rẻ. Là nó hơi muộn. Thế nhưng mà cũng chưa muộn, bởi vì là trước giờ không có cái quần nào mà em cảm thấy ưng. Có duy nhất một cái quần Q9 ấy thì là em bán chán, bán chê, bán hoài rồi. Mình đặt Q14, cái gì đây ạ? À? Len của legging Muji đi chị ơi. Ok, đây em đang cầm ở đây là size S, các chị nhìn rõ không ạ? Và bây giờ em sẽ mặc cái này nhá. Cái này gọi là CV1, mặc cái set này thì thôi rồi là lượng ơi luôn này. Q66 đẹp, tôn dáng lắm. Em cảm ơn chị Nguyễn Phương Lan nhá. Đấy các chị thấy chưa? Những chị nhận được hàng rồi đấy, bởi vì là những chị đặt trước thì sẽ được ưu tiên chốt trước và đi đơn trước. Những chị đặt sau thì sẽ là đi sau. Bên em lúc nào sẽ là nguyên tắc như thế, chứ không thể nào mà người đặt sau thì lại được nhận trước được người đặt trước. Đây nhá, cái áo là nó như thế này, dài rộng như này, thoải mái cho các chị đến 60-65 cân. Còn bây giờ là em đóng thùng cái CV1 này vào cho các chị này, xỉu luôn, thấy chưa? Em đang đóng thùng cái CV1 này vào cho các chị này. Sao em xem lại bảng màu quần Q66, Q44 còn không ạ? À? Lại Q44, trời ơi. Tất cả các mã quần legging, quần dài thái đến quần vải rất hài lòng. Em cảm ơn chị Lê Lan nha, cảm ơn chị rất là nhiều. Các chị nhìn giúp em này, đẹp chưa, mặc sang chưa? Cái này là nó là cúc vàng và cái này nó cũng là cúc vàng. Cái này thì em xin phép đi về quốc nhá. Cái này em Linh xin phép đi về quốc nhá. Lên quần vải đi chị ơi, chị chờ em chút xíu lên cái mã áo này xong đấy nhá. Đây em mặc nguyên set để cho các chị xem, chia sẻ đi anh ơi. Quần đẹp lắm ạ, à. Em cảm ơn chị nhá. Quần đẹp đậm, chị Trang Hà lên sộ giúp em đi. Q9 là cái mã trước đây lâu rồi chứ không phải là bây giờ nữa. Tức là ý là từ trước đến bây giờ chỉ có duy nhất cái mã quần bò đấy là em bán nhiều, còn lại hầu như là 3-4 năm nay em bán livestream là em không có bán quần bò dài. Ý em là như vậy á. Đây này, đẹp chưa? CV1 đen, hiện tại em 49 cân và em đang mặc size S thoải mái đây này. Và cái này có SML từ 40 đến 62 cân đổ về là mặc được. Và em đang mặc một cái áo mới tinh tình tình, mới tương tường tường, mới về luôn. Đẹp không? Áo này gọi là gì anh ơi, cho em mã đi. Em có tất cả áo này là bao nhiêu màu? Áo này em có tất cả là 1, 2, 3 1, 2, 3, 4. Và có cả màu đen nữa, hình như màu đen em để đâu rồi. Có cả màu đen nữa là 5. Áo này sẽ gọi là áo gì nè? Đẹp dã man luôn, mọi người thấy chưa? Áo này này, nó cũng tương tương như cái K77 nhưng mà cái này nó là cổ bẻ và ấy khác. Cho nên là mình sẽ ghi cho em mã này sẽ là gì nào? K7 à? Sẽ là K, cái kia là K77 thì cái này sẽ là 78. K78 đi, ok. Em mê chị Linh quá rồi, giờ làm sao? K78 kèm màu và kèm số điện thoại. Em có K78 màu này là màu nâu, em có K78 màu này là màu đen, em có K78 màu này là màu sữa, em có K78 màu này là màu trắng và một màu cuối cùng rất xinh đẹp đấy là màu hồng. K78 kèm màu kèm số điện thoại. Đây màu em đang mặc là màu nâu. Em mặc với CV1, em đi một con quốc ghẻ của em 200.000 nữa, thấy chưa? Em đi một con quốc ghẻ của em 200.000, chân dài miên man, hơi bị ngon luôn. Cái set này mặc đi đám cưới này. Mặc đi đám cưới đi, gặp khách hàng các thứ là quá ok, gặp đối tác các thứ là quá chuẩn men luôn rồi. À quên, quá chuẩn gơn rồi các chị ơi. Rất là xinh, rất là sang trọng nhá. Ghi của em là K78 kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong line này cho các chị nghe giá luôn giúp em nhá. Này. Đẹp chưa? Đẹp chưa? 100 bao nhiêu? 111.000. 111.000. 111 111.000. K78 đen, K78 sữa, K78 trắng này, K7 gì ạ? K78 hồng và K78 nâu. Đẩy view lên giúp em, tụt view rồi các chị ơi. Đẩy view lên hộ em nhá. Bao nhiêu ạ? Bao nhiêu ạ các chị? 111.000 một con chất len hàng tàu. Mặc với con CV1 này là 116.000 một con chất nhung nhá. Toàn bộ là nhung hết. Đằng trong này này, mọi người nhìn này, cái lớp lót quần đằng trong nó cũng là chất liệu bằng nhung luôn. Chứ nó không phải là chất liệu giống như là cái vải mỏng mỏng mà bay bay mà bóng bóng như cái chân váy bình thường đâu. Mà chất liệu đằng trong này nó là nhung, chất liệu đằng ngoài này vẫn là nhung. Hai bên của túi toàn bộ là đính hoa nhá. Được chưa? Được chưa? Ghi của em mã này là khoác bò đen, ok chị này khóc luôn ý chị ơi. Like cái gì nên like áo khoác gì cơ? Được chưa nào? Chị nào lấy K78 chốt luôn giúp em. Đấy ạ. Nay em có đặt quần đẹp mà chưa thể xúc gọi điện. Chiều nay bên em mới chỉ gọi được 500 đơn thôi. Còn lại nữa là ngày mai và ngày kia bên em mới gọi nốt, bởi vì trộm vía đơn rất là nhiều. Nên là chiều nay chỉ với một phần nhỏ xíu được gọi điện thôi. Nên các chị chưa được gọi là đúng rồi. CV1 màu này là màu đen và nó có tận 3 size cơ. SML 40 đến 62 cân đổ về mặc được và em đang mặc. Phải không nhỉ? Hôm em tư vấn là đến bao nhiêu nhỉ? 62 hay là 60? 40 đến 60 cân, 40 đến 60 cân đổ về mặc được CV1 nha các chị nha. Mặc áo màu trắng đi ạ. Đây này, màu này cho em là màu đen này, màu này cho em là màu sữa này, màu này cho em là màu trắng này và màu này cho em là màu hồng, đẹp xỉu luôn. Bây giờ em sẽ mặc thêm cho mọi người một cái màu trắng nhá. Nói chung là màu nào cũng đẹp. Chia sẻ livestream giúp em với like này, em tặng mọi người 500.000 đồng đấy ạ. Nên là mọi người đừng phũ với em, khổ thân em lắm. Đây này, em sẽ mặc cho mọi người màu trắng nhá. Và chị nào lấy CV1 để chốt lên giúp em, chốt luôn giúp em nhá. Hôm nay thông báo cho các chị một tin là áo tàu đã về hàng rồi. Áo tàu ấy, cái áo mà có 5 màu mà nó dài dài ấy là đã về hàng rồi. Quần cúc lệch cũng về hàng rồi nhá các chị nha, tranh thủ chốt đi. Em like hôm nay xong, em lại tiếp tục nghỉ 3 ngày nữa em mới like tiếp. Cho nên là các chị tranh thủ mua luôn nhá.
Không là phải chờ 3 ngày nữa em mới like tiếp thì các chị mới chốt đơn được ạ. Còn bột không thì em còn. Chị ơi các chị lấy CV1 vui lòng để lại size giúp em đi ạ. Các chị lấy CV1 vui lòng để lại size luôn. Mà nếu không biết size thì để lại cân nặng giúp em, chứ không đến lúc lại mất công nhân viên lại phải gọi hỏi mình ý. Nếu như khách quen mà tự lấy size được thì lấy luôn giúp em nhé. Này màu trắng này đẹp chưa. Form to ít nhất là 62 cân đổi về mặc được. Chị ơi áo này là áo len hàng tàu. Nói chung là nó vừa phải thôi. Nếu như mặc thời tiết này bây giờ này thì là không nóng nhá. Nhưng nếu như mặc cái thời tiết mà tầm tháng 7 mà trời nắng đấy thì nó nóng thật. Nhưng như bây giờ em thấy trời mát rồi. Đây này đẹp chưa. Ghi hiểu em mã này là gì ạ? Mã này ghi giúp em là cái gì nhỉ? K78 kèm màu và kèm số điện thoại. K78 màu em đang mặc là màu trắng. Xỉu chưa? Mặc sơ mi đi chị. Sơ mi lúc nãy em vừa mặc rồi. Sơ mi lúc nãy em vừa mặc rồi. Mọi người chốt nhiều lắm rồi. Len đầm jean đi chị này. Ok này. Áo nhún nhún ngực cái này có mã là K13 chị ơi. K13 nhìn giúp em này. Đẹp chưa? Áo này sẽ gọi là A78 trắng. Và em đang mặc với CV1 đen. Được chưa nào? Chị nào lấy nó chốt luôn. Em xin phép qua mẫu luôn nhá. Toàn mua bà này chuẩn bị viêm mang túi rồi. Trời ơi đúng thật đấy. Tháng này là còn là tháng ế của nhà em ấy. Chứ còn tầm cái tầm em nói thật tháng 10, tháng 11 thì em thề với các chị. Một live stream nhá. Chứ không phải là hai live stream một ngày đâu. Một live stream của em nhân viên làm 4 ngày mới xong. 4 đến 5 ngày mới xong. Nếu như chính cái vụ đắt hàng của nhà em ấy. Thề luôn. Chẳng qua là bây giờ ế mùa này là mùa ế này. Thì một live một ngày thì mới phải làm 3 ngày. Còn bình thường mà đúng vụ mà đắt hàng ấy. Một live làm 4 đến 5 ngày mới xong. Ghi hiểu em mã này là gì ạ? CV1 này làm sao mà được đến 67 cân chị? CV1 này chỉ được đến 60 cân thôi. Lên lại sơ mi được không? Linh chị mới vào. Ok chờ em xíu nhá. 60-62 là cùng. Như em ở đây đang mặc size S. Thôi em nhận đơn cho các chị size L của con này là đến 60kg nhá. Ví dụ em mã này là CV1 và K78 trắng, K78 nâu, K78 hồng, K78 sữa và K78 đen. Màu đen này, ví dụ như màu đen thì sẽ mặc với quần bò thì thôi cũng hết nước chấm luôn. Măng tô chị không bán đâu. Măng tô đắt lắm luôn. Măng tô nhập đắt lắm. Bắc ca thì em còn có bán chứ còn á. Đầm jean nhận hàng ghiền giờ mua thêm nè. Chị ơi hàng quá đẹp. Cảm ơn em nhé. Sơ mi này có mã là G8. Em xin phép qua mẫu ở đây nhé. Em lại qua mẫu tiếp theo. Em xem lại sơ mi xíu nhé. Chờ chị một tí nhé. Tí nữa chị sẽ lên lại nhé. Bomber hôm nay là về được 100 chiếc. Chiều nay nhận được Q44 và áo len hoa đẹp lắm em. Em cảm ơn chị Vương Thu Phương nhé. Bây giờ cho em hỏi những chị đang sign live stream ở đây này. Chị nào mua Q44 nhà em rồi, đẹp hay không đẹp? Các chị cứ mạnh dạn comment vào đây cho em. Kể cả không đẹp hay là đẹp thì các chị cũng cứ comment vào đây cho em nhé. Chiều ngày hôm nay em live stream hơn 30 cái phản hồi khen Q44. Thế sao mọi người biết không? Mọi người khen Q44 quá nhiều quá. Thế là những người mới vào mà chưa biết mã đấy là cái gì ý, cứ hỏi Linh ơi Q44 là cái gì? Chị ơi Q44 là cái gì cho em xem đi. Sao mà nhiều người khen như thế đó mọi người. Có nghĩa là kiểu mọi người khen nhiều đến mức mà những người khác người ta cũng tò mò muốn biết đó là cái gì luôn á. Túi đang đeo và là đeo chéo với đeo đấy là một chị ơi, nhưng mà nó sẽ cho mình hai quai. Nó sẽ cho mình hai quai để khi chị phối quai này và chị phối quai kia nhá. Chất mềm, chất mềm không bị nhăn chị ơi, hàng đẹp lắm. Q44 mặc mát cực lắm. Q44 chất mịn mềm ai cũng khen cả. Em cảm ơn chị Bi Nguyễn này, từ nãy giờ là em vừa đọc 4 người khen nhưng mà em chưa kịp đọc tên luôn á. Các chị có thể tự đọc nhá. Các chị có thể tự đọc chứ em không có hề bịa ra nhá. Em thấy comment nào thì em đọc comment đó rồi, được chưa? CV1 à, đúng rồi, áo này mặc với Q44 cũng cực kỳ đẹp luôn. Ví dụ như áo này màu đen nhá, mà mặc với Q44 màu sữa hoặc là màu kem thì cũng đỉnh của chóp luôn. Đây này, nghe em, đây này. Ví dụ các chị mặc cái quần Q44 màu này, các chị mặc cái quần Q44 màu này xong thì các chị sẽ mặc với cái áo này màu đen, được chưa? Lên lại khoác bò xanh đi. Ok, chờ em chút xíu các chị mặc này này. Đây. Mặc nguyên set này cho em không đẹp nữa thôi, cho em mặc nhanh nhá. Áo em đang mặc bao nhiêu? Áo em vừa cởi ra đấy là K78 111.000. Hàng Quảng Châu mới về chiều nay luôn đấy ạ. À, mới về là chiều tối luôn. Chứ chiều nay là chưa có đâu. Tôi có hai cái Q44 rồi đây nhưng vẫn mê nha chị. Dạ em cảm ơn chị Huệ Phạm nha. Các chị thấy chưa? Em đang mặc màu này cho em là màu sữa này, Q44 màu sữa. Và bây giờ em sẽ mặc với K78 màu đen. Riêng quần nhà em từ quần bò cho đến quần vải, cho đến quần sóc kaki, cho đến là quần bò sóc hay là chân váy sóc hay là quần dài bò hay là quần dài vải thì các chị hãy thử một lần thôi, trải nghiệm một lần thôi, em đảm bảo các chị nghiện em luôn. Em khẳng định không chém gió đâu. Q44 hôm bữa em đặt hết hàng, lúc nào cũng trong tình trạng hết hàng em ạ, nhưng mà em cứ đặt đi bởi vì hàng nó về liên tục. Em nói thật nhá, một lần em đặt Q44, một lần em đặt 1.200 quần. Lần nào mà em đặt ít thì là 600, còn lần nào mà em đặt nhiều là 1.200 quần một lần. Một lần nha các chị nha. Thì các chị biết là cỡ là hot như thế nào luôn. Đây này các chị mặc này cho em này, xinh chưa? Em đang mặc với quần, em mặc Q44 màu sữa và em đang mặc với áo K gì ạ? K78 màu đen. Đấy. Mặc này này, xinh xỉu luôn các chị thấy chưa? Áo len hàng tàu này, đó. Xong mà các chị mặc với lại là một cái quần vải. Riêng quần này nhà em về bao nhiêu cũng hết.
chưa bao giờ mà nó đủ luôn ấy, chưa bao giờ đủ đơn luôn. Đồ nhà chị Linh đẹp xỉu, cảm ơn Nga Suka nhá. Đây này các chị nhìn thấy chưa? Quần em đang mặc gọi là Q44 màu sữa, cái form quần này. Riêng quần này em cam kết với tất cả các chị này, khi hàng đến này, mua hai quần Q44 về hai chị cướp mặc luôn, tại đẹp quá. Đây các chị đọc comment đi. Tại sao mà em được khen nhiều Q44 như thế? Tại vì nó đẹp. Nó thật sự đẹp, nó vô cùng đẹp luôn. Và kể cả nhá, cái này là điều em hứa với các chị này. Nếu tất cả chị nào mà mua Q44 nhà em thì lúc nào em cũng nói các chị kiểm hàng đúng không? Nhưng nếu lỡ như các chị không kiểm mà hàng về đến nhà giả tiền rồi các chị mới kiểm, mà các chị chê xấu mà vẫn giữ nguyên tang mác, em vẫn cho các chị hoàn hàng lại, được không ạ? Có nghĩa là em tự tin nó đẹp đến cái mức mà em tin rằng là không có chị nào hoàn hàng lại cái quần này đâu nha. Kể cả là gì ạ, kể cả là mang về nhà rồi kiểm hàng mà không đẹp mà giữ nguyên tang, em vẫn cho các chị hoàn hàng lại. Có nghĩa là các chị không có cơ hội nào để mà chê được cái quần Q44 này luôn ấy. Ví dụ em mã này là Q gì ạ, Q44 cạnh sữa. Và áo này gọi là K78 đen, K78 trắng, K78 sữa, K78 gì, 8 hồng và K78 nâu. Còn quần này gọi là Q44 và em xin phép đọc bảng màu Q44 nhá. Màu em đang mặc là màu sữa này. Một con quần mà một cái line mà cái line hôm trước ấy, tức là cái line mà gần với cái line này nhất này, là cái line mà thứ tư em bán cái quần này chứ không phải line đầu tiên đâu. À đây, cái đây là cái quần cúc lạch, tính em sẽ lên quần cúc lạch sau. Cúc lạch cũng mới về luôn. Đây. Cúc lạch nhà em cũng mới về nhưng mà em đang bán cái quần này trước. Q44 màu này cho em là màu gì nhỉ? Màu này cho em là màu sữa. Q44 màu này cho em là màu kem. Q44 màu này cho em là màu nâu. Và Q44 màu này cho em là màu đen. Em chỉ nói thế này này, riêng quần này trừ cái màu kem ra là sợ có thể là giặt đến đồ đen nó sẽ bị phai màu thì không nói. Còn ba cái màu này các chị cứ vứt vào máy giặt, giặt tung trời lên cho em. Nếu như nó bị phai màu, nó bị xù, nó bị giãn, em cho các chị hoàn hàng lại một đổi một luôn. Cái chất này chất quần vải mà đẹp nhất trong tự tất mà em đã từng bán luôn. Chất Q44 đẹp thật, mở ra vải cái gì đây. Chưa kịp đọc hết comment luôn, em cảm ơn chị rất là nhiều nhá. Từ nãy đến bây giờ mà bao nhiêu người khen, có lẽ rằng là rất nhiều người ở đây mua cái quần này của em vì tò mò á. Vì tò mò là xem nó đẹp đến mức nào mà nhiều người khen như thế đúng không? Các chị tò mò đúng không? Các chị nên thử đi. Cái sự tò mò này là đúng đắn đấy, các chị mua thử đi, đảm bảo các chị nghiện quần vải nhà em luôn, khẳng định là nghiện luôn đấy. Q44 kèm màu, kèm size hoặc kèm cân nặng nhân với chút size, từ 40 đến 65 cân đổ về mặc được và có giá là 127.000. Một livestream trung bình em bán từ 800 đến 1.000 cái quần này. Một ngày. Được chưa? Một ngày luôn, được chưa nào? Ví dụ em là Q44 kèm màu, kèm size hoặc kèm cân nặng nhân với chút size, 127.000 em qua mẫu này ở đây nhá. Em lên mã tiếp theo, bây giờ em dừng ở đây và em lên mã tiếp theo. Em cũng qua luôn K78 ở đây nha các chị nha. Chị nào có đơn thì nhớ lên mã cách số điện thoại để gì ạ? Mã cách số điện thoại, không có số điện thoại là không có đơn đâu nha. Có size gì dạ, có SML, có SML 40 đến 65, 40 đến 65. Rồi em qua mẫu K78, anh đứng dậy treo lại K78 cho em này. K78 lúc nãy ở góc này này. Rồi, em lên mã tiếp theo. Em lên mã tiếp theo ngày hôm nay nha các chị nha. Lên mã tiếp theo. Bây giờ em sẽ lên áo tàu. Bây giờ em Linh sẽ lên áo tàu. Và áo tàu thì em sẽ mặc với quần giả váy nhá. Em sẽ mặc áo tàu và quần giả váy. Quần giả váy thông báo cho các chị là đủ màu và đủ size rồi. Kính này là chị mua hàng sách tay á, chứ không phải là mua ở ấy đâu. Kính này là hàng sách tay ý. Tức là mua ở cái chỗ mà chuyên bán hàng ao ấy. Cần thì inbox cho chị chỉ cho. Được chưa? Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người cái quần giả váy và áo tàu. Cho em xin bảo màu áo tàu luôn này. Đây. Quần giả váy đến hôm nay mới về đủ size này. Còn hai cách đây hai livestream là các chị bảo em là lên quần giả váy thì là em không lên á, bởi vì là bị gì? Bị thiếu size, có nghĩa là nó vẫn còn nhưng có màu thì thiếu size này, có màu thì thiếu size kia. Cho nên là phải khi về đủ size thì em mới lên. Và bây giờ em sẽ lên áo tàu cho các chị nhá. Bây giờ em sẽ lên áo tàu cho các chị nhá. Ok chưa? Bây giờ em sẽ mặc cái màu này. Đây, đẹp chưa? Mua hàng bên Linh chả chê gì, chê mỗi ship hàng lâu đôi khi không biết mình có được chốt hay không nữa. Dạ em cảm ơn chị nhá, thông cảm giúp em. Thật ra là em cũng biết cái vấn đề đấy. Cái vấn đề là bên em ship hàng lâu ấy. Nhưng mà thật ra thì cũng không phải là do bên ship hàng lâu đâu, mà là do bên em ấy, có nghĩa là lúc nào đơn nó cũng bị quá tải ấy. Cho nên là ví dụ này, ví dụ như cái livestream mà gần đây nhất ấy, đúng không? Cái livestream gần đây nhất là em live hôm chủ nhật và hôm nay là thứ tư đi, đúng không? Thì là nhân viên bên em phải chốt cho đến chiều ngày hôm nay mới hết đơn của cái ngày chủ nhật đó. Thế cho nên là nhiều chị ý, mua hàng xong đến mua hàng từ chủ nhật thì thứ tư mới được chốt, thì nhiều khi các chị còn không nhớ là các chị mua cái gì nữa cơ. Đấy, em biết cái tình trạng đấy, nhưng mà nói thật là bây giờ làm nhanh hơn thì không làm được. Và kể cả là em có tuyển nhân viên để chốt được hết từng đó đơn trong vòng một ngày thì bên em cũng không đủ hàng để cung cấp cho các chị được. Cho nên là em phải là gì ạ?
thấy ship nhanh lắm luôn chứ. Dạ tùy đấy chị, ví dụ nhá, không phải là do bên ship người ta ship chậm đâu, các chị đừng có chửi shipper, mà là do bên em gửi hàng muộn. Có nghĩa là như này nhá, ví dụ hầu như đơn hàng của khách bên em thì toàn là từ 2 sản phẩm đổ lên đến 4-5 sản phẩm, còn đơn một sản phẩm chiếm tỷ lệ rất là ít, chiếm tỷ lệ cực ít luôn. Thế nên là ví dụ như em đang nói ví dụ một đơn hàng 5 sản phẩm, nhưng mà nói đơn giản như quần Q66 này đi, 5 sản phẩm nhưng thiếu mất một cái quần này, thiếu, mình thấy ship cũng nhanh mà mình cứ đặt cái gì cũng được chốt, em cảm ơn chị nhá. Với cả ai biết cách chốt nhà em rồi thì chắc chắn sẽ được chốt. Có nhiều người người ta mua lần đầu người ta chưa biết ấy. Ví dụ quần này 5 sản phẩm thiếu một quần này, mà quần này chưa về được thì đơn đấy bên em sẽ đẩy trong trạng thái chờ ở kho. Thì có nghĩa là 5 ngày nếu quần này chưa về thì các chị cũng chưa được gửi đơn, lý do là như thế. Cho nên là nó mới thành nhận được hàng lâu ấy, chứ không phải là do kiểu là do bên vận chuyển hay là do cái gì đâu, đúng không? Đấy, đúng rồi, lượng đồ chuẩn luôn, chị ơi gọi chốt em không nhờ chốt gì. Thì là thật ra là tất cả những comment của các chị ở đây thì bên em đã được hệ thống máy tính lưu vào rồi. Thế nên là các chị đặt cái gì là bên em đều biết, miễn là các chị cứ đặt đúng mã là bên em sẽ gửi đúng mã, trừ khi các chị đặt sai mã thì mới gửi sai mã thôi. Áo này ghi giúp em là áo tàu, về một hôm đầu tiên, bán một lần đầu tiên là hết sạch hàng. Và từ hôm đó đến hôm nay là hình như 6 ngày. Bởi vì sao? Bởi vì cái này nó là chất tàu. Việt Nam mình không có chất này, Việt Nam mình không có hàng này, thế cho nên nó mới lâu ấy mọi người. Cũng là cái hàng này nhưng mà hàng chất của Việt Nam mình thì nó sẽ không đẹp như này, bảng màu nó khác hoàn toàn. Các chị có nhớ cái áo mà áo tem không? Áo tem đấy là chất của Việt Nam mình đấy. Thì là nó sẽ gì ạ? Cái màu nó khác hoàn toàn so với cái chất này em đang bán. Em đảm bảo luôn. Và cái áo này các chị nhìn trên thị trường cũng em cũng đảm bảo với các chị là không có ai bán luôn. Nếu như mà đấu đúng ra thì áo này Việt Nam mình đang bán xỉ ra là 120.000. Đấy là giá xỉ ở Việt Nam nhá. Ví dụ em mã này là gì ạ? Áo tàu nâu, tàu xanh, tàu đen, tàu hồng và tàu trắng. Áo tàu kèm màu và kèm số điện thoại. Và em chốt trong live cho các chị là 94.000. Gộp đơn lúc chiều không chị? Em ơi, nếu như đơn chiều nay mà em chưa được chốt thì em chốt thoải mái luôn, em dồn thoải mái luôn. Nhưng đơn chiều nay mà em đã được chốt rồi thì không dồn được nữa, mà em bắt buộc phải lên đơn mới nhá. Thông cảm giúp em, bởi vì chiều nay có mấy trăm đơn đã được chốt rồi. Được chưa? Áo tàu kèm màu và kèm số điện thoại. Màu em đang mặc là màu nâu và em đang mặc với quần giả vải đen này. Hợp chưa? Em đang mặc với quần giả vải đen nha các chị nhá. Đây, đang mặc với quần giả vải đen này. Đấy. Xinh xỉu chưa? Mặc quần giả váy đen và mặc váy áo gì ạ? Áo này ghi giúp em là áo tàu. Form nó rất là dài, rộng. Nói chung là chị nào mà đang xem livestream mà mua áo tàu nhà em rồi cho em xin một câu phản hồi nhá. Đây này. Nó dài, rộng và nó giãn 80 cân vẫn vừa, và quan trọng cái chất này. Trời ơi, cái màu này mặc nó trắng vãi cả trắng luôn ấy. Trắng kinh khủng khiếp luôn ấy. Áo tàu này khách toàn lấy hai cái thôi. Em nói rồi, nhận hàng mà cái chất này mà xấu nữa thì em thật sự là không có cái chất áo nào đẹp đâu. Đây nhá. Đúng rồi, được chốt rồi mà chưa nhận được hàng thì là bình thường chị ơi. Thì là hàng nó đang đi đơn thôi. Tại vì là cái hôm đầu tiên em like thì cũng có nhiều chị là gì ạ? Chưa, không đủ hàng của cái chuyến đầu tiên. Và sau đó là nó sẽ phải chờ cái chuyến thứ hai này thì bên em mới giả đơn. Thế thành ra là nhiều chị chưa nhận được hàng là đúng rồi nhá. Này em đóng thùng hẳn hoi cho các chị xem này. Quần em đang mặc gọi là quần giả váy. Em đã bán đến bây giờ là hơn 5.000 con rồi, các chị thấy chưa? Đóng thùng với quần giả váy này trẻ xỉu luôn. Quần giả váy em có tất cả là hai màu. Quần giả váy em Linh có tất cả là hai màu gì ạ? Hai màu đen xanh. Hai màu đen xanh, 3 size SML. Chị còn quần Q5 không? Dạ em còn, em mới về thêm một chuyến cuối cùng 500 chiếc nữa. Màu thì cứ bảo là áo đen vừa rồi chị mặc mã là gì? Áo đen vừa rồi chị mặc là K78 đúng không? Ừ, K78 em ạ. Ủa nóng này sao uống được anh? Pha loãng là gì, nóng quá. Cả đặc quá. Cho em loãng loãng thôi. Ví dụ em mã này là áo tàu màu nâu, các chị thấy em mặc này, xinh không? Đeo thêm một cái túi mặc với quần váy. Quần váy này bình thường em bán là 138.000 và bây giờ em đang chốt cho các chị là 134.000, bởi vì bây giờ là gì? Là chuyến cuối cùng của cái quần váy này rồi và em Linh không bao giờ về thêm nữa. Đây là chuyến cuối cùng rồi. Em bán hơn 5.000 quần mà tầm này mà bây giờ em đặt thêm 1.000 nữa ấy. Q44 với áo bò thích vờ cờ luôn, nói chung là cái gì cũng ưng luôn. Cảm ơn Hoàng Bích nhé, các chị thấy chưa? Quy gì ạ? Quy gì? Khách vừa bảo Q44 và áo bò thích vờ cờ luôn. Thích vờ cờ luôn đấy các chị ơi. Chia sẻ live stream giúp em với nào. Chia sẻ live đi, lại tụt view rồi. Em mới like được có bao nhiêu? Em mới like được có 1 tiếng thôi. Cho nên là các chị cố gắng chia sẻ live tương tác với em nhá. Em nhận hàng hồi chiều đơn hơn 400, ưng hết ý luôn chị ơi. Cảm ơn em nhá. Đây này. Áo tàu và quần giả váy. Và bây giờ nhá, cái khoác bò này này. Đây. Khoác bò túi tròn này. Đến giờ phút này em Linh đã tung ra thị trường hơn 1.000 áo rồi các chị ơi. Và sau khi em bán hơn 1.000 áo thì thị trường người ta mới bán. Đấy là em nói chân thành luôn á. Khoác bò túi tròn, chị nào nhận hàng rồi cho em xin một câu phản hồi nhá. Được chưa? 5 ngày chưa nhận được hàng đấy là do sản phẩm bị thiếu thôi chị ạ, chứ không phải là do ship lâu đâu. Thông cảm chờ hàng giúp em nha chị nha. Áo này gọi là bò túi tròn 136.000. Và áo em đang mặc gọi là gì? Gọi là áo tàu. Áo tàu thì có tất cả là mấy màu? Có tất cả là 5 màu và có giá là 94.000. Và em nói luôn này, cái áo tàu không có một cái gì đặc sắc. Để mà nói về form dáng, nó không có một cái gì đặc sắc. Nó chỉ là một cái áo trơn thôi. Nhưng cái đặc sắc của nó là gì? Là cái chất áo và cái bảng màu của áo ấy.
Bởi vì là vẫn là cái form này nhưng mà người ta cắt bằng cái chất khác thì nó sẽ không bao giờ đẹp được như thế này. Đó, cho nên là ví dụ như áo này mà em nhập cái hàng rẻ, em nhập bán vào chỉ 70 nghìn một cái thôi, nhưng nó không bao giờ có cái bảng màu này và nó cũng không bao giờ có cái chất này. Áo khoác đẹp lắm nè, em cảm ơn chị Hà Ngô nhá. Đấy, kiểu em mã này là áo tàu xanh, tàu đen, tàu hồng, tàu trắng và tàu nâu, 94 nghìn. Chia sẻ livestream nha anh ơi, được chưa nào? 94 nghìn, bao nhiêu áo tàu của em qua mẫu ở đây. Bây giờ em sẽ lên cho mọi người khoác bò túi tròn. Khoác bò túi tròn cách số điện thoại. Linh mặc màu hồng đi. Nay qua khách top top hết rồi, chị bán trên top top đi chị. Nay khách qua đâu thì em không biết, nhưng mà nhận bò túi tròn chẳng nhẽ lại nói cho bà trận bán rẻ rồi chất lượng thì lại không chê được. Em ơi, khách qua hết top top thì cũng được, mình em bán Facebook cho nó hời. Em không biết là khách nào của người nào qua top top, nhưng riêng khách em vẫn ở đây, trộm vía vẫn rất là đông, bán không kịp thật luôn. Hồi đầu thì em cũng định suy nghĩ là lấn sân, nhưng mà em nghĩ lại rồi, nói chung là mình chỉ tóm lại ấy, là em sẽ cảm thấy biết gì, biết đủ là được rồi. Cũng muốn chuyển lắm nhá, nhìn người ta làm mà em cũng muốn chứ. Em bảo là em mà sang đó là khả năng là mà em chỉ cần dẫn link một phát là các chị có khi cũng sang tấp nập luôn. Nhưng mà em bảo là thôi, nói chung là em cảm thấy hài lòng với bây giờ, nên là thôi em không có ham hố nữa, mệt lắm. Với cả là bên kia cái khách đối tượng khách hàng chắc là cũng không phù hợp với giống như kiểu hàng em bán bên kia, có vẻ như khách hàng bên đấy trẻ hơn ấy. Nhận khoác bò túi tròn rất đẹp, em cảm ơn chị Lệ Huyền nhá. Đây này, các chị nhìn thấy chưa? Eo ơi, trẻ xỉu luôn ấy, đúng không? Các chị nhìn này, đó. Khoác bò túi tròn 136.000, 136.000, được chưa nào? 136 váy đang mặc 60 kg vừa không? Dạ vừa chị ơi, váy này size to nhất cho các chị đến 67 kg. Em có tất cả là hai màu đen xanh, cú pháp là quần giả váy đen chất bò mềm nhá. Nhận hàng cứ ngửi thử xem nó có hôi không, nó có cái mùi bò chưa qua xử lý không nha các chị nhá. Quần giả váy quần giả váy xanh và quần giả váy xe đen, 3 size SML 40 đến 67 cân đổ về là mặc được. Đây này các chị mặc như em đang mặc này, rất là ăn chơi luôn nhá, được chưa nào? Mặc với cái này xong đeo thêm một cái túi nữa là ok, khoác vào túi tròn hai cái ok chị này. Các chị cứ lên mã cách số điện thoại là có đơn nhá, em không đọc chốt đơn được đâu bởi vì trộm vía rất nhiều đơn. Từ nãy giờ em like chưa được một tiếng mà gần 3.000 comment rồi, cho nên là em không thể nào mà đọc chốt đơn được đâu các chị ơi nhá. Các chị mặc này này, ăn chơi chưa? Đấy, mặc này rất là trẻ trung hơn. Áo bò túi tròn là 136.000 và mặc với áo khoác mặc với quần giả váy là 134.000 nha. Mặc với quần giả váy là 134, trẻ xỉu luôn đấy. Các chị phải lên size nhá, nếu như mà lấy quần giả váy thì phải lên màu và lên size giúp em. Nếu không biết size thì mình phải để lại cân nặng nha các chị nha, không mất công nhân viên lại phải gọi là ví dụ như khách quen đi, để lại cân nặng luôn, nhân viên up size cho các chị luôn, được chưa nào? Em qua mẫu tiếp theo nha, chị nào lấy nữa chốt luôn, em lên qua mẫu tiếp theo. Chị lên áo dài kẻ 36 ở tay, cái đây có mã là gì nhỉ? À, dép bao nhiêu? Dép này của em là 99.000, full size 35, 36, 37, 38, 39. Và dép này thì đến giờ phút này em Linh đã bán hơn 4.000 dép rồi. Và lúc đầu bán là 110 mấy nghìn, nhưng mà nói thật bây giờ bán quá nhiều, lấy ra bán câu khách được có mấy nghìn một dép, còn lúc đầu là được gần 20.000 một cái dép. Đấy là em nói thật. Áo sơ mi trắng mã là gì? Cái này gọi cho em là G. À cái gì nhỉ? Cái gì anh? Cái này gọi là cái gì anh? Cái này là cái gì? Áo sơ mi trắng này G8 à? Có đúng không nhỉ? G8 chị ơi, G8 áo ngực em còn chứ, em vẫn đang mặc ở đây này. Áo ngực thần thánh nhà em, like nào em chả mặc. Lại cái áo sơ mi trắng, sao mọi người cứ mê mẩn cái sơ mi trắng này thế nhỉ? Được chưa? Túi em có bán nhá. Em có rất nhiều quần vải luôn. Áo vừa mặc vừa cởi ra. Vừa mặc vừa cởi ra có mã là áo tàu. Áo tàu bây giờ em mặc thêm màu hồng nữa các chị nhá, màu hồng đẹp lắm. Ok. Mặc thêm màu hồng luôn, hình như màu hồng em chưa mặc bao giờ luôn. Đây này, màu hồng này. Màu hồng đẹp xỉu luôn, màu hồng này cực kỳ đẹp nhá. Màu xanh cũng đẹp, chỉ có điều là chỉ có một cái vấn đề là màu xanh nó có thể hơi kén da một chút xíu thôi nha. Chia sẻ live stream giúp em sẽ mặc cho các chị màu hồng nào. Chia sẻ live giúp em. Dép trắng, dép của em chỉ có một màu trắng duy nhất thôi, 99k. Lên áo len cộc đi chị, len cộc, len cộc nhà chị đang hết hàng rồi, thông cảm giúp chị nhá. Len cộc hiện tại bên chị đang hết hàng và hàng nó vẫn chưa về ấy. Túi này ghi giúp em là túi nâu 213.000, trong vòng một tháng mười mấy ngày mà em về hơn 2.400 cái túi thì các chị biết túi nhà em hot cỡ nào rồi, đúng không? Đây này, vì túi là em tự nhập từ Trung Quốc về nha các chị nha, chứ không phải em nhập ở Việt Nam đâu. Mặc dù đó không phải là sản phẩm em bán chính, nhưng mà là em vẫn tự nhập bên Trung Quốc về đấy các chị ơi. Đây này, áo này, thấy chưa? Form dài, rộng, dấu quần và thoải mái đến 75-80 cân và rất là dày đấy này. Em mặc áo dây đen ở đằng trong, nhưng nếu như mà cái chất mỏng nó sẽ nhìn thấy đằng trong ngay. Đố các chị nhìn thấy cái gì luôn ấy, được chưa? Em đóng thùng hẳn hoi các chị xem, màu hồng này xinh lắm. Mặc không hề bị trẻ quá nhá, vì cái hồng này nó là hồng đỗ, chứ nó không phải là ui chiều nay về con bomber R ấy. Khách chốt điên đảo luôn, điên dại con bomber R này luôn. Đây này, ui đâu rồi con bomber R đây này, chiều nay đây này. Chiều nay về con bomber R này, chốt dã man luôn, 185.000. Thị trường con này em nói thật nhá, kể cả cho là cái tất cả các trang mạng xã hội hay là sàn thương mại điện tử nào thì em cũng thách các chị mua được dưới 200.000 luôn ấy. Thách các
các chị mua được dưới áo này dưới 200 nghìn luôn, nếu như hàng chuẩn như em thế này và dày như thế này nhá. Còn mỏng hơn thì không so sánh. Đây nhìn giúp em này. Đó. Bomber chữ R kèm màu và kèm số điện thoại 100 bao nhiêu? Một tháng cứ 3 ngày này nhận một đơn. Đều chăn chắc, đồ rẻ và đẹp ghê cơ. Trời ơi, yêu quá. Em cảm ơn chị Cô Lan nha, cảm ơn chị rất là nhiều. Một tháng 3 ngày nhận một đơn, tức là một tháng 10 đơn. Dã man. Ghi của em mã này là gì nào? Bomber chữ R kèm màu và kèm. Ui, bomber này nóng. Bomber có nóng không chị? Chị nói thật nhá, nóng thấy bà nội luôn. Không mặc được mùa này đâu. Mua bây giờ ấy, chỉ có là chất dày và đẹp và rẻ thôi. Còn các chị mua bây giờ về là cất đi nhá. Không mặc, thời tiết này mà ai tư vấn bảo mặc được bomber là bị dở, làm sao mà mặc được. Nó dày như này làm sao mà mặc được các chị đây này. Kể cả là buổi tối rét, kể cả là buổi tối về đi ra đường man mát lạnh lạnh thì cũng chỉ mặc đến áo này thôi. Chứ làm sao mà mặc được áo này. Áo này dày kinh khủng. Trừ khi là các chị đi Sapa, đi Đà Lạt hay là đi lên miền Tây Bắc các thứ mà trời kiểu mấy mấy độ á, ừ thì có thể mặc được nha. Vòng tay này là 40.000, cú pháp cho em là vòng tay 40.000. 40.000 nha các chị nhá. Áo tàu nâu và hồng ok chị này. Bomber chữ R này là 185.000, 185.000 free size. Và áo này em bao vừa con trai dưới 75 cân. Con trai dưới 75 cân và dưới 1m75 là mặc được. Cho nên là áo này mọi người khách của em năm ngoái mua đôi rất là nhiều luôn. Chị Trí Thành lên số giúp em đi ạ. Mọi người đặt hàng phải lên số điện thoại nhá. Không lên số điện thoại làm sao mà có đơn được. Bây giờ em sẽ mặc cho các chị luôn nhá. Em mặc cho các chị xem luôn, nhưng mà em sẽ cởi cái áo màu hồng này ra. Chứ bởi vì là bomber mà phối với áo hồng em cảm thấy nó hơi bị sai sai ấy mọi người. Ra lô xỉ ấy, làm gì có hàng cho xỉ đâu chị ơi. Khách lẻ còn không đủ đây này. Mọi người chia sẻ live stream giúp em nhá. Live này em tặng 500.000 đồng. Tất cả là mini game cũ là bên em đã chuyển khoản hết rồi. Cho nên là các chị cứ yên tâm, em nói tặng là em tặng. Bởi vì em nói luôn này, quan điểm của em ấy là không mất tiền chạy quảng cáo. Không chạy quảng cáo, không thuê share live stream, không thuê cái gì hết. Không thuê PR, không thuê quảng cáo hay bất kỳ một cái gì. Nhưng cái em mang đến là em dành cái tiền của em, cái tiền túi em đưa, em giả cho khách của em, cho những khách chia sẻ. Thì như thế nó cảm thấy nó thực dụng hơn cái việc là mình bỏ tiền ra để chạy quảng cáo. Thì cũng là một cách quảng cáo, nhưng cách quảng cáo này thì là gần với khách mình hơn. Kể cả những khách hay mua đồ hay những khách chả mua đồ bao giờ vẫn có cơ hội được tặng nha. Ví dụ em mã này là bomber chữ R mặc trẻ xỉu luôn, em thay cái sụp nhá. Ví dụ như mùa đông thì đi cái sụp nó sẽ hợp hơn là đi cái dép. Bomber chữ R em nói luôn này là áo này siêu dày, siêu ấm và siêu nóng. Nên đừng ai nói rằng là mua về bây giờ úi rồi nóng này không mặc được. Tất nhiên là bây giờ chưa thể mặc được. Ví dụ em mã này là bomber chữ R màu đen, mặc trẻ dã man luôn đây nhá, mọi người thấy chưa. Và bomber chữ R màu nâu 185.000. 185.000, các chị nhìn đi, đẹp xỉu chưa. Em 31 tuổi rồi em vẫn thích mặc áo bomber. Tại vì sao? Tại vì nó trẻ. Có thể là mọi người nhìn có khi mình hơi lố đấy, nhưng mà kệ. Tóm lại là mình mặc cái gì mình thích, mình cảm thấy đẹp và mình cảm thấy thoải mái nhất là được. Không cần quan tâm các cái gì, các chị đừng có lố quá là được thôi. Được chưa nào? Ví dụ em mã này là bomber chữ R kèm màu và kèm số điện thoại, em mặc nốt màu nâu cho các chị nhá. Mặc cái này là trẻ ra là cái chắc rồi. Chắc chắn là trẻ ra rồi, trẻ ra được bao nhiêu tuổi luôn ấy. Được chưa nào? Bomber chữ R 100 bao nhiêu ạ? 85.000, 185.000. Khoác vỏ túi tròn là 136.000. Áo tàu là em treo lại bảng màu áo tàu cho em nào. Màu nâu thì em mặc sẽ trắng hơn màu đen. Nhưng màu đen mặc sẽ chất và dễ phối đồ hơn màu nâu. Cho nên là tùy các chị thích lấy màu nào lấy. Tùy các chị nhá. Đấy. Thấy chưa? Trẻ chưa? Trẻ xinh chưa? Đó. Mặc rất là trẻ trung năng động đúng không? Đây bomber chữ R màu nâu đây, 185.000. Còn bắt khách kiểm hàng thì có lý do gì mà khách phải sợ? Em nói là em bắt các chị kiểm hàng cơ, bởi vì các chị kỳ không kiểm mà hàng sai hàng nhầm các chị tự chịu. Cho nên là quyền lợi các chị phải làm thôi nha. Đây này các chị nhìn cái đằng trong cái áo này. Trời ơi một cái áo này. Hai lớp toàn bộ luôn đây này. Chị nhìn giúp em cái này. Đấy. Một cái áo này 185.000 còn bắt khách kiểm hàng. Ok chị Kim Liên, em thấy đơn của chị rồi, comment giúp em một hai lần thôi chị ơi, đừng comment nhiều, nó spam comment chị ơi. Được chưa nào? Ghi ở em là bomber chữ R kèm màu và kèm số điện thoại nha. Bomber nâu cũ hiện tại em đang hết sạch và có một cái bomber mà làm mưa làm gió cái livestream hôm trước, đấy là chính là bomber NI này này. NI này này. Live trước bán được hơn 400 chiếc. Lúc đầu live bảo chứ trời ơi mình bán tầm này có khi khách thử con này thì điên. Nhưng mà cuối cùng là sao? Cuối cùng là bán được hơn 400 con. Thì thôi em nguyện làm người điên cũng được các chị ơi, không sao cả. Đấy nhá. Bomber NI con này cũng siêu nặng, các chị về cứ thử cân lên. Mỡ một áo này nó sẽ nặng rơi vào khoảng tầm 6 7 lạng đến 8 lạng, còn như cái chữ R nó phải nặng đến 9 lạng đến 1 cân đấy. Nó dày kinh khủng luôn, chất nó dày kinh khủng. Và cái bomber NI này này nó mặc nó còn trẻ hơn cái chữ R kia. Đấy là theo suy nghĩ của em thôi. Còn hai mẫu này thật ra thì nó cũng xem nhau á. Nhưng mà con kia em nhập vào đắt hơn, con này em nhập vào rẻ hơn. Được chưa nào? Ghi của em mã này là bomber NI kèm màu. Con NI này năm ngoái em bán điên dại luôn.
bán kinh khủng khiếp từ đầu mùa đến cuối mùa. Em biết là em bán thời điểm này á thì nó sẽ được lãi ít hơn so với thời điểm mà lúc mà lạnh rồi. Quá chuẩn, mê mẩn luôn, hàng đẹp lắm, em cảm ơn chị nhá. Em cảm ơn chị Hoàng Hoạt này. Sau Linh bảo bên giao hàng giao lại cho chị nhé. Cái này là do bên giao hàng ấy chị, chứ nói thật là khách quen bên em thì cũng chả, khách quen là mua nhiều cũng chả ai rảnh đi bom hàng. Chẳng qua là do như kiểu là đông khách không bõ trả lời tin nhắn, không bõ trả lời em à chị Linh là như nào? Là cái gì ạ? Chị hỏi gì ạ chị ơi? Bomber NI kèm màu và kèm số điện thoại đẹp chưa? Bomber NI em có tất cả là hai màu, là màu đen và màu sữa. Và chốt trong line là 173.000 các chị ơi. 173.000, 173.000. Dép em đang đi có bán nhá. Các chị chia sẻ livestream cho em đi nào, tụt view rồi kìa. Các chị chia sẻ livestream cho em đi nào, tụt hết cả người xem của em rồi kìa, phải thương em đi chứ. Em bán hàng vừa rẻ vừa đẹp, vừa bắt khách kiểm hàng, vừa tư vấn nhiệt tình dễ thương thế này mà không mua thì thôi hơi bị chán nhá. Dép bán không phải là em có, không sục em đang đi thì không bán, còn dép, dép là có bán, còn sục em đang đi thì không bán nhá các chị nhá. Lưu ý giúp em nhá, được chưa? Lên quần chị đang mặc, quần chị đang mặc gọi là quần váy đấy. Rồi chị nào lấy bomber là chốt nốt là bomber đen, bomber NI đen và bomber NI sữa. 173.000 em qua mẫu ở đây nhá. Tiếp theo em lên mẫu tiếp theo các chị ơi, đẹp chưa, xỉu nhở, ôi đẹp quá này, mặc nhìn trẻ vãi chưởng. Bomber dép bán không ngại này, ok Phương Vi nhá. Thế thì em báo hotline đi, báo hotline, báo các bạn lên đơn đổi cho em, nhưng mà như thế chắc là em phải chịu ship đấy, được chưa? Kiểu em mã này là, kiểu em mã này là gì ạ? Áo viền, áo viền kèm màu và kèm số điện thoại. Em có áo viền, áo viền này em chốt trong line là 8 mấy nghìn anh nhỉ? 82 à? Hay là viền 8 hay 84? 84 nghìn một áo mà đẹp, có phải 82 không hay 84? Đẹp vãi chưởng luôn, chất lên hàng tàu. Nha. Con bomber VL kia đội cả chiều ấy, chiều nhặt bốn cái gì đây? Bomber chữ chứ, bomber chữ chứ. Đây này, đẹp chưa? Nhìn giúp em này, áo viền chất lên hàng Quảng Châu nhá. Áo viền chất lên hàng Quảng Châu và em đang ok, sau cái em sẽ lên quần lệch cho các chị nhá. Quần lệch cũng rất là đắt hàng. Chiều nay em bán hết 500 chiếc đấy rồi đấy. Hết 500 chiếc, nhưng mà nếu như em tung nó ra vào một cái ngày mà không có quần bò thì chắc chắn là em phải bán 1000 con. Nhưng bởi vì em tung ra vào cái thời điểm mà em bán quần bò, cho nên là quần bò là bán trước, lại là bán được 1000 con rồi, cho nên là con đấy ra bán sau thì 500 con là cũng nhiều rồi ấy. Bởi vì quần vải nhà em cho đến giờ phút này thì chưa có một, mọi người có nhớ quần Q88 không? Mà đến tối ngày hôm qua nhá, đến tối ngày hôm qua bên em vẫn hết cả ba màu luôn. Có bốn màu mà hết ba màu, có nghĩa là đến giờ phút này nó vẫn cháy hàng ấy mọi người. Dã man. Ghi hiểu em mã này là gì ạ? Quần giả váy và áo này sẽ gọi là áo viền. Trời ơi, mặc nhìn ngon vãi chưởng này. Mặc nhìn ngon vãi chưởng thế này, mặc dù em béo lú người nhưng mà mặc lên nhìn vẫn ngon nha các chị. Ghi hiểu em mã này là gì ạ? Thấy chưa? Áo viền màu em đang mặc sẽ gọi là màu cốm. Áo viền màu này sẽ gọi cho em là màu đen. Màu đỏ mặc cực kỳ đẹp luôn. Áo viền màu này là màu đen. Áo viền màu này là màu đỏ, và đỏ này bên ngoài nó là đỏ đậm, các chị có thể kiểm hàng để check luôn. Là gì ạ? Chị ơi lên lại bảng màu áo tàu đi ạ. Ok, anh treo lại đủ màu áo tàu cho. Ok, chờ chị xíu nhá. Và áo viền này gọi cho em là áo viền nâu. Áo viền kèm màu kèm số điện thoại 84.000 một áo, có ảnh hot girl mặc ấy. Có ảnh hot girl mặc. Em ơi legging Muji, mã của nó legging Muji, em cứ lên là legging Muji và kèm size thôi em, thế thôi. Áo dài tay nhúm, nhúm trước ngực. Ừ đúng rồi, cũng chưa lên cả cái đấy luôn. Ờ em để bây giờ để em lên áo đấy nhá. Hay là bây giờ lên cái quần quần này trước, là các chị muốn lên cái gì trước? Nhiều hàng quá bây giờ chả biết lên cái gì trước cả. Ví dụ em mã này là áo gì ạ? Áo viền cốm, áo viền nâu, áo viền đỏ và áo viền đen. Áo viền kèm màu và kèm số điện thoại, xem chị Linh tốn tiền vãi. 84.000 qua mẫu nhá. Ok, qua mẫu tiếp theo. Bây giờ em sẽ lên áo này. Áo này sẽ gọi giúp em là gì ạ? Áo này mình sẽ gọi cho em là áo K13. Màu nào cũng đẹp luôn. Chiều nay nhá, em lên phát K13 này mà chiều nay là em bị lú nên là em quên. Cho đến cái khi mà còn có mấy trăm người coi là em mới lên. Mà mọi người biết không? Toàn chốt 2K13, 2K13, 3K13, dã man luôn. Và đừng quên này, đừng quên là áo dưới nhà em vẫn đang chốt trong like cho các chị bao nhiêu. Biết không, lúc nãy em ngồi ăn cơm, chồng em bảo chứ, cái hôm mà về cardigan cao cấp ý, là kín hai cái phòng kho của nhà em, xong bảo bọn nhân viên đang sợ là ế, kiểu như là thấy về nhiều quá. Tức là về nhiều một lần quá, về dồn trong một ngày mà về hơn 700 con là về dồn nhiều quá. Nhân viên đang sợ là ế. Mà đến lúc nãy ngồi ăn cơm, cháu em bảo chứ, cardigan bây giờ hết tất cả các màu rồi, dã man lắm. Cardigan cao cấp này này, về hơn 700 chiếc và bây giờ hết sạch tất cả các màu luôn rồi các chị. Và tất nhiên là hàng vẫn đang về tiếp rồi. Thế nhưng mà mọi người phải chờ đấy nha.
chia sẻ like cho em đi, tụt view rồi. Ghi của em mã này là áo giấy hồng này, giấy xanh lá này, giấy rêu này, giấy đen, giấy nâu và giấy trắng. Áo giấy kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong like cho các chị là bao nhiêu ạ? 58.000 đồng. 58.000 để các chị dồn đơn và mua từ 2 chiếc nhá. Một chiếc bên em sẽ không đi đơn đâu nha các chị nha. 58.000 đồng áo giấy. Áo này thì nhà em đã bán hơn một vạn chiếc rồi. Cho nên là không cần phải quảng cáo gì thêm nữa. Đây em đang muốn để giới thiệu để những chị nào mà đang có đơn và đang xem livestream ở đây ấy, thì các chị có nhu cầu dồn đơn thì các chị cứ dồn vào 1-2 cái. Hàng đến các chị kiểm đẹp, các chị lấy không đẹp thì thôi nhá. Em nói rõ ràng trên livestream. Chắc như đỉnh đóng cột luôn, nhận hàng đẹp thì lấy mà không đẹp thì thôi. Bây giờ em sẽ lên cho các chị K13 nhá, chia sẻ livestream giúp em nào, tụt view ở kia. Cái em đang mặc không phải là chân váy, cái em đang mặc là quần váy, không phải là chân váy. Quần váy đen xanh này các chị nhìn này, quần váy đằng trước là váy và đằng sau là quần. Đấy, và đằng trong ấy là quần. Thì nó chỉ là có thêm một cái lớp này thôi, một cái lớp gì nhỉ? Lớp váy ở bên ngoài thôi, gọi là quần giả váy. Quần giả váy đen và quần giả váy xanh kèm size 138.000 và hôm nay chốt là 134.000. Và em qua mẫu ở đây nha. Quần bò đi chị, thôi em không lên quần bò đâu, tí nữa chị ơi. Lúc nào ít người em lên. Bây giờ em sẽ lên áo này. Áo này sẽ gọi cho em là K13. Áo này mặc lên cực kỳ ngon luôn. Mặc lên cực kỳ ngon luôn. Và quan trọng là nó rất là rẻ. Bao nhiêu ấy nhỉ? 84.000 một áo. 84.000 đồng một cái áo. Một cái áo này. Chờ thì em mặc cho xem có đáng đồng tiền bát gạo rồi hãng mua nha. Em đặt Q44 rồi nhưng gửi nhầm cho em quần suông. Quần suông là mã nào em ơi? Nhà chị không có mã nào là quần suông cả. Nên là em check xem nó là mã gì. Nếu như không giống như chị, nếu như mà nhầm mã không giống như chị trên live ấy, thì em chụp lại ảnh và em gọi điện hotline, em bảo nhân viên là vào check cho em, xong rồi lên đơn đổi nếu như nhầm mã nhá. Cho nên là đấy, đấy là lý do tại sao mà lúc nãy em bảo các chị kiểm hàng đây. Các chị kiểm và nếu như mà bên em ship nhầm là mình sẽ được xử lý luôn. Chứ không phải đến lúc chờ hàng về rồi gọi điện này, rồi chờ xử lý nó rất là lâu, nó mất thời gian cho cả hai. Ôi trời chết. Anh lên anh lấy cái áo gấu kẻ lên xuống đây cho em đi, gấu kẻ đấy. Hôm nay chị gửi thêm cho em 150 cái rồi đây. Kéo gấu kẻ ấy, đấy hôm mà em bán 98.000 mà có 100 con ấy. Không phải cái đấy là váy. Về sau em mới gọi chị là bây giờ chị còn bao nhiêu chị gửi hết cho em đi. Thế là chị bảo còn 150 thì hôm qua là chị gửi cho em rồi. Lên lấy cho em đi. Áo gấu kẻ đúng rồi, chính nó. Đây. Đây các chị ơi. Áo gấu kẻ này, hàng được nhờ bán hộ nhưng mà tất nhiên em vẫn lại ăn lãi các chị bình thường. Cái lời ở đây là chị đấy sell lỗ, chị sell lỗ và các chị được mua lời. Còn em là người đứng ở giữa, mang sản phẩm đến cho các chị và em vẫn có lời bình thường. Nhưng mà nói thật chỉ là lời hơn 10.000 một cái áo thôi. Kiểu em mã này là áo gấu kẻ và cách số điện thoại 98.000. Em thề là hơn 10.000 một cái áo này, lời được hơn 10.000 một cái áo. Là em vừa bán hộ, vừa là bán cho chị, vừa là bán kiếm lời cho em. Đấy là em nói thật. Kiểu em mã này là áo gấu kẻ 98.000. Áo này bản thân em đã từng bán là bao nhiêu các chị biết không? 118.000. Và em bán hơn 2.000 con, em báo và bán vào tháng 6 mà bây giờ là tháng 8. Cái đợt mà em đi Đà Nẵng mà em chụp ảnh ở cái villa ấy, là em mặc cái áo gấu này này. Và sau đó về là cháy hàng cái áo này luôn. Và em bán được 2.000, rồi sau đấy thị trường bán rầm rộ lên thì lúc đấy là em bỏ mẫu. Và bây giờ chị bảo là đây này, chị còn 100 con chị gửi em bán hộ. Thì em bảo là ừ ok, thì em bán 98.000. Về sau khách đặt lên thành 150-200 thì em mới gọi là bây giờ chị còn bao nhiêu nữa chị gửi hết cho em đi. Nếu như còn bao nhiêu nữa thì gửi hết cho em. Xong bà ấy bảo chị bà còn 150. Thì hôm qua bà ấy gửi hết cả 150 cái này cho em rồi. Thì bây giờ chắc là còn tầm 100 con. Tranh thủ chốt thì các chị ơi, không có thêm nữa đâu. Ví dụ em mã này là áo gấu kẻ và cách số điện thoại 98.000. Đây em dơ lên là các chị đã chốt rồi chứ không cần phải mặc đúng không. Cái áo gấu kẻ này rất nhiều chị chưa mua được. Và chiều nay trong nhóm anh không ghi một cái comment đấy à. Ghi một comment nhóm đi. Ví dụ em mã này là gì ạ? Áo em đang mặc gọi là gì nào? Áo em đang mặc gọi là K13. Mặc xinh không? Mặc ngon không? Mặc nhìn này, nó ôm nó có cái nhúm này này. Hôm đợi Minh về, hôm rồi đợi Linh để mua áo này mà không thấy. Bữa mình mua 150k, chị mua áo này 150 đúng rồi đấy. Tại vì người ta đang bán xỉ áo này là 100.000. Người ta đang bán xỉ áo này. Nó có cái nhúm, nó ôm vào cái vòng ngực. Cái ngực của các chị nhìn xinh không? Nhìn hai cái ngực nó xinh dã man, tức là nhìn nó kiểu nó đẹp ấy, nó tròn ấy. Ví dụ em mã này là K13 kèm màu. Và quan trọng là nó co giãn rất là nhiều, 66 mấy cân. Ui sao toàn đơn gấu kẻ vậy. Ví dụ em là áo K13 nâu, K13 trắng, K13 cốm, K13 sữa, K13 đen và K13 xanh lá nhá. K13 kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong live là 84.000 đấy, khách comment. Bữa chờ Linh bán áo này mãi không thấy, mua bên ngoài 150k. Xong hôm nay em lại bán, đúng là nhọ thật sự luôn đấy chị nhở. Ghi của em mã này là K13 kèm màu và kèm số, mặc ngon vãi trưởng luôn đây này các chị nhìn. Em là eo là 70cm còn bụng là 81.
Dạo này em lên cân mà em có xuống được đâu. Bình thường là mùa hè lúc nào em cũng gầy, nhưng bây giờ mùa hè em không gầy nổi nữa rồi. Với lại là nếu như mà em mập vào như này thì mặt em nó sẽ tròn hơn, sẽ đẹp hơn cái lúc là gầy như này. Thôi cứ để như này thôi. Nhưng mà bổ lại bụng nó hơi to rồi, không tập tành thì bụng nó to lắm. K mà mặc áo này rất là eo. K13 kèm màu và kèm số điện thoại nhá. K13 khách toàn lấy 2 đến 3 chiếc thôi. Màu này là màu nâu, áo cổ tim còn không? Dạ đủ màu chị ơi. Thiếu duy nhất màu xanh lá, ngày mai em sẽ về, thiếu duy nhất màu xanh lá thôi. K13 đen cốm sữa. À quên, trắng cốm sữa đen và xanh lá. Bao nhiêu ạ? 80 mấy nghìn, 84.000 đồng một áo, cho nên chả có cái lý do gì mà các chị không lấy hai áo đâu. Thật luôn ấy, tại vì nó quá rẻ và quá đẹp nên không có lý do gì các chị không lấy hai áo cả. Được chưa? Em qua mẫu K13 ở đây nhá. Chứ bây giờ mà em lên nữa thì lại thiếu đơn nữa ấy mọi người. Em mà lên nữa thì nó lại thiếu đơn tiếp, hay là lên cho mọi người một màu nữa nhá. Em lên cho mọi người một màu gọi là màu màu cốm nhá, màu cốm đi. Đây này, màu cốm rất là xinh luôn, xinh xỉu luôn ấy. Em bảo màu nào cũng xinh. Màu nào cũng xinh. Lên bomber chữ R đi, em vừa lên rồi chị ơi. Bomber chữ R vừa lên xong mà. Mọi người chia sẻ livestream cho em với. Chia sẻ livestream, thả tim thả like cho em với. Bao nhiêu em like được 1 tiếng 20 phút rồi. Mới được có 2.200 lượt chia sẻ thôi. Em tặng mọi người 500.000 cơ mà, em tặng mọi người nhiều lắm ấy. Thật đấy, tặng nhiều mà mọi người không thương em gì cả là em thua các chị luôn rồi đấy. Đây bây giờ em sẽ mặc màu cốm. K13 kèm màu và kèm số điện thoại. Áo viền đỏ, ok chị nhá. Quần đang mặc có mã là quần váy 138.000 và đang chốt trong live cho các chị là 134.000 thôi, 134 thôi, các chị nhìn này, đẹp chưa? Đó, màu cốm này. Trời ơi, đẹp không? Áo này không mua tiếc, chắc chắn tiếc, cực kỳ tiếc luôn. Đây, các chị nhìn đi, màu cốm này. Đây là em mới mặc hai màu và lúc chiều nay là em mặc đủ màu rồi, màu nào cũng đẹp. Mặc hết tất cả các màu rồi, quan trọng là các chị thích màu nào và các chị muốn mua màu nào và các chị hợp màu nào thôi. Chứ còn màu nào cũng đẹp, quan trọng là kiểu làn da của mình hợp với màu nào. Đây, quần váy đen và em đang mặc với K13 cốm. Mặc áo này nhìn nó bị ngon ấy, nhìn nó bị chích chi, không hở nhưng mà nhìn nó ngon, thật. Được chưa? Em qua mẫu ở đây nhá. Và bây giờ em sẽ lên quần Q77, em đã về đủ màu và đủ size rồi. Bây giờ em lên quần Q77 và lên lại cái áo sơ mi này nha. Các chị rất là mong chờ cái áo sơ mi này. Em thấy nhiều người hỏi cái sơ mi đủ màu này lắm. Mà tối nay thì em mới mặc được có một màu thôi, cho nên là bây giờ em sẽ lên thêm cái áo sơ mi đó nha các chị nha. Quần đẹp giá bao nhiêu vậy chị? Giá quần đẹp em chốt trong live là 177.000. Và cho đến giờ phút này thì em dám khẳng định với các chị ở đây này, là ngày hôm nay em đã bán hết 1.400 chiếc rồi. Vì chiều nay đã bán 1.000 chiếc thì tối nay không thể ít hơn 400 chiếc được. Cho nên là bây giờ các chị bảo em lên quần đẹp, nói thật ấy, em rất muốn lên, muốn bỏ sừ ra được ý, đúng không? Muốn bỏ sừ bởi vì đắt hàng, nhiều người mua thì chả muốn. Nhưng cái vấn đề là nó bị hết hàng rồi. Bây giờ em có lên cho các chị thì các chị vẫn phải chờ hàng về thì mới được mua. Thế nên là anh treo lại cho em cái. Được chưa nào? Cho nên là tôi tí nữa lúc nào mà còn ít người thêm lên nhá. Còn bây giờ em sẽ lên Q77 và lên với áo sơ mi nhiều màu này nhá. Cái này có mã là G8. G8 nhá, này, cái áo này nhìn ngon thế, mày mặc eo. Bởi vì sao nó cái này này, nếu như là cái áo này mà nó không có cái này thì nhìn nó sẽ bình thường. Cái này này nó làm điểm nhấn ở cái phần ngực của mình, và cái phần này nó đẩy như này là tôn cái vòng eo của các chị lên. Và quên mất là cúc này cúc thật nhé, không phải cúc giả vờ đâu nhé. Cúc này là cúc mở được, cho nên là bà nào đang cho con bú các thứ là quá tiện luôn. Hoặc bà nào có tí ngực ấy, có tí ngực thì để cho như để xuống ngày này thì thôi, siêu ngon luôn này. Đấy, có tí ngực mặc này này. Còn em nó không ngực thì em mặc này thôi, hoặc là bởi vì em đang mặc cái áo dây ở đằng trong. Còn nếu như các chị có tí ngực các chị mặc này này, siêu ngon luôn, các chị thấy chưa? Được chưa nào? Ví dụ em là gì ạ? K13 kèm màu và kèm số điện thoại. Có 84.000. Áo này người ta đang bán xỉ ra là hàng 120 rồi, thật mà. Xỉ ra hàng 120 rồi. Bây giờ em sẽ qua mẫu và em sẽ mặc sơ mi và cái quần Q77 nhá. Quý anh treo lại bảng màu đấy ơi, thiếu cái màu này này. Với cả quay cái màu nâu ra ngoài nhé. Đây. Bây giờ em sẽ mặc Q77. Q77 nhá, em có tất cả là hai màu đen xanh. Bây giờ cho em hỏi những chị đang xem livestream ở đây, ai mua Q77 nhà em rồi cho em xin một câu phản hồi nhá. Những chị, tất cả những chị đang xem livestream ở đây, chị nào mua Q77 nhà em rồi cho em xin một câu phản hồi nhá. Bây giờ em sẽ mặc Q77 màu đen và em sẽ mặc áo sơ mi nhá. Áo dài tay cổ tròn đấy chị mặc giá bao nhiêu? Cái đấy có phải là cái áo mà có 5 màu mà nâu đen cái gì nâu đen trắng xanh hồng phải không? Cái đấy gọi là áo tàu và có giá là 94.000 em nhá. Nó là áo tàu. Được chưa? Bây giờ em sẽ mặc cái gì? Đây, áo đây. Bây giờ em sẽ mặc Q77. Chị nào mua Q77 nhà em thì cho em xin một câu phản hồi. Cho em xin một câu phản hồi nhá các chị nhá. Chị nào mua rồi cho em xin một câu phản hồi. Quần này tổng số lượng em bán ra tung ra Q77 mặc thích lắm chị, tung ra trên thị trường là hơn 3.000 đến 4.000, gần 4.000 con. Và bây giờ đang là chuyến cuối cùng rồi nhá, cũng không về thêm nữa đâu. Bây giờ bắt đầu giao mùa cho nên là những cái quần shop em cũng hạn chế lại rồi, chứ không nhiều như trước nữa đâu. Bởi vì bây giờ cũng chuyển mùa rồi ấy. Q77 đỉnh lắm, chất bao đẹp, hàng gần 300k, chất cũng vậy à. Cảm ơn Linh Anh nhá, các chị thấy chưa? Các chị đọc comment đi.
Q77 50 cân mặc rộng xấu à chị? Em có 40, đấy là do chị không thích mặc rộng thôi. Còn em là có 40 mấy, em có 49 cân mà em vẫn mặc size S đây thấy. Em mặc size S đây này, size nó đang dính ở đây này chị này, chứ không phải bà em nói đi, em nó mặc size S nhá. Thế cái này là em mới nói là gì? Các chị nhận hàng, các chị kiểm hàng. Em nhận Q77 rồi mặc ok lắm. Ví dụ như các chị kiểm đúng không? Các chị bóc ra. Q77 chất đẹp lắm chị ơi, mặc đẹp lắm. Đấy mọi người thấy chưa? Chị Linh ơi bán cái gì mà áo tàu với Q99 chất nó đẹp không biết nói sao. Ví dụ như chị cầm lên người thay S mà chị ướm lên mà chị thấy rộng như này thì chị hoàn hàng lại luôn cho cô tá. Bởi vì em nói rồi, cái quần này nó là form to và size S em nhận đơn đến tận 55 kg. Đúng không? Thì 49 kg là em vẫn mặc được. Nhưng mà nó là chun nên nó không thể tụt được. Còn quần sóc bò nếu như chị thích cái dạng ôm vào người ấy thì chị lấy sang cái Q5. Còn cái dáng này nó là dáng rộng. Đấy, dáng này nó là lần đầu tiên em thấy có một khách là chê là size S là bị rộng xấu thôi. Còn chưa bao giờ em thấy ai chê Q7 này luôn. Nhưng mà em vẫn đọc lên đây để các chị lưu ý rằng là nếu như mà ai không thích mặc rộng thì đừng lấy quần này. Vì form nhà em rất to. Form này này, size S mặc đến tận 5 mấy cân cơ. Em nói thẳng ở trên livestream là như thế, là cái này form to. Chính vì thế là nó chỉ có 2 size SM mà nó không có size L. Thế mà size M nó lên tận gần 70 kg vừa cơ mà. Cho nên là form nó to nhưng đổi lại là chun nó co giãn thoải mái. Đó cho nên là các chị ok thì các chị chốt nha. Thích form to thì hãng chốt. Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người cái sơ mi này. Q77 đẹp nhưng là cả, nhưng mà tiếc cái túi nó hơi cạn à chị. Ờ à, thế à? Ok, này. Ừ, cũng công nhận là hơi cạn chút xíu thật. Cái đấy là em ghi nhận này. Cái này là đúng này, cái cạn, cái túi này là hơi cạn thật. Bỏ tiền thì may ra bỏ được chứ bỏ điện thoại là không bỏ được. Cái túi của nó hơi cạn chút xíu. Cái này là em công nhận đấy. Đúng thật nha các chị, bình thường thì nói thật em không để ý lắm. Nhưng mà cái này khách nói là đúng, Q77 đẹp nhưng mà tiếc một cái là cái túi, cái này này. Cái phần túi này nó nhỏ ấy, nó không được rộng sâu xuống ấy. Em sẽ lưu ý cho những cái mã hàng sau nha các chị nha. Ok mọi người, cảm ơn mọi người đã đóng góp ý kiến. Kiểu em mã này là gì ạ? K à gì không phải. G8 và cách số điện thoại đây này. G8 em có đủ màu ở bên sau. Anh treo lại cái màu trắng chưa? Chưa treo. Cái sơ mi trắng lúc nãy đây này. Màu trắng này. G8 em có tất cả là sáu màu nhá. Màu em đang mặc là màu vàng này. G8 màu em đang mặc là màu vàng. G8 em có một dãy ở bên sau thì em sẽ sâu đủ màu luôn. Và quan trọng là cái áo này em chốt trong live chỉ có bao nhiêu? 9 à, đang định đọc 95.000, 89.000, 89.000 nha. Q77 chờ một chút xíu em sẽ tư vấn kỹ hơn nhá. Chờ một chút xíu em sẽ tư vấn kỹ hơn. Đây. Ví dụ em mã này là G8 kèm màu và kèm số điện thoại. G8 em có màu em đang mặc là màu vàng. G8 em có màu này là màu xanh ngọc. G8 em có màu này là màu xanh dương. G8 em có màu này là màu cam nhạt. Và G8 em có màu này là màu cam đậm. Và một màu cuối cùng mà bán được nhiều nhất là đó là G8 trắng. Bởi vì màu trắng nó dễ phối đồ nhất. Và màu em đang mặc ở đây là G8 màu vàng. G8 kèm màu kèm số điện thoại 89.000 đồng. Một ôi sao tụt mất của em 200 người xem vậy các chị. Chia sẻ like cho em đi. Tự nhiên đang 1.400 tụt xuống 1.200, mất mạng à mọi người? Nó bị mất mạng à? Sao tự nhiên đang 1.400 tụt xuống 1.200 vậy? Nó bị mất mạng à? Hay là như nào đấy mọi người? Có bị mất mạng không này? Còn Q88 không? Q88 hiện tại em đang hết hàng chị nha. Bây giờ em sẽ tư vấn cái Q77 này này. Q77 này của em là có hai màu đen xanh. Hai màu đen xanh và hai size SM. Size của nó rất to, size S 55 cân đổ về mặt được. Nên các chị hãy cân nhắc trước khi mua. Là size của nó rất to nhưng đổi lại chun của nó co giãn rất nhiều. Ví dụ như em 49 cân thì em vẫn mặc vừa không hề bị tụt. Nhưng 50 mấy cân vẫn có thể mặc vừa size S nha. Em tư vấn là như thế. Và cái quần bò này nó phải mặc rộng như này mới đẹp. Chứ quần bò này mặc sát như này thì nó sẽ không đẹp đâu. Và muốn mua quần rộng thì mới khó, chứ muốn mua quần mà quần form bé thì nó thật là rất dễ. Và nó rẻ hơn quần form to, cái đấy điều rõ ràng rồi, được chưa nào? Cho nên là chị nào lấy mã này thì ghi giúp em là Q77 kèm màu kèm size, hoặc Q77 kèm màu kèm cân nặng từ 45 cho đến 70 cân đổ về là mặc vừa. Và hôm đầu tiên em tung ra thị trường cái quần này, em bán được hơn 1.000 quần trong một livestream. Em không nói điêu đâu, nói chung là em không chém gió đâu. Có nhà em nói với các chị như vậy thôi, được chưa ạ? Và nhận hàng nhà em thì các chị cứ kiểm tra hàng rồi hãng trả tiền. Q77 mặc đẹp thoải mái lắm nè, em cảm ơn chị mắt hí nhá. Đấy, ghi của em là Q77 kèm màu kèm size hoặc kèm cân nặng nhân viên chút size từ 40 đến 70 cân, 45 đến 70 cân đổ về mặc được và hai size SM. Bởi vì form của nó rất to, chun rất giãn cho nên chỉ có hai size và size to nhất vẫn mặc vừa đến 70 kg, được chưa nào? Em có hai màu xanh đen, chị nào lấy chốt luôn giúp em là gì ạ? Q77 kèm màu kèm size hoặc kèm cân nặng nhân viên chốt size nha các chị nha. Còn áo em đang mặc gọi là gì? Áo em đang mặc gọi là G8. G8 màu em đang mặc là màu vàng. G8 màu em bán được nhiều nhất là màu trắng. G8 màu tiếp theo cho em là màu xanh gì ạ? Xanh này là xanh gì? Xanh này là xanh ngọc.
G8 màu tiếp theo nữa cho em là màu xanh dương. G8 màu tiếp theo nữa cho em là màu cam nhạt, màu này cực kỳ đẹp luôn. Và G8 màu cuối cùng cho em là màu cam đậm, được chưa nào? Xin giá dép, giá dép trong live dép của em là 99.000, full size từ 35 đến 39 nhá. 54kg thì chị mặc size S vẫn vừa. Em đảm bảo là bụng to vẫn vừa, nhưng nếu mà chị muốn mặc thoải mái thì chị lấy sang size L. Tại vì đến 56 thì cũng đã mặc size M, lấy sang size M. Vì 54 mà bụng to thì mình có thể lấy size M cũng được chị nhá. Lên cardigan chị ơi, ok em lên cardigan nhá. Em nói thật với các chị là cardigan ở shop em bây giờ chỉ còn tầm khoảng 30 cái nữa là hết cho tất cả các màu. Thế nhưng mà hàng thì em vẫn đang về liên tục, cho nên là em vẫn tiếp tục nhận đơn cho các chị nhá. Biết đâu được mai hàng lại về. Học cùng lắm thì ngày kia hàng về, bởi vì em gối hàng liên tục và em đi đường khác rồi, nó có nhiều đường. Thì mình đi đường khác vẫn ok này anh ơi. Treo lại cho em này. G8 kèm màu và kèm số điện thoại giúp em nhá. G8 nhá. G8 này là 89.000. Nói chung là áo này, chất này thì nên giặt tay chứ đừng nên giặt máy. Còn nói thật, mọi người hỏi em giặt có bị rút hay không thì em cũng trả lời thật lòng luôn là em không biết. Tại vì em chưa giặt nên em không thể nào mà trả lời là không biết là có rút hay không. Cái gì mình chắc chắn thì mình mới nói, còn cái gì không chắc chắn thì thôi. Nhà thông cảm giúp em, bởi vì em đã giặt đâu. Em mới bán hôm nay là hôm đầu tiên, mới bán chất này lần đầu tiên thì em sờ theo cảm nhận của cái tay em là em cảm thấy chất nó ok với giá tiền. Quá ok so với giá tiền. Nhưng mà bây giờ hỏi em là mạ giặt nó có rút không thì nói thật là em không biết, vì em đã giặt thử đâu. Công nhận form bên nhà này to hơn chỗ khác, mặc thoải mái, chỗ khác mua về mặc bó lắm, em nói rồi mà. Cái mà em khác với thị trường là cái đấy đấy. Cho nên là lý do tại sao mặc cũng có nhiều hàng mà em giống như thị trường. Thế nhưng mà mọi người vẫn mua của em, bởi vì form của em lựa chọn là form to. Có nhiều khi cũng là cái hàng đó nhưng em không nhập mà em lại đi đặt cái hàng to hơn, xong rồi em bán. Kiểu như thế, bởi vì là bây giờ phần chung, phần lớn thì phụ nữ bị quá cân, thừa cân sau sinh rất là nhiều. Bụng to các thứ thì kiểu thế chứ không phải ai dáng đẹp đâu. Áo gấu kẻ và cách số điện thoại 98.000 nha. Nốt hôm nay là hết chứ không có thêm nữa đâu, chị hết sạch rồi. Không hàng sale nữa đâu các chị ơi. Còn hàng này mà bán đúng giá thì em bán là 118 hàng 120.000 một áo. Giá sale thì nó mới là 98.000 một áo. Và em nói thật em được hơn 10.000 một cái áo này. Đấy là nói chân thành luôn đấy. Cho nên là các chị chốt đi, chị không có để sale cho em nữa đâu. Ghi ở em mã này là gì ạ? Ghi ở em mã này là áo gấu kẻ và cách số điện thoại form này, 70-75 cân đối với mặc được. Áo gấu kẻ và cách số điện thoại, mọi người chia sẻ livestream giúp em với nha. Chia sẻ livestream cho em với nào, đừng để tụt view. Hôm nay em còn tặng chị, hôm nay chị, tối nay em còn tặng nhiều hơn lúc chiều luôn á. Tối nay em tặng 500.000, chiều nay em tặng có 350 thôi. Nên là thương em, thả tim thả like và chia sẻ livestream giúp em với nhá. Quần chị đang mang mã là gì? Quần chị đang mang có mã là áo quần Q77. Quần chị đang mang có mã là quần Q77 và chốt trong live cho các chị là Q77, và em đang chốt trong live cho các chị là bao nhiêu nhỉ? Là 130 mấy anh nhỉ? 127.000. Và hôm nay chốt trong live cho các chị là 125 anh ơi, 125 nhé, giá Q77. Áo gấu kẻ 98.000, quần này bình thường em bán là 127. Và bây giờ chuyển cuối cho nên là em chốt cho mọi người là 125 nhé, 125.000. Rồi em qua mẫu tiếp theo. Bây giờ qua mẫu tiếp theo, bây giờ em sẽ lên cho mọi người quần cúc lệch. Quần cúc lệch nhá. Quần cúc lệch là mã quần mới nhất, quần vải mới nhất ngày hôm nay. Và chiều nay mới lên một lần, đã bán được 500 chiếc rồi. Cho nên là tối nay em cũng sẽ lên một lần thôi. Vì nói thật lòng ấy, là quần này hiện tại shop em chỉ mới sẵn được hơn 500 chiếc thôi. Mới sẵn là có từng đó thôi. Cái nào mà sẵn đầu nghìn thì em bảo đầu nghìn. Cái nào sẵn đầu trăm thì em cũng nói thật với các chị là sẵn đầu trăm thôi. Để các chị xác định thích thì các chị mua luôn. Không phải đến lúc hết hàng các chị lại tiếc ấy. Áo cúc vàng láo gì mà khách cứ bảo em lên áo cúc vàng nhỉ? Áo cúc vàng láo gì ạ? À? Áo K77, ok và em sẽ lên áo này về. Quần này về áo K77 nhá. K77 hôm nay là về thêm là đủ màu và giá nó lại rẻ như được đầu rồi. Tức là chiều nay giá nó lại rẻ như đợt đầu rồi, nó không bị đắt hơn 10.000 nữa nha. Nên em bán nốt cho các chị chuyến này, nó cũng dừng bởi vì là cũng bán số lượng quá nhiều rồi. Bán một ngày hôm đầu tiên tung ra thị trường em bán được hơn 700 chiếc rồi. Cho nên là đến bây giờ bán phải tầm rơi vào tầm 1.300-1.400 rồi đấy. Nên là cũng loãng lắm rồi, nói thật là bán đi bán lại chán mà. Các chị xem nhiều các chị cũng chán. Mà em mặc đi mặc lại nhiều cũng chán ấy. Được chưa? Quá đẹp số rồi. Ví dụ em mã này bây giờ em sẽ mặc cho mọi người quần cúc lệch này nhá. Quần cúc lệch và mặc với áo K77. K77 bán quá nhiều rồi. Lên sơ mi vàng, sơ mi em lên rồi. Sơ mi lên vừa lên xong rồi, bây giờ em lên mẫu khác. Q44 có mấy size Linh? Dạ em có 3 size chị ơi. Đây này, cái quần này gọi giúp em là quần cúc lệch mới về ngày hôm nay luôn các chị nhìn nhá. Em đang mặc ở đây là size S. Đấy. Em đang mặc ở đây là size S nhưng quần cúc lệch này em bao vừa cho các chị size L là 67kg cơ. Đấy, giống như quần Q5 mua size L bên Linh mặc thoải mái luôn, mình mua chỗ khác màu khác về mặc thở không nổi luôn này các chị thấy chưa? Vẫn là cái quần Q5 nhưng mua nhà em size L về mặc thoải mái, còn mua chỗ khác về mặc thở không nổi. Thì bởi vì người ta bán form nhỏ mà em bán form to mà. Thề luôn, nhưng mà hàng form to của em thì giá cũng chỉ bằng hàng form nhỏ ngoài thị trường thôi.
nói chân thành luôn đấy, cho nên là tại sao mà lúc nào em cũng bán được nhiều quần thì các chị biết rồi đấy, tại vì hàng em luôn luôn là hàng form to, cho nên là nhà em bán quần nhá. Riêng á V80 mặc đẹp lắm chị ơi, cảm ơn em Hoài Linh nhá. Riêng á tổng doanh thu nhà em ấy, quần, tất cả các mã quần chiếm đến 60% trên tổng các sản phẩm, so với áo, so với váy, so với chân, so với cái gì nhỉ, chân váy này, áo này, sơ mi này, áo khoác này, áo len, áo tùm lum, áo đồ, rồi váy thân dài các thứ. Nhưng quần nó chiếm 60% tổng doanh thu. Thì các chị biết là quần nhà em bán đắt hàng cỡ như nào đấy. Quần nhà em bán kinh khủng luôn. Còn nói thật, như những cái áo len, áo lủng này em chỉ bán cho vui, mỗi một mẫu độ 300-500 là kịch sàn. Còn mỗi cái áo này là được đắt hàng là còn bán được hơn 1.000. Còn ví dụ như mấy cái len mà cái kiểu như cái len len này chẳng hạn này, len này là bây giờ cũng hết hàng này. Len hoa này bán còn chưa được 300 con này, hàng nhờ sale hộ này. Đó. Còn cái len cardigan này thì hôm đầu tiên là bán được 700, thì nói chung là theo thời gian thì cũng phải là mấy nghìn, vì những cái mã này là những mã xuất sắc. Còn những cái len bình thường á thì chỉ bán được tầm 300 đến 500 thôi. Và len thì nói thật là bán giá nó rẻ ấy, cho nên doanh thu nó cũng thấp, tầm 8x 9x mà. Quần vải không chun là quần gì chị ơi? Ghi của em mã này là quần cúc lệch. Các chị nhìn cái phần cạp này. Quần cúc lệch màu em đang mặc là màu sữa và em đang mặc size S. Và size to nhất của quần đây này, cái chun này rất là thoải mái, size to nhất cho các chị đến 65-67 cân. Size to nhất của quần này thoải mái đến 65-67 cân. Quần cúc lệch màu em đang mặc là màu sữa. Quần cúc lệch màu này cho em là màu kem. Quần cúc lệch màu này là màu nâu. Và quần cúc lệch màu này cho em là màu đen. Cúc lệch kèm màu và kèm size và kèm số điện thoại. Nếu biết size gì hãy để lại size, nếu không biết size gì để lại cân nặng nhân viên chốt size. Từ 40 đến tầm 65 cân đổ về là mặc thoải mái. Và áo này sẽ gọi là K77. Thì áo K77 này hôm nay nhà em đã đủ màu rồi. Và em vẫn chốt trong like cho các chị là bao nhiêu. Hôm nay anh ghi giá cho em luôn 111.000 luôn. K77 111k nha các chị nha. Cúc lệch nâu, đúng rồi, chị ghi rõ giúp em là quần cúc lệch và kèm màu kèm size. Còn nếu không biết size gì chị để lại cân nặng nhân viên cho size chị nhá. Đấy, lên quần cúc lệch một phát là lại cháy hàng luôn. Lại quần bò. Em nói thật với các chị chứ, cái quần bò bây giờ các chị em sợ luôn ấy, em không dám lên ấy. Mặc dù em rất thích lên và rất muốn bán, tiền này chả thích. Nhưng cái vấn đề bây giờ là em lên quần bò không có hàng giả các chị đâu mà. Riêng một buổi chiều nay mà em bán được hơn, em bán được gần, không phải, em bán được khoảng sấp xỉ. Có nghĩa là em chưa có cái số liệu chính xác, thì em chỉ nói đơn giản là em bán được ít nhất là 1.000 quần trong live stream chiều ngày hôm nay. Ít nhất là 1.000, có thể là hơn rồi, nhưng bây giờ em cứ nói ở mức là ít nhất là 1.000. Dặn lòng mà không kiềm được trước đồ nhà Linh. Một buổi chiều, một vác quần, 1.000 con quần bò nhá, được chưa? Chứ không phải quần mấy chục nghìn đâu. Ví dụ em mã này là K77 màu đen. K77 màu đen, K77 màu nâu, K77 màu sữa, K77 màu trắng và K77 màu vàng. Chị nào mua hàng nhà em rồi mua K77 này cho em xin một câu phản hồi nhá. Hàng nhà Linh phải nói là ưng lắm. Dạ em cảm ơn chị Bình Thanh rất là nhiều nha. Lên set bò đi chị ơi, nhà em có set bò. À cái set kia thì ok, tí nữa em lên nốt nhá. Cái set bò đấy còn ít thôi. Mọi người chia sẻ live stream, thả tim, thả like giúp em với nhá. Váy kẻ gấu bao nhiêu? Váy kẻ gấu bên em hết hàng rồi sao mà. Váy kẻ gấu hết hàng rồi. Đây là váy kẻ cổ Đức. Cái này là váy kẻ cổ Đức. Quần cúc lệch em chốt trong live cho các chị là 127.000 nha các chị nhá. 127.000. Chất liệu thì y xì như quần Q44 đẹp nhà thì cúc lấy nó đẹp như vậy, nó chỉ khác về cái form thôi. Khác về cái kiểu dáng ấy mọi người nhá. Nên tùy các chị thích lấy mã nào thì lấy. Áo này ghi cho em là K77 vàng, K77 trắng, K77 sữa và K77 nâu. Và màu em đang mặc là K77 đen. Đấy, form co giãn thoải mái, chất len hàng Quảng Châu. Và em chốt trong line này cho các chị là 111.000 nhá. Giá cũ bán là 114.000 đấy. À K77 cốm rồi. Em comment là K77 cốm, cốm cũng được, cốm với vàng là một đó mọi người. Cốm với vàng là một em nha. Còn quần em đang mặc các chị nhìn kỹ form đây này, quần cúc lệch kèm gì ạ? Kèm màu, kèm size hoặc kèm cân nặng nhân viên chút size. Từ 40 cho đến 65 cân đổ về là mặc được. Em đọc lại bảng màu quần cúc lệch một lần nữa là em qua mẫu nhá. Bởi vì quần này hiện tại ở shop Linh Jean mới sẵn có hơn 500 chiếc thôi. Mà chiều nay em bán rồi. Quần cúc lệch màu đen. Quần cúc lệch màu nâu. Và quần cúc lệch màu kem. Và màu em đang mặc trong người là màu sữa. 3 size SML 40 đến 65 66 cân đổ về mặc được. Áo K77 đẹp lắm nên lại đặt thêm màu. Em cảm ơn chị Nguyễn Thu Trang nhá. Đó, chị nào lấy quần cúc lệch nữa chốt luôn vào ngay giúp em để em tiếp tục qua mẫu nha. Quần cúc lệch kèm màu và kèm số điện thoại. Áo K77 kèm màu và kèm số điện thoại giúp em nhá. Lên áo gì chị ơi? Áo
áo gì ạ? Xem áo xanh nhún ngực, cái này gọi là K13, em vừa lên xong trước cái mã này luôn đó chị. Rồi chị nào lấy quần cúc lệch là chốt giúp em, chị nào lấy K77 là chốt giúp em nhá. K77 này mà em mặc với Q44 nhà em thì cũng không có từ gì mà bàn luôn. Bây giờ em xin phép mặc áo màu nâu này và em sẽ mặc với Q44 màu kem của nhà em nhá. Q44 nhà em thì nói thật là chưa bao giờ, chưa một ngày nào giảm nhiệt. Và mọi người đừng quên là gì ạ? Đừng quên là quần Q66 nhà em Linh đã về hàng rồi. Chắc chắn là rất nhiều chị chưa mua được. Rất nhiều chị muốn mua và chưa mua được. Bởi vì sao? Bởi vì em mới bán có một live stream mà em nợ hơn 1.000 đơn. Thì em lấy cái gì ra mà bán cho khách chỉ ở live thứ hai. Cho nên là em mới bán có một live thôi. Và hôm nay cũng chỉ mới mặc đúng một lần duy nhất cái quần này. Quần này gọi là gì ạ? Q66 hàng Quảng Châu. Cho nên là có nhiều chị là em nợ đơn đến giờ phút này là em nợ đơn các chị là 8 ngày, 9 ngày rồi và em mới giả được đơn. Nhưng khách hàng vẫn chấp nhận chờ. Bởi vì với mức giá này, với số tiền này và với mã hàng này thì các chị không thể mua được ở đâu rẻ hơn. Và em hết hàng thì mọi người cũng hết hàng. Đấy là em nói thật, hàng tàu đã tắc là tắc hết. Mà đã về là về được hết rồi nha. Đúng rồi, cám 9 ngày là bây giờ chị mới giả được đơn cái quần này đấy em ạ. Cho nên là em chưa nhận được hàng là đúng rồi, 2-3 ngày em sẽ nhận được hàng nhá. Hôm nọ mua quần kaki nhà bạn mặc sướng quá, em cảm ơn chị nhá. Ghi của em là Q66 kèm màu, kèm size hoặc kèm cân nặng, nhân viên chốt size S, size M, size L từ 40 đến 65 cân đổ về là mặc được. Và em chốt trong line này, quần này là hàng Quảng Châu nhá. Em chỉ nói thế này này, các chị nhận hàng mà các chị phát hiện ra đây là hàng xưởng Việt Nam ấy, em hoàn tiền 10 lần giá trị cái quần này cho các chị. Đấy, em chỉ nói thế thôi, được chưa? Quần này là Q66 kèm màu, kèm size hoặc kèm cân nặng, nhân viên chốt size 131.000. Hàng kèm đai luôn, không phải là phải mua đai mà cái đai này sẽ được tặng kèm. Và cái đai này rất là xịn sò, chứ không phải như cái đai 10.000 em bán đâu nha các chị nha. Đây này, đai xịn sò cực kỳ luôn, các chị có thể phối với quần khác được luôn. Bây giờ em sẽ mặc quần này và sẽ mặc với lại là cái cardigan thử xem có ok không nhá. Hoặc là mặc với áo khoác bò gì đó, mọi người chờ em tí nha. Bây em sẽ mặc màu đen đi ạ. Đơn chốt rồi 5 ngày chưa thấy về gộp đơn được không? Dạ không chị ơi, đơn đã chốt rồi là không thể gộp được. 5 ngày chị chưa nhận được hàng thì có thể là sản phẩm bị thiếu, hoặc cũng có thể là nó đang trên đường về rồi nên là không gộp được chị nhá. Mọi người chia sẻ livestream giúp em nào, tụt view của em rồi. K77 65 cân đổi về mặc được, có giá là 111.000 mà em qua mẫu luôn nhá. Áo chị đang mặc 65 cân mặc được em ạ, bởi vì nó là chất len và nó co giãn nhá. Mọi người chia sẻ livestream giúp em, thả tim thả like giúp em với nào. Chia sẻ livestream thả tim thả like cho em nha. K78 ok. Cái mà em vừa cởi ra là 77 đấy, không phải 78 đâu. Chia sẻ like đi anh. 77 đấy, không phải 78 đâu nha. Cái em vừa mặc đấy là 77, còn cái lúc nãy cái mới mới là 78. Và bây giờ em sẽ mặc cho mọi người quần này, gọi là quần Q66 thả tim thả like và chia sẻ livestream giúp em nha. Hôm nay là em tặng mọi người 500.000 mà mọi người chia sẻ còn ít hơn lúc chiều. Lúc chiều em tặng có 350 thôi. Lúc chiều em lên tặng mọi người có 350 thôi ấy nha. Buổi tối cảm giác view nó tụt nhanh hơn buổi chiều hay sao ấy, đúng không? Đây, về em sẽ mặc màu đen cho các chị và em sẽ mặc với cardigan nhá, rất là đẹp. Đây. Em đang mặc màu đen size S nha. Áo bomber chữ R, mã là bomber chữ R. Quần này của em là hàng tàu và cực kỳ đắt hàng luôn. Hàng em đang trên đường về 2.000 con nữa cơ. 2.000 con hàng nữa cơ các chị ơi, nhưng mà không biết là bao giờ mới bơi về đến Việt Nam thôi. Đây này, nhìn giúp em này, quần này xỉu không? Em đang mặc màu này là màu đen và bây giờ em xin phép mặc thử cái cardigan xem nào nhá. Đây, cardigan cao cấp kèm màu và kèm số điện thoại. Hôm cách đây cái live gần nhất em tung cái áo này ra thị trường và em bán được hơn 700 chiếc trong một ngày. Bán được hơn 700 chiếc áo cardigan này trong một ngày. Cái kênh Muji thì em cứ chốt thôi, có gì đâu mà phải lên là em. Lấy kênh Muji thì em cứ chốt thôi, ngày nào chị trả bán. Từ đầu tháng 8 là ngày nào em cũng bán, từ hôm 1 tháng 8 đến giờ là ngày nào em cũng bán. Cho nên là các chị cứ thế mà chốt thôi nha. Đây này, đẹp chưa? Em đang mặc quần này gọi là quần gì ạ? Q66. Q66 hàng Quảng Châu, hàng nó là quần ngố, dáng quần ngố và nó có 3 size ML, nó đi kèm với cái thắt lưng này luôn. Q66, em có tất cả là 5 màu. Màu em đang mặc là màu đen và em đang mặc size S. Màu xanh lá, màu hồng, màu trắng và màu nâu nhá. Q66 kèm màu kèm size, hoặc Q66 kèm màu kèm cân nặng nhân viên chốt size từ 40 đến 65 cân đổ về mặc được. Các chị nhìn bảng màu đi, đẹp xỉu không? Em bán một like duy nhất và em dừng từ like đó mà em nợ các chị 1.000 đơn. Thì các chị hình dung, mà trong khi hàng em hôm đó là sẵn 700-800, sẵn 700-800 mà sau đó vẫn nợ 1.000 mà bán một ngày, thì các chị hình dung là nó hot đến kinh khủng khiếp luôn ấy. Hàng tàu full size, full màu và full size. Hôm nay về thêm được 770 chiếc thì em mới bắt đầu có hàng để bán tiếp cho các chị đây này. Hôm cách đây 2 ngày là về 330 chiếc nha. Quần này ghi giúp em là Q66 nhá. Đây, quán xỉ không chị, hàng nhà chị ưng lắm đây này. Quần legging Muji nhà em đây. Nói chung là
nó vẫn là luôn luôn đỉnh. Thế này là các chị cứ thể chốt thôi, chứ đừng có chờ em mặc mẫu legging Muji, bởi vì legging Muji không phải hôm nào em cũng mặc đâu. Cần gì phải mặc quần legging mà các chị. Còn cardigan cao cấp, nhìn bảng màu vào đây giúp em này. Màu hồng, màu nâu, màu bò, màu đỏ và màu sữa. Cardigan cao cấp 207.000. 207.000 hôm nọ về kín kho và bây giờ còn đúng 30 chiếc nữa là hết sạch. Sợ chưa? Được chưa? Q66 kèm màu và kèm số điện thoại. Q66 này mà các chị nhìn này. Cái đai này xịn không? Cái đai này là được tặng kèm với cái quần. 131.000 một cái quần. Mà em thề là cái quần này em không lái bằng một cái áo len 84.000. Không lái bằng một cái áo len 84.000 này luôn. Được chưa? Lái lúc chiều lúc nào gọi vậy chị. Ngày mai bên chị sẽ gọi nhá. Ngày mai và ngày kia nhá. Được chưa? Q66 size L phải lên màu đi chị ơi. Chị lên cả màu lại giúp em. Bây giờ em sẽ mặc thêm cardigan cao cấp màu khác cho các chị nhá. Màu sữa đi, em mặc cho mọi người màu sữa đi. Cardigan cao cấp kèm màu và kèm số điện thoại 207.000, chất lông thỏ và hàng Quảng Châu. Cardigan này em bán năm nay là năm thứ 3 hay thứ 4 ấy. Tính từ cái ngày em bán hàng online đến bây giờ hình như là bán từ năm đầu tiên ấy. Áo len có cổ mã là gì vậy chị ơi? Đâu là nhìn em làm gì có mã là áo len có cổ áo này á? Áo này là len cộc nhưng mà hết hàng rồi. Đây này, màu sữa này, các chị nhìn thấy không? Đẹp chưa? Nay shop gửi nhầm cardigan đỏ thành nâu cho em nhưng vì đẹp quá nên chấp nhận. Ôi, cảm ơn em nhé, tại vì đẹp quá nên vẫn nhận đúng không? Không hoàn hàng lại đúng không? Cảm ơn em nhé, sorry em nhé, chắc là nhân viên chị nó soạn nhầm ấy. Đây này, các chị nhìn này, đẹp chưa? Đấy, cardigan cao cấp sữa và cách số điện thoại mặc với quần này là Q66. Eo ơi, cái Q66 này em thôi em xin phép mặc với cái sơ mi trắng này một chút xíu nhé. Vì chắc chắn là nó đẹp. Vì chắc chắn là nó đẹp cho nên là em xin phép mặc một chút xíu với cả con G8 nhá. Quần đang mặc mã là Q66, mặc cái con này này. Ui giời ơi, màu trắng. Quần đen mà mặc với áo trắng thì thôi, còn gì mà nói đây này. Quần đen mà mặc với áo trắng các chị này, nhanh còn kịp này. Len xoắn ngực mã là gì vậy chị? Len xoắn ngực á? Đâu? Cái này á? Cái nào làm gì có len nào xoắn ngực cả chị ơi? Legging Muji kèm size và kèm số điện thoại đi chị ơi. Kèm size và kèm số. Còn nếu như không biết mặc size gì để lại cân nặng nhân viên bên em chút size. Được chưa? Ghi hiệu em mã này là G8. Mặc cùng khoác bò đi bà. Ừ ok bà, chờ xíu nhá. Tôi mặc cái này xong rồi tôi mặc khoác bò. Ghi hiệu em mã này là gì ạ? Lại quần đẹp. Thưa đừng mọi người đừng có hỏi em quần đẹp tí nữa. Ít người em mặc nốt cho. Đây nhá. Đây là áo G8. Và bây giờ em sẽ đóng thùng áo G8 với quần này này. Trời ơi trẻ dã man. Sinh viên cũng mặc được, người đi làm cũng mặc được, người đi buôn chả làm cái quần què gì như em cũng mặc được. Em mặc quần trắng về, mặc quần trắng về áo cao không phải. Quần trắng hôm nay về được có 30 ri thôi. 30 ri tức là 90 quần. Nó không có nhiều nên em không dám mặc ấy. Em về chủ yếu là đen nâu, em chỉ bán chủ yếu hai màu đen nâu thôi. Nên nói thật ấy là màu trắng, màu xanh, màu hồng là em chỉ bán kèm thôi đó. Cho nên là những cái màu đấy là em ít mặc mẫu, chủ yếu là em bán hai màu đen nâu thôi các chị ơi. Đây này, đẹp chưa? Chia sẻ livestream giúp em đi, tụt view của em rồi kìa mọi người. Còn có 900 mấy người coi kìa đây này, đẹp chưa? Đấy, em đang mặc áo này gọi là áo gì? Áo này gọi là G8 trắng, có 89.000. G8 trắng 89.000 mà mặc cái quần Q66 này là bao nhiêu? Q66 này là 131.000 nha. Đây G8 mặc với Q66 này. Đấy. Trẻ xỉu chưa? Mặc cái sơ mi trắng và mặc quần đen đóng thùng, quần ngố nhá. Trời ơi, trẻ dã man và trẻ luôn các chị ơi. Nhanh còn kịp. 89.000 một áo. Chia sẻ livestream giúp em, 89.000 một áo. Đủ màu và quần này là 131.000, đủ màu. Màu em đang mặc là gì ạ? Màu em đang mặc là màu đen, màu xanh, màu hồng, màu trắng và màu nâu. Quần này bán một like duy nhất có sẵn 700 chiếc và vẫn phải nợ đơn 1.000 chiếc, có nghĩa là cái like đấy em bán 1.007 chiếc. Một ngày hôm đấy bán 1.007 chiếc, nợ khách 8 ngày, 9 ngày mới giả hàng. 9 ngày chứ, 9 hay 10 ngày mới giả hàng mà khách vẫn chờ. Cho nên là em xin lỗi mọi người rất nhiều, thông cảm giúp em nhé, được chưa nào? Quần này ghi giúp em là Q66 đen và áo này ghi giúp em là G8 trắng nha. G8 trắng, ôi, sao mọi người vẫn cứ đặt quần đẹp nhiều thế? Em có mặc quần đẹp từ nãy giờ em có lên có đăng gì quần đẹp đâu, sao mọi người vẫn cứ comment quần đẹp? Quần đẹp là quần bò ấy. Được rồi, ok, tiện năng mặc cái sơ mi này thì em sẽ mặc lại quần đẹp luôn. Bây giờ cũng còn 900 mấy người thôi. Đây này, nhưng mà mọi người đặt ít thôi nhá. Để lúc nào hàng sẵn nhiều thì đặt nhiều nhá. Đây này, em đang cầm quần đẹp ở đây này. Bán quá trời quá đất, bán khủng khiếp luôn. Bán kinh khủng khiếp luôn mọi người ơi. Trời ơi, dã man luôn đó mọi người. Cho em xem cardigan bên kia đi chị. Cardigan đấy gọi giúp chị là cardigan cao cấp nhá. Cardigan cao cấp em nhá. Rồi em qua mẫu Q66 nhá. Qua mẫu Q66 bây giờ lên lại nhanh cái quần đẹp. Vì đang mặc cái áo này nên là phối với quần đẹp rất là hợp. Nên là tiện em sẽ mặc cho mọi người luôn. Đằng nào cũng còn có hơn 900 người coi thôi. K77 về đủ màu rồi. Về đủ màu rồi nhá.
Chị mặc lại áo dài tay cổ tròn, cái đấy gọi là áo tàu em ạ. À, cái đấy gọi là áo tàu nhá. Chị cao bao nhiêu? Em cao 1m6 và nặng 49 cân nha các chị nha này. Đây là em đang mặc hai quần đấy, một cái quần ngủ thái ở đằng trong nữa đấy. Và một cái quần bò đằng ngoài, chứ còn em không mặc ngủ thái đằng trong, em mặc còn đẹp hơn nữa. Q44 em có hàng về liên tục hết, nói chung là nó vẫn đang hết nhưng mà nó vẫn về liên tục. Cho nên là các chị cứ chốt đi. Chứ các chị chờ, ví dụ như chị nào đặt trước thì sẽ được giả đơn trước, chị nào đặt sau thì giả đơn sau. Chứ bây giờ các chị cứ chờ sẵn hàng thì thật sự rất lâu nữa các chị mới có đơn ý. Vì cái quần Q44 lúc nào cũng cháy hàng, các chị nhìn em mặc này, trời ơi. Sao mà nó đẹp thế nhỉ? Quần này ghi giúp em là quần gì? Em lấy luôn một con. Nếu bạn em là thấy ảnh nó đầy rồi, lấy luôn hai con. Hai con quần hai màu đậm nhạt luôn. Quần đẹp đậm kèm size và quần đẹp nhạt kèm size. Nếu biết size tự lấy size, nếu không biết size để lại cân nặng nhân viên chốt size, các chị nhìn thấy chưa? Mặc đẹp này lý do thì các chị không mua. Không mua là hết, hết rồi còn đâu. Bây giờ những chị đặt từ thời điểm này em đảm bảo là phải chuyến sau các chị mới có hàng nhá. Nhanh nhất là một tuần nữa đấy. Mẫu áo có cổ trên áo bomber sữa mã là gì? Cái đấy gọi là K78, hàng mới về luôn ạ. K78 nhá. Ví dụ em mã này là sơ mi G8 trắng, G8 trắng và quần này ghi giúp em là quần đẹp đậm và quần đẹp nhạt đây em đang mặc đây. Và em đang mặc hai quần, một quần ngủ thai đằng trong nó bị hằn một chút xíu ở đây này. Cái form quần bò, một cái mã quần bò mà đẹp nhất từ ngày em biết bán hàng online bây giờ. Từ ngày em biết bán hàng online bây giờ đây là cái quần đẹp nhất ấy, khẳng định luôn ấy. Cái quần màu nhạt đây. Hai màu đậm nhạt, ba size SML. Hai màu đậm nhạt. Quần sóc vừa cởi ra đấy là Q66 em nhá. Còn quần này gọi là quần đẹp. Quần đẹp đậm và quần đẹp nhạt kèm size 177.000. Em nói luôn đây là hàng đẹp, còn đây là hàng rẻ này. Em nói cho các chị xem luôn này. Đây là hàng rẻ nha các chị nha. Này. Hàng rẻ này em nhập vào rẻ hơn 35.000 một quần. Nhưng tại sao em không nhập? Tại vì em nghĩ là đối với một quần bò mà lên form đẹp thì ba mấy nghìn nó chả có giá trị gì cả. Khi mà thêm 30.000 mà mặc lên được form đẹp như thế này, như này. Đây em đứng ra đây cho các chị nhìn form này. Còn hơn là rẻ hơn 30.000 nhưng mà mặc có thành quần ống đứng như này. Đây các chị nhìn thấy cái ống quần chưa? Cái ống quần nó bé hơn hẳn so với quần em đang mặc. Nó bé hơn hẳn so với quần em đang mặc đây, quần em đang mặc đây này. Đây. Cho các chị nhìn cái ống quần nhá. Đây là em đang cầm hai cái cùng size S nhá. Chứ không phải là em cầm một cái size S một cái size M đâu nha các chị. Đây này, các chị thấy chưa? Cái ống quần nó chênh nhau từng này thì cái form quần nó đã khác biệt rồi. Đây này. Đây này, các chị nhìn thấy chưa? Đó. Nhìn giúp em nhá. Đây là hai cái ống quần em đang áp sát vào nhau bằng nhau luôn. Nó to chênh nhau từng này từ đây lên cho đến đây luôn. Đó, thì không có một cái lý do gì mà ba mấy nghìn mà cũng không giải quyết được vấn đề gì nếu mà các chị mặc không đẹp. Đây đây là mặt trước này, nhìn thì nó cũng ba cúc như nhau đấy. Nhưng khi mặc lên thì nó không như nhau và cái quần bò này giãn rất nhiều, chất bò siêu đẹp luôn đây này. Đây là cái hàng rẻ hơn 35.000 còn đây là cái hàng em đang bán nha các chị nhá. Cho nên các chị thích hàng gì thì em sẽ có hàng đó phục vụ cho các chị. Nhưng cái vấn đề là 35.000 mà mua được cái quần đẹp như hàng shop 300 mấy thì 170 mấy nghìn là quá rẻ rồi. Chứ nếu em bán quần này 140 mấy nghìn mà các chị mặc thành, ví dụ như hot girl mặc thành một dáng mà mình mặc thành một dáng thì thôi, rẻ hơn 30 mấy nghìn cũng thôi các chị, thật lòng đấy, em nói thật đấy. Chứ còn em cũng muốn nhập cái hàng rẻ hơn cho các chị chứ, được chưa nào? Ghi ở em mã này là gì ạ? Ghi ở em mã này là áo G8 trắng và quần này gọi là quần đẹp đậm và quần đẹp nhạt nhá. 177.000 một quần. Quần này lúc chiều có một khách của em comment bảo là quần này hỏi trên thị trường người ta bán 360.000. Và em chắc chắn là thị trường là trên 300 nhưng chính xác là bao nhiêu thì em không biết. Thì các chị cứ lên mã kèm số, quần này có size S, size M, size L từ 40 đến 65 cân đổ về mặc được. Và em 49 cân em mặc size S thoải mái, co giãn thoải mái bởi vì sao? Hàng này nó là gì? Hàng hòn bò co giãn, hàng bò co giãn nhưng chị em công sở mặc những cái quần này thôi đỉnh luôn. Chị em công sở mặc quần này là quá đỉnh luôn, quá hợp luôn nha. Ghi ở em mã này là gì ạ? Ghi ở em mã này là quần đậm kèm màu và kèm số điện thoại. Và áo em đang mặc gọi là áo G8 trắng kèm màu và kèm số điện thoại. G8 trắng là 89.000, quần đậm là 177.000. Thật sự cái quần bò này là cái quần mà em cảm thấy thích vô cùng và tâm huyết vô cùng. Và em nghĩ rằng là 98% khách hàng của em chắc chắn sẽ thích. Trừ khi là các chị mặc không vừa hay như thế nào thôi. Còn chắc chắn là 98% khách hàng là sẽ phản hồi thích. Các chị nhìn giúp em này, đây là mặc với kéo dây, nhìn form quần này. Đây là em đang mặc cái quần ngố thái ở đằng trong nên nó bị hằn đấy, chứ còn không nó còn đẹp hơn nữa cơ. Nó tự nhiên nó có hai cái đường hằn hằn ở đây này, là do cái quần ngố thái em đang mặc chứ không phải do cái quần nó bị cộm đâu nha các chị nha. Nhà em qua mẫu ở đây nha, các chị chốt điên đảo cho các chị, lại chốt điên đảo rồi. Ok, bây giờ em sẽ lên một mã váy rất là đẹp. Đấy là váy V90 và em sẽ mặc váy áo khoác bò nhá. V90 lấy em cái V90 với V90 và em Linh sẽ mặc về áo khoác bò nha các chị nha.
Bò đậm đùi to tất nhiên là nên mặc rồi, chứ chả nhẽ bò đậm này mặc màu nhạt à chị? Như em là đùi to cho nên là em có dám mặc màu nhạt đâu, bởi vì em không tự tin. Nói thật là đùi em to và bụng em cũng to cơ. Nhưng mà mặc cái màu đậm này thì ok này, chứ mặc cái màu nhạt lên là nói chung là Ngọc Nhi áo cổ tim lên số đây này, để em chỉnh cái quần ngũ thái này cho nó xuống xuống một tí cho nó đỡ cộm, các chị nhìn thấy nhá. Đây xuống xuống một tí cho nó đỡ cộm này. Đấy nó đang hơi cộm do là cái quần ngũ thái em xoắn nó lên ý. Quần ngố mà mặc một quần bò size S mà còn mặc được cái quần ngố ở trong. Đây này, em xoắn xoắn nó lên nhìn cho nó đỡ bị cộm cho đẹp. Đấy các chị thấy chưa? Một cái quần size S mặc này, trời ơi tôi nói. Đỉnh không? Đang mặc size S đấy. Này. Nhìn người này, đấy 49 cân. Vòng eo 70, vòng bụng 82 mà mặc cái quần lên nhìn ngon nghẻ như này. Thề luôn, bảo sao lắt hàng. 40 kg em mặc size S thì thật ra là vẫn ôm vào người, bởi vì bò này nó là bò giãn em ạ, chứ nó không phải là bò bình thường. Bò này nó là bò giãn. Nhưng mà không biết là nó có nhìn nó như thế nào thì nói thật là chị cũng không biết được. Sao đấy? Trên giá không có. V90 mà. Trên kia kìa. Trên kia. Đây này, trên cái váy kẻ anh rút luôn. Dưới này không có đâu. Trên cái váy kẻ. Ờ mặc quần này với áo bò á. Ok thử luôn này, xem nào. Kéo bò túi tròn. Ui nhờ, mắt mình bị lé mẹ rồi. Chán đời. Để ở trong góc này là hình như lúc chiều em là người để đấy sao. Áo lên bomber đi, đây này, cũng rất là ăn chơi nhá. Mặc này cũng hơi bị ăn chơi. Ui. Này chơi quá, dân chơi nhá. Dân chơi Nghệ An đấy các chị ơi, dân chơi. Em vừa nhận được áo len cộc đẹp dã man, cảm ơn em nhé. Đây các chị nhìn giúp em này, đẹp chưa? Ok, nhìn giúp em này. Đó, ăn chơi chưa? Rồi bây giờ tiếp theo em sẽ lên cho mọi người cái set bò này này. Set bò bây giờ em về cả hai màu rồi nhá. Em về cả hai màu gì ạ? Hai màu đen xanh rồi, bây giờ em sẽ lên set bò nhá. Từ nãy giờ các chị cứ dụ em lên set bò. Mà em bị đang bị cuốn hút về những cái hàng khác quá nên là em bị quên ấy. Mày lên set bò cho các chị nhá. Set bò em có tất cả là hai màu và có tất cả là tận 3 size cơ. Không phải một size đâu, ba size bò này, cái giúp em là bò túi tròn. Ôi nhìn chơi thật sự. Cái set này thì mình hãy đeo cái túi quay ngắn đấy, nhìn đeo cái túi quay ngắn đấy. Áo bò còn không chị, em hỏi mã nào nhỉ? Hiện tại là chị có bò túi tròn và bò đen nhá, khoác bò đen đây. Ăn chơi chưa? Đấy, răn chơi chưa? Hay bị răn chơi, đứng này chụp con ảnh. Ui trời ơi, nghìn like các chị ơi. Đấy, đứng này chụp con ảnh nghìn like nha. Cái của em là khoác bò túi tròn và cách số điện thoại. Quần bò đang mặc mã là quần đẹp đậm. Quần đẹp đậm và quần đẹp nhạt, cách số điện thoại. Legging Muji là 104.000 trong like. Các chị chốt thì chốt đi chứ em không mặc đâu. Legging Muji cần gì phải mặc. Đợt năm nay là em còn chăm mặc chứ năm ngoái em còn chả mặc mẫu luôn ấy. Vì legging thì mặc nói chung là cái nào nó cũng như cái nào thôi. Nhưng quan trọng là cái khoác bò em vừa cởi ra đấy, gọi là khoác bò túi tròn 136.000 nha. Các chị nghe kỹ mã giúp em. Hôm đầu tiên em tung ra thị trường cái áo đấy, em bán được 700 con trong vòng một ngày. Hơn 700 con trong vòng một ngày. Áo bò đen đi chị, ok chờ chị xíu nhá. Bây giờ em lên set bò đã nhá. Sau khi lên set bò xong thì sau đó các chị muốn lên cái gì thì lên. Set bò là em về rồi đó. Mọi người chia sẻ live stream, thả tim thả like cho em đi. Tụt view rồi. Đây, các chị nhìn này. Đây nhá, bây giờ bỏ cái quần này ra đã nè. Xong bây giờ lên set bò nè. Set bò kèm màu và kèm gì ạ? Và kèm size và kèm số điện thoại. Set bò này em vẫn bán cho các chị là 160 mấy nghìn một set đấy, đúng không? À 157.000 một set, 157.000 một set. Mà hôm nay em chốt cho các chị một mức giá này về chuyển cuối cùng nhá. 153.000 một set. Set bò có tận 3 size, không phải hàng một size đâu. Đợt trước là bán hàng một size còn bây giờ là hàng 3 size luôn, SML luôn nhá. SML mắt kính không bán chị ơi. Kính em không bán đâu. Bomber chữ R chờ em một tí sau các em sẽ lên lại nhá. Các chị có vẻ là trời đang nóng mà các chị vẫn mua áo len với cả bomber điên cuồng luôn ấy. Kiểu như là sắm trước ấy đúng không mọi người? Sắm trước vừa rẻ vừa đẹp đúng không? Nhưng mà chỉ được cái là nó lại không được mặc liền thôi. Tính em là hay kiểu thích mua cái gì là em mặc liền cơ. Nhưng mà bây giờ bí quá không biết bán gì, cắm trong cái sạc và hết pin này. Máy này hết pin này. Thả tim thả like và chia sẻ live stream giúp em nha. Thả tim thả like và chia sẻ live stream giúp em nha các chị nha, được chưa? Này, set bò này kể cả mọi người mặc này cũng rất là xinh nhá. Không nhất thiết phải cúc vào đâu, mặc này này. Đó. Bây giờ em cúc vào nhá. Set bò kèm màu, kèm size hoặc kèm cân nặng nhân viên chốt size, 3 size SML, 40 đến 65 cân đổ về là mặc được. Đấy, chơi chưa? Set bò hôm nay em chốt cho mọi người 153.000, ở đâu bằng tiền em cho hoàn hàng lại luôn. Và em đang mặc màu đen nhá, hai màu đen xanh. Nhưng em nói thật là
Như em nói thật là cái màu đen là cái màu em bán được nhiều hơn. Hôm nay em nhận được khoác bò bomber túi tròn với bò đen đẹp xuất sắc luôn chị cảm ơn Hồng Thuận nhé. Đây này, set bò hai màu đen xanh. Em đang mặc ở đây là size S, các chị nhìn kỹ không? Em đang mặc ở đây là size S đây này, là em 49 cân và mặc size S thoải mái. Còn size L đến tận 65 cân cho nên 62, 63 thì chắc chắn là vừa rồi. Set bò đen hoặc set bò xanh bằng cách số điện thoại nhá. Màu em đang mặc là màu đen nhá. Hai màu phải ghi màu vào. Hôm nay chốt 153 anh ơi, sửa giá luôn đi. Giá cũ là 157, hôm nay em chốt cho các chị 153. 153 nghìn màu xanh này, đẹp chưa? Đang cầm ở đây là size S này, các chị nhìn rõ chưa? Đó, nó có size và size của nó là size thật đấy. Nhận hàng nhớ kiểm hàng nha. Đây, màu này cho em là set bò xanh. Và màu em đang mặc là set bò đen. 153 nghìn một set. Các em size vào nha. Nhớ chia sẻ like trên giúp em đang mặc màu đen này. Đấy, xinh vãi trưởng em. Một màu đen, đang mặc màu đen size S. Mà em gần 50 cân, gần 50 cân mà vẫn mặc vừa size S. Size L là đến tận 65 cân cơ. Cho nên là nhiều chị mua ở shop khác mà không vừa thì mua ở shop em vẫn sẽ vừa. Nhớ nhá, bây giờ em sẽ mặc luôn là màu xanh cho các chị. Hai màu đen xanh, màu nào cũng đắt hàng. Em mặc mà cúc bấm này, mở ra được luôn này. Bây giờ em sẽ mặc màu xanh nhá. Set bò kèm, mọi người biết không, đợt trước em nợ set này đúng một tuần mới giải được hàng cho các chị đấy. Đúng một tuần mới giải được hàng, ui toàn đơn set bò. Set bò đen này, ai comment trước thì được trước, hết thì thôi nhá. Bộ B3 nhà em đang hết hàng rồi chị ơi, khả năng là bị thiếu đơn rồi. Bộ B3 hết hàng luôn rồi, nó không về được nữa luôn ấy. Đây này, đẹp chưa? Màu xanh nhá, bây giờ em mặc sang màu xanh. Quần vải mã là gì? Nhà chị có mấy mã quần vải cơ? Không biết là em hỏi mã nào cơ ấy. Nhà chị có mấy mã quần vải mà? Không biết là em hỏi mã nào, nhìn giúp em này, đẹp chưa? Xuất sắc chưa? Đấy. Ví dụ em mã này là set bò xanh và set bò đen kèm size. Lúc nãy em dơ size cho các chị rồi đúng không? Đây này, size S đây này, nhìn giúp không? Em dơ trước khi em mặc ở đó và em mặc size S rộng rãi như này. Mọi người có thể mặc như này cũng được này. Còn em thì em thích mặc cúc vào như này hơn. Toàn đơn set bò má ơi. Eo ơi, bán lại mà hóp như bán lần đầu tiên vậy luôn á. Quần dài thái vẫn có, quần ngố thái vẫn là 34.000 nhá. Áo dây thái vẫn là 25.000 cho tất cả các chị dồn đơn. Áo dây thái hôm nay là vừa về thêm 400 chiếc. Nói chung là nhà em trung bình một live stream bán tầm 3 đến 400 áo dây thái. Hôm nào mà đắt hàng có khi 500 áo dây thái. Và quần ngố thái cũng thế, trung bình từ 300 đến 500 quần một live stream. Bởi vì mỗi một live stream thì bên em đều tiếp cận thêm khách mới. Và người ta toàn cứ dồn đơn vào ấy. Dồn đơn vào thì cũng từng đó tiền ship. Hàng đến đẹp thì lấy cũng đẹp hoàn hàng lại. Được chưa? Ví dụ em mã này là set bò xanh kèm size và kèm số điện thoại. Set bò đen kèm size và kèm số điện thoại. 153.000 một set. Full size SML 40 đến 65 cân đổ về là mặc được nhá. Áo dây thái em có cả màu trắng đó nha. Ghi rõ là áo dây thái trắng và áo dây thái đen. Dạ chị ơi, Q44 chưa nhận được hàng là bởi vì là em bị thiếu đơn và đến ngày hôm nay em mới giả được hết đơn. Chị thông cảm giúp em nhá. Tầm 2 đến 3 ngày nữa chị sẽ nhận được hàng chị nhá. Do là cái đấy nó hàng tàu và nó bị lỡ chuyến. Có nghĩa là nó đến cửa khẩu nhưng mà cửa khẩu nó đóng vì dịch lại quay đầu đi cửa khẩu khác nên nó mới thành lâu ấy chị nhá. Nên là thông cảm hộ em, vòng tay em đeo có bán, cú pháp là vòng tay 40.000 một vòng nhá. 40.000 một vòng, cú pháp là vòng tay, đeo nói chung là đeo vào nhìn cho nó đỡ chống tay, nhìn cho nó chơi chơi thôi. Đấy, chứ còn á 40.000 như này là quá đẹp rồi. Được chưa ạ? Chị lên áo tàu đi, ok và em lên lại áo tàu nhá. Thì chị ghi bò đen, chị ghi là bò đen kèm size giúp em và kèm số nhá chị yêu ơi. Áo giấy còn không thì em còn. Rồi em qua mẫu set bò nhá. Các chị chốt nhiều lắm rồi. Set bò kèm màu và kèm size, set bò đen và set bò xanh dạ túi sinh vẫn chưa về. Túi sinh nhà em bị kẹt đó, cũng bị kẹt đó. Nói chung hàng bán hàng tàu là cũng hên xui lắm mọi người. Về được hàng thì ngon, mà không hề được hàng thì có chi cũng chết sặc. Mà nó mà về muộn quá mà quá cả cái vụ đấy là vỡ mồm luôn ấy, chứ không phải là đùa đâu ấy. Quần ngố thái em đang mặc đây này, 34.000 em đang mặc đây, quần ngố thái đây. 34k đây nha các chị nhá. 34k quần ngố thái và dây thái là 25.000. Nguyên set của em đang mặc là 59.000. Này, nguyên set em đang mặc đây là 59.000. Là một cái set đồ mà live stream nào cũng mặc ở bên trong. Thảo rất là thoải mái, mặc đi ngủ các thứ là ok. Dạ, legging Muji em chốt trong live là 104.000. Chị nào mua hàng nhà em rồi mà đã mua cái legging Muji này, cái cho em xin một câu phản hồi nhá. Áo cổ U hình như hết rồi sao ấy chị ạ. Rồi em sẽ lên V90 cho các chị này. V90 nhà em bán siêu nhiều luôn. Ơ thế á? Thế cái đơn đấy là đã có ai free ship cho chị chưa? Cái đơn, tức là cái đơn đấy chị sẽ không được ship hay như nào? Thế thì phải bù đơn khác cho chị chứ. Thế thì chị báo lại với nhân viên giúp em nhá. Là đơn đấy chị chưa nhận được hàng hoặc chị không nhận được hàng nhá. Vòng tay 40.000, 40.000. Ghi là vòng tay là được, em chỉ có duy nhất một mã vòng tay thôi, 40k. Đây nhá, các chị nhìn này, váy rất là xinh luôn. Đấy. Váy này ghi giúp em là V90 kèm số điện thoại này, form dài đúng không mọi người thấy chưa? Dài thướt tha 1m15 nó phải form ngắn đâu. Dài rút tha 1m15 mà này, mọi người thấy chưa? Bụng to này, chửa này, mặc được luôn. Và bây giờ khoác một cái khoác bò bên ngoài. Hoặc là khoác, ví dụ như khoác bò đen ở bên ngoài như này nhá.
hoặc là khoác gì, hoặc là khoác cardigan, hoặc là khoác bò túi tròn, khoác cái gì cũng đẹp. Vòng tay 40k cho các chị dồn đơn, chứ mình vòng tay em không bán đâu nha các chị nha. Đây này, mọi người mặc này này, khoác bò đen, và bây giờ em sẽ mặc cả khoác bò túi tròn, và em sẽ mặc thêm cả khoác cardigan vào cho các chị nữa nhá, được chưa nào? Khoác bò đen này, nhưng mà khoác bò đen mặc với cái váy này thật ra là không hợp lắm. Tí nữa em sẽ phối kiểu khác, vì nó cùng màu đen nên nhìn nó sẽ không đẹp lắm đâu nhá. Tí nữa em sẽ phối kiểu khác cho các chị. Một nguyên cái set đấy 59.000, bên em không đi đơn đâu chị nhá. Chị phải mua ít nhất là 2 áo 2 quần cơ. Nguyên set này 59.000 mà không dồn sản phẩm khác bên em không đi đơn đâu chị nhá. Hóa đơn 100.000 đổ lên bên em mới đi đơn. Thông cảm giúp em, đẹp chưa? Đây này, mặc này này. Kiểu em mã này là khoác bò túi tròn 136.000 và em đang mặc với váy V90. Váy V90 có biết bao nhiêu không mọi người? 96.000. 96.000. Vâng, không phải đâu. Ý em là nếu mà đơn đấy mà do cái đơn đấy bị thiếu hàng mà chưa ship đến cho chị thì đơn sau phải free ship cho chị, giống như cái lời em đã hứa với chị. Nói là không nói lên thiên chị, ví dụ như chị đặt cái bộ B3 này nhưng mà do bộ B3 này không có hàng và ship cho chị, không có để ship cho chị, thì cái đơn sau chị ship sản phẩm khác, chị phải bảo với nhân viên để nhân viên free ship cho chị nhá. Bởi vì hôm nay em đã nói rồi, do là sản phẩm thiếu thôi chứ không phải là không ai là vì cái đó mà không ship hàng cho chị hay như nào cả. Bởi vì bộ B3 ở đây nhà em bây giờ hết sạch. Ui, mùi thuốc lá ở đâu nhỉ, đúng không? Đúng không anh? Anh có gửi thế không? Ai hút thuốc lá nhỉ? Khiếp. Váy này của em form to lắm chị ạ. Nói chung là 60 cân đổ về là thoải mái. Vì nó là chất cốt tông giãn này. Em mặc thì ôm vào người, nhưng mà người béo hơn em mặc cũng ôm vào người, và người gầy hơn em mặc cũng ôm vào người, bởi vì nó giãn đây này. Mọi người thấy chưa? Đấy, nó giãn đây này. Đó, nó co giãn thoải mái. Và bò này ghi cho em là khoác bò túi tròn. Ngoài ra các chị có thể khoác một cái cardigan ở bên ngoài, xinh xỉu luôn. Đây, mọi người khoác thêm với cardigan ở bên ngoài màu đỏ nha em, mà đắt hàng quá trời luôn đấy. Cái màu đỏ mà nó đắt hàng dã man, đắt hàng nhất luôn. Đắt hàng hơn cả màu bò và màu nâu luôn, đắt hàng nhất luôn. Mặc dù chỉ tranh nhau có mấy chục chiếc nhưng em đang ngạc nhiên là tại sao nó có thể đứng được top 1 cơ ấy. Em đang ngạc nhiên là tại sao nó có thể đứng được top 1 luôn ấy mọi người. Màu đỏ mặc trắng da, mọi người thấy chưa? Này nhìn này, nhìn em mặc này. Đó, yêu chưa? Cái set này mà đi Đà Lạt, đi Sapa làm con ảnh, lên thung lũng làm con ảnh thì thôi rồi, hoặc lên bản làm con ảnh thì thôi luôn. Ví dụ em mã này là cardigan cao cấp. Cardigan cao cấp kèm màu và kèm số điện thoại. Và em có tất cả là 5 màu các chị nhá. Em có tất cả là 5 màu các chị nhìn này. Cardigan cao cấp mà em đang mặc là màu đỏ, màu hồng, màu nâu, màu bò, màu đỏ và màu sữa. Màu hồng, màu nâu, màu bò, màu đỏ và màu sữa. Dạ em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Ghi hiểu em mã này là cardigan cao cấp kèm màu và kèm số điện thoại 207.000. 207.000 bao giá, cái này thị trường bán rẻ nhất là 290. Và hôm trước em tung ra thị trường em bán là hơn 700 chiếc trong một ngày, thì các chị cứ yên tâm nhé. Và nhận hàng thì hãy kiểm tra hàng trước khi nhận giúp em. Dạ có chị ơi, legging Muji em vẫn chốt trong line là 104.000 là đầu vụ thôi, còn vào vụ ít nhất em phải bán là 108. Giá của năm ngoái là 113, nhưng năm nay em rút kinh nghiệm em nhập từ rất sớm, mọi người biết không, em đặt từ tháng 7, đầu tháng 7 và đầu tháng 8 em bắt đầu đủ hàng để bán cho các chị. Em đặt hàng từ đầu tháng 7. Hàng nhà máy là thứ nhất là mình phải là số lượng lớn thì mới được giá tốt. Chứ còn đừng có nói là đặt 100, 200 chiếc một lần, người ta không bao giờ nhận đơn luôn ý ạ. Kiểu em mã này là gì ạ? Legging Muji kèm size hoặc kèm cân nặng nhân với chút size 104.000. Ba lỗ nào chị ơi? Cái này chị ghi giúp em là áo viền cốm đen, nâu và đỏ chị nhá, 84.000. Q88 đẹp xuất sắc chị Linh ơi, cảm ơn Nông Chiêm nhá. Cardigan cao cấp màu em đang mặc là màu đỏ, được chưa ạ? Cardigan cao cấp không những đẹp mà còn rẻ hơn so với thị trường rất nhiều. Nhi Tây, cardigan không những đẹp mà giá còn rẻ hơn so với thị trường rất nhiều. Thì bởi vậy cho nên trộm vía em mới đông khách. Em nói thật đấy, chứ em mà bán bạc thị trường thì làm gì có đông khách. Bởi vì là bao nhiêu bạn hot girl xinh đẹp như thế, người ta chẳng thích mua của hot girl, nhưng mà em vừa già vừa xấu nhưng mà em vẫn bán được hàng, chỉ có một lý do duy nhất là em bán rẻ thôi. Lên Q88 đi chị. Q88 hôm nay đang bị hết màu em ạ, đang bị hết 3 màu trên 4 màu thì bán cái gì được nữa. Like sau nhá. Q88 bây giờ đang bị hết 3 trên 4 màu rồi, nhìn giúp em này, đẹp chưa? Cardigan cao cấp bò và cách số điện thoại, màu này là màu bò. Em ơi, mặc cái váy này. Cái váy có 96.000, mã là V90. Váy có 96.000 thôi, mã là D90. Con quỷ kia bán cho em áo khoác chị mặc 550k màu hồng. Chán. Ôi giật tất cả mình. Em đọc em tưởng khách chửi em là con quỷ kia. Con quỷ kia bán cho em áo như cardigan chị mặc màu hồng 550.000.
Em ơi, khách khách đọc như thế em bị giật mình, em tưởng là khách nào chửi em là con quỷ, em bị giật mình luôn đấy. Áo khoét hai bên chị mặc đầu lai có mã là áo khoét vai nhá, về bù hàng rồi, có 83.000 một áo thôi. 83.000 áo khoét vai đẹp cực, mặc đẹp cực. Bây giờ em sẽ lên cái áo khoét vai này nhá. Được không ạ? Đây này. Thì giúp em mã này là cardigan cao cấp hồng nên người ta bán 550.000, em bán 207.000 xong khách vào chửi con quỷ kia là em tưởng khách chửi em chết mất. Quần em đang mặc trong người gọi là legging. À, gọi là quần ngô thái 34.000 ạ. Cardigan mua từ năm ngoài đến năm nay vẫn như mới, không dù xù lông gì cả luôn. Thì nếu như mà mình mặc giữ nó cũng không xù, với cả len này là len lông thỏ chứ không phải len bình thường thì nó sẽ ít xù hơn. Nói chung là các chị mặc giữ, các chị mặc 3-4 năm nó cũng chả xù được. Mặc váy mũ đấy hình như đang bị hết hàng hay sao ấy. Ghi hộ em mã này là cardigan cao cấp hồng, một cách số điện thoại giúp em nhá. Quần đẹp đậm kèm size đi chị Mai Hương ơi, cardigan cao cấp đủ màu ấy. Còn váy em đang mặc gọi là váy V90 nhá. Váy em đang mặc gọi là váy V90. Bây giờ em sẽ link sẽ lên cho mọi người quần kaki nhá. Lâu lắm mà em không lên quần kaki, em bị quên mất đó mọi người. Về bù hàng rồi nhưng mà căn bản là nhà em đang bị nhiều mã quá, thành ra là em bị loạn ấy. Về lên quần kaki nhá. Quần kaki ở đây ạ, quần kaki. Chị nào mua quần kaki nhà em rồi cho em xin một câu phản hồi nào. Quần kaki em có tất cả là 3 màu. Và như em đã nói là em bán đến giờ phút này là hơn 5.000 chiếc rồi. Cho nên là em quyết định là dừng mẫu rồi. Thì đây chỉ còn là hiện tại ở shop em còn khoảng tầm 100 chiếc cả 3 màu. Còn khoảng 100 chiếc cả 3 màu quần kaki. Nên là hôm nay em nói luôn này, em xin phép bán tặng thanh, gọi là bán sale cho các chị luôn nhá. Em xin phép bán sale luôn quần kaki này, em bán là 124.000 một quần đúng không? Em bán là 124.000 đúng không? Thì hôm nay này em nói luôn này, hoan hỉ nhá. Chị nào được thì hoan hỉ cho em, mà không được thì thôi nhá. Chị nào được thì hoan hỉ cho em Linh nhá. Bây giờ em sẽ mặc quần kaki màu trắng cho các chị nhá. Và em sẽ mặc với áo khoét vai đen. Ok chưa? Nhanh tay đặt tay lên bàn phím, bởi vì em sẽ đọc một cái mức giá mà rẻ hơn giá em nhập. Em định gọi như là đẩy cho nó hết luôn, gọi như là sell luôn ấy. Vì là bây giờ nhà em đã quá nhiều mã quần, và quần này em bán cũng quá nhiều, bán tầm 2 tháng nay rồi. Thì giữ làm cái gì nữa, các chị đã ủng hộ em hơn 5.000 con thì có 1.000 con em có lỗ 5.000 một quần thì nó cũng chả là cái gì hết. Thật. Cho nên là bây giờ em sẽ mặc cho mọi người cái áo khoét vai và mặc quần kaki này. Quần kaki nhà em, chị nào mua rồi cứ cho em xin một câu phản hồi nhá. Em nói thật đấy, một tháng tiêu hết gần 3 triệu nhà Linh rồi, toàn đồ đẹp ưng quá trời luôn. Dạ em cảm ơn chị rất là nhiều nhá. Tớ mua hẳn 2 cái kaki trắng vì quá đẹp. Tớ cảm ơn Nguyễn Huế nhá, cảm ơn cậu nhá. Đấy mọi người thấy chưa, tớ mua hẳn 2 cái màu trắng bởi vì đẹp quá nên lấy 2 cái cùng màu. Đáng nhẽ ra là chị lấy 2 cái khác màu nhưng bởi vì chắc là chỉ thích mặc màu trắng cho nên là lấy luôn 2 cái màu trắng. Q44 em có chị ơi. Nói chung là để mà nói bây giờ trả lời là còn thì là không còn đâu, nhưng mà nó sẽ về liên tục. Quần kaki đẹp lắm, em cảm ơn chị Nguyễn Thu Trang. Quần kaki mặc thích lắm, lấy 7 cái hai chị em mặc thay đổi thích lắm cơ. Lấy 7 cái hai chị em mặc thay đổi thích lắm cơ. Các chị tự đọc comment nhá, em không bịa ra đâu nhá, em chỉ đọc comment những khách comment ở đây thì em đọc cho các chị nghe thôi nha. Hoặc là các chị tự đọc nha. Đây này, áo này ghi cho em là áo khoét vai 83.000 và bây giờ em mặc với quần kaki. Kaki nhà em thì có 3 màu, màu trắng, màu gì ạ, màu trắng, màu nâu và màu đen. Hai size là size S và size M, từ 40 đến 65-67 cân đổ về là mặc được, bởi vì đằng sau đó là cặp chun. Và hiện tại ở đây là em đang mặc quần kaki màu trắng nhá. Em đang cầm quần này là quần kaki màu đen. Và màu này cho em là quần kaki màu gì? Màu nâu. Lần hôm đầu tiên em tung áo này, quần này ra thị trường em bán được hơn 1.200 chiếc. Nói chung là quần nhà em, Linh em nói rồi, chiếm 60% doanh số thì các chị biết rồi đấy. Áo khoét vai có trắng và có đen 83.000. Còn bây giờ quần kaki các chị nghe em đọc giá này, em chốt trong line này cho các chị là bao nhiêu ạ? 103.000. Giá này em hứa luôn là giá em sell. Còn em bán bình thường là 124.000. 103.000 là em mất lỗ mất 5.000 một cái quần rồi. Thế nhưng mà bởi vì em bán 5.000 con thì 100 con em có lỗ 5.000 một quần, nó chả nghĩa lý gì luôn. Tổng là em Linh vẫn lãi nhá, em nói chân thành luôn ấy. Cho nên là em không tiếc đâu, các chị đừng nghĩ là em chém gió. Lãi là lãi mà bảo lỗ mấy nghìn nó cũng chả quan trọng đâu mà. Có tầm 100 chiếc chia cho 3 màu và 2 size thì nó cũng chả còn bao nhiêu cả. Ví dụ em là đấy, mọi người thấy chưa? Cho nên là đối với cái hàng sale này thì mình hoan hỉ. Ai mà được chốt thì cũng vui, mà ai không được chốt thì cũng đừng có giận em nhá. Tại vì hàng sale từ trên xuống dưới, bên em sẽ chốt từ trên xuống dưới. Từ trên xuống dưới, ai comment trước chốt trước, ai comment sau chốt sau. Mình mua kaki 127k, ủa 127 nhưng mà 124 đâu các chị ơi. Ghi của em mã này là quần kaki đen, quần kaki nâu và quần kaki trắng. Kèm màu, kèm size hoặc kèm cân nặng nha, bên chốt size.
từ 40 đến 66, 67 cân đổ về là mặc vừa. Và em đang sale cho các chị là 103.000. Chị mua 127 nhưng thời điểm đấy chị mua cách đây 2 tháng rồi chị được mặc rồi. Còn bây giờ là hàng còn ít thì em sale nốt cho chị, bởi vì em đã bán quá nhiều rồi ấy. Nên là mình đừng so sánh là mình mua mới với cả hàng sale được, bởi vì là không thể nào mà bán mẫu nào mà cũng hết sạch. Bây giờ là ví dụ như cái này mà em lên thì mọi người vẫn mua thôi, nhưng mà ý định của em là em sẽ bỏ mẫu, em không nhập nữa. Cho nên là em sẽ sale luôn cho nó nhanh hết đi mọi người, cho nó nhanh hết, vì bây giờ mùa đông kho nó chật lắm rồi, nhiều hàng lắm luôn ấy. Màu em đang mặc là màu trắng này, màu đen và màu nâu nhá, 3 size SML. Ôi toàn đơn của kaki thôi nha các chị nha, chắc là hết rồi đấy. Kaki kèm màu, kèm size màu nâu, màu đen, màu trắng, ba màu này bán ngang ngửa nhau luôn. Lúc đầu ấy là theo dự tính của em là màu nâu, màu đen sẽ đắt hàng hơn và màu trắng sẽ ít hơn, nhưng cuối cùng ấy ba màu bán ngang nhau, màu trắng, màu nâu ngang luôn với màu đen mới sợ chứ đấy. Kaki kèm màu kèm size, em hết kaki nha các chị, chốt nhiều quá. Hết kaki nha các chị ơi, em hết kaki nha. Kaki kèm màu kèm size hoặc kèm cân nặng nhân viên chốt size, em sell là 103.000. Giá gốc là 127.000. Em nhớ ở cái đợt mà em giảm rồi là 124, nhưng đúng ra là cái đợt đầu em tung ra là 127 chứ không phải 124. Khách nhớ em không nhớ. Ví dụ em mã này là áo khoét vai. Khoét vai này, đẹp chưa? 83.000 một cái áo, form co giãn thoải mái, 65 cân đổ về thoải mái nhá. Và mình mua thêm 4 cái kaki để dành mặc. Em cảm ơn chị nhá, mua dành đi, tại vì đến lúc mà em bỏ mẫu là em không về lại đâu chị. Cho nên là chị cứ mua để dành mà mặc nhá. Bây giờ em sẽ mặc áo này với lại là quần giảm, à quần Q5 đi. Ok, mặc cái quần Q5 line này, quên chưa lên Q5. Q5 em vẫn chốt trong line cho các chị là bao nhiêu ạ? 127, và bây giờ là chốt giá cũ là 127 và bây giờ chốt là 122. Bây giờ em sẽ mặc Q5 đen hoặc Q5 xanh cho các chị. Đang mặc áo đen cho nên sẽ mặc Q5 xanh. Được chưa nào? Chị Như Hà lên số giúp em đi ạ. Mọi người đặt hàng vui lòng lên số điện thoại giúp em nhá. Không có số điện thoại không có đơn đâu, thật đấy. Mọi người đặt hàng vui lòng lên số điện thoại cho em link nhá, được chưa? Ghi hiểu em mã này này, đây là Q5. Chị lấy 128k mà lấy 7 cái đấy các chị thấy chưa? Khách mua 127, 127 mà khách lấy 7 cái các chị ơi. Nên là bây giờ sale chị tranh thủ mua thêm đi chị. Sale chị tranh thủ mua thêm đi, tất nhiên bởi vì em sẽ không về hàng thêm đâu. Em mà đã bỏ mẫu thì sẽ không về hàng thêm đâu ạ. Này nhìn giúp em này, đẹp chưa? Đó. Quần này rồi, bây giờ chị nào mua Q5 nhà em rồi cho em xin một câu phản hồi được không ạ? Lên quần bò xuống thôi, cú like này em không lên quần bò dài nữa đâu, hết sạch rồi chị ơi. Thông cảm giúp em nhé, em bán quá nhiều ngày hôm nay không dám lên nó luôn ấy. Áo này đi giúp em là gì? Áo khoét vai đen và khoét vai trắng, hai màu đen trắng. Và em đang mặc Q5 xanh. Chị nào đang xem livestream mua Q5 nhà em rồi phản hồi em phát nào. Em bán hơn 7.000 con Q5 này rồi, kinh khủng khiếp. Lúc nãy có một khách comment này, công nhận hàng nhà Linh lúc nào cũng form to hơn thị trường. Mình mua một cái Q5 size L của Linh về mặc thoải mái, mà mua một cái ở shop khác thì không mặc, không ních vào nổi. Đấy là khách nói nguyên văn là như thế nhá. Có thể câu từ là em nhớ không chính xác, nhưng mà nội dung nó là như thế. Ý khách là mua một cái Q5 này của em size L thì khách mặc thoải mái, nhưng sau đó mua một cái shop khác, hay là trước đó mua một cái shop khác không biết, nhưng tóm lại có mua một cái ở shop khác thì form nó nhỏ, không mặc được. Đấy, cho nên là em nói rồi, hàng em form mà em đã tư vấn sai là sai chuẩn cho các chị, nên các chị yên tâm nhé. Quần đẹp là 177.000. Q5 hôm nay chốt trong line cho các chị là 122.000 và không kèm đai. Thêm đai là thêm 10.000. Thêm đai là thêm 10.000 và giúp em. Cho nên nếu như lấy đai thì ghi là Q5 kèm màu kèm đai, còn không lấy đai chỉ ghi Q5 không thôi. Thêm đai sẽ thêm 10.000 và tính tiền riêng nhá. Ghi của em là Q5 đen và Q5 xanh kèm size kèm số điện thoại 122.000. Ví dụ màu đen này thì các chị sẽ mặc với cái khoét vai màu trắng như này, đỉnh không? Màu đen các chị hãy mặc với khoét vai màu trắng nhà em sẽ mặc cho các chị luôn nhá. Q5 thì thật sự là đến giờ phút này em bán gần 3 tháng rồi. Gần 3 tháng rồi. Cho nên là mà gần đây vẫn về gần 500 chiếc. Cách đây khoảng tầm 3 ngày là về gần 500 chiếc. Đó, cho nên là bây giờ em bán nốt chuyến này, là lần này là hứa đảm bảo là không nhập thêm nữa đâu. Em nói mấy lần với các chị là em bỏ mẫu mà cuối cùng em có bỏ được đâu. Vì là hết thì khách lại đặt, đặt thì lại tiếc của, thì lại đặt tiếp. Đặt tiếp thì lại phải cố bán cho hết, bán cho hết rồi khách lại đặt, cứ quay vòng như thế độ 3-4 lần rồi vẫn chưa bỏ được mẫu luôn. Q5 kèm màu kèm size hoặc kèm cân nặng nhân viên chốt size nhé, 122.000. Và bây giờ em sẽ lên cho mọi người cái Q5 đen và em sẽ mặc với áo khoét vai trắng nhá. Em sẽ mặc với áo khoét vai trắng nhá. Chị Hoài Thu lên số giúp em nhá. Thêm đai là thêm 10.000 nhá các chị nhá. Thêm đai là thêm 10.000, chứ bên em không kèm đai đâu. Nếu như mà em kèm đai vào giờ gần như không còn lãi đâu. Giá cũ em bán là 127 và bây giờ em đang bán nốt là 122 đấy. Thật ra là từ khi em bán 122 là em vẫn nhập hàng tiếp chứ không phải là giá sale đâu ạ. Chẳng qua là vì đã bán được cho khách quá nhiều rồi, 7.000 con rồi, cho nên là em nghĩ là bây giờ bán rẻ đi 1 tỷ vì khách người ta ủng hộ mình quá rồi còn gì. Q5 có giãn không? Nó có size chứ ơi, nó có size SML chứ còn nó không giãn đâu nhá, nó bình thường.
nó chỉ có giãn nhẹ một chút xíu chứ nó không giãn nhiều đâu. Nhưng mà nó có sai. Đây này các chị, nếu như mặc áo này thì các chị nên mặc áo ngực không dây ở đằng trong nhá. Như này, còn hiện tại em đang kéo tạm xuống như này và em đang có màu trắng nhá. Cái áo này cứ tưởng là không bán được mấy nhưng cuối cùng lại bán được cực kỳ nhiều. Áo ngực không dây về hàng chưa Linh á, dạ em vẫn chỉ còn những cái size cũ thôi. Chứ đợt này thì kiểu hết mùa hè rồi em không nhập thêm nữa chị. Chắc là phải sang năm bởi bây giờ cũng hết hè rồi ấy. Mùa du lịch thì bán áo ngực không dây mới nhiều chứ mùa đông thì mọi người lại không mua áo ngực không dây. Ít, có mua nhưng mà ít. Vì là mùa đông lạnh ấy thì mọi người nhu cầu mặc áo ngực không dây là ít đi rất nhiều so với mùa hè ấy. Đây, em đang mặc màu đen và em mặc với áo gì ạ? Áo khoét, áo khoét. Áo khoét vai trắng. Quy 5 của em là 12122. Đây nhá. Chị nào lấy chốt luôn nhá, hai màu đen xanh. Ừ. Áo khoét vai kèm màu kèm số điện thoại. Đây nhá, màu xanh và màu đen giúp em. Màu đen và màu xanh và khoét vai kèm màu kèm số giúp em nhá. Rồi các chị lấy gì nữa comment nốt nào. Em like nhiều quá rồi. Em chuẩn bị nghỉ đây. Mệt lắm rồi, không cố nữa đâu các chị ơi. Chia sẻ live stream giúp em quên. Ai lấy chốt nốt giúp em nhá. Quen mồm. À đúng rồi, em bảo em lên nốt lại bomber. Ok, em quên đấy. Ok, em lên nốt lại bomber một lần nữa cho các chị nhá. Em lên nốt lại bomber một lần nữa. Mấy mã bomber ấy, sau đó là em nghỉ nhá. Vì bomber thì mặc nó cũng nhanh thôi. Bây giờ em cởi cái áo này ra xong em sẽ khoác bomber vào cho các chị nhá. Khoét vai trắng và khoét vai đen 83.000 thôi nhá. Đó, đẹp chưa? Bây giờ em sẽ lên bomber nhá. Trước hết thì em sẽ lên bomber chữ R, sau đó thì sẽ lên bomber NI nhá. Bomber chữ R là hôm nay về hai màu. Đẹp kinh khủng. Hai màu nâu đen. Giá chốt online cho các chị là 185.000. Bao giá thị trường nhá. À quên, tí nữa giơ lại áo tàu cho mọi người. Ok. Đây nhá. Ghi hiệu em mã này là bomber nâu và bomber đen, cách số điện thoại 180.000 ạ. 185.000. 185.000 một áo, chất dày kinh khủng khiếp nhá. Bomber này nếu như con trai dưới 1m75 và dưới 75kg thì em bao vừa nhá. Dưới 1m75 và dưới 75kg thì em bao vừa, bởi vì form nhà em nó là siêu to khổng lồ luôn. Màu nâu và màu đen, em sẽ mặc cả màu đen cho các chị xem luôn. Bomber chữ R kèm màu và kèm số điện thoại 185.000, các chị nhìn này, đẹp chưa? Form này, form này, mọi người thấy chưa? Giờ em sẽ mặc nốt màu đen nhá. Bomber nhà em lên mã nào là cháy mã đấy luôn ấy. Mua quần áo nhà em đẹp không chê được, em cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Comment từ chiều vẫn chưa được dép, comment thì làm sao mà được dép vào em. Nhà chị không có ai dép comment luôn. Đẹp vãi luôn, năm nay màu nâu có vẻ tây hơn năm ngoái. Đúng rồi, màu nâu năm nay chị thấy đẹp hơn năm ngoái. Đẹp chưa? Ví dụ em mã này là bomber chữ R đen. Bomber chữ R đen, cách số điện thoại nhá. Mặc hơi bị trẻ luôn. Nói chung là bomber là cái kiểu áo khoác trẻ nhất cái cuộc đời này rồi, trẻ nhất luôn ấy. Ví dụ em mã này là bomber chữ R đen, được chưa nào? Bây giờ em lên nốt một cái bomber nữa là bomber NI. Bomber NI hai màu sữa đen. Live trước, ngày hôm trước bán được hơn 400 chiếc bomber NI. Đây này. Hai màu sữa đen nhưng mà màu đen bán được gấp 7 lần màu sữa, có nghĩa là 350 cái đen thì mới được có 50 cái màu sữa nha. Còn các chị thích mua màu nào thì tùy các chị, nhưng em đang nói là cái mặt bằng chung của khách em là chủ yếu màu đen. Ví dụ em mã này là bomber NI đen, được chưa? Áo tàu đây chị ơi. Áo tàu đây nhá, áo tàu nhà em về đủ màu rồi. Áo tàu nhà em Linh về đủ màu rồi nhá. Áo tàu kèm màu và kèm số điện thoại. Đây các chị ơi. Áo tàu kèm màu và kèm số điện thoại giúp em. Đây nha. Áo tàu kèm màu và kèm số điện thoại. Đó. Được chưa nào? Áo tàu là bao nhiêu ạ? Là 94.000. Em comment trong like ý chị, Q26 đen còn hàng nữa không chị? Q26 là cái gì? Chị còn không nhớ đó là cái quần gì luôn ấy. Chắc chắn là lâu lắm rồi không bán. Chắc là không còn đâu. Quy gì ạ? À gì ạ? Áo tàu hồng, tàu xanh, tàu đen, tàu nâu và tàu trắng nhá. 94.000. Áo tàu kèm màu và kèm số điện thoại. Áo tàu này mà mặc với Q5 nhà em thì quá đỉnh luôn. Áo tàu này này mà mặc với Q5 nhà em thì quá đỉnh luôn. Màu đen, màu trắng, màu nâu là ba màu đắt hàng nhất. Còn màu xanh, màu hồng là hai màu bán kèm. Đấy là em nói thật. Các chị thích lấy màu nào tùy các chị thôi. Nhưng mà khách của em hầu như là thấy 2 đến 3 chiếc thôi, bởi vì cái chất này ở Việt Nam mình không có đâu. Chất này nó rất là đẹp. Việt Nam mình thật sự không có chất này đâu. Cái chất này, bảng màu này các chị đi tìm không bao giờ có luôn ấy. Và giá nếu như mà cũng là cái hàng này nhưng chất của Việt Nam mình ấy, thì cái màu nó sẽ khác biệt như này luôn. Và giá rơi vào tầm 70 mấy nghìn một áo thôi nhá. Cái này ghi giúp em là Q26 đấy chị, hết rồi, chị nhớ ra rồi, hết rồi. Cái này ghi giúp em là bomber NI đen và cách số điện thoại. Bomber NI đen 173.000. Và em mặc nốt cái này sẽ là cái cuối cùng nhá. Chị nào lấy thì chốt nốt là em tắt like đây. Cái này ghi giúp em là áo tàu nâu và cách số điện thoại, các chị nhìn này.
Đó, áo tàu nâu cái chất này. Chất này phải nói là cái chất đẹp nhất trong tất cả những áo dài em đang bán luôn đấy. Những cái áo mà kiểu kiểu như thế này này, là cái này chất đẹp nhất. Đây em mặc cho các chị màu nâu nhá. Hôm đầu tiên bán mặc đúng một lần là hết sạch. Và dừng mất mất mấy like và bây giờ mới về tiếp. A69 hết hàng rồi nhá. A69 bên em hết hàng sạch rồi chị ơi. Đó, đẹp chưa? Này. Áo tàu kèm màu và kèm số điện thoại form này, các chị nhìn thấy chưa? Form nó phải như này cơ. Không phải cái form ngắn là như thế này đâu. Các chị nhìn này. Thấy chưa? Form này, mặc này. Đấy, áo tàu kèm màu và kèm số điện thoại 94.000. Cái này mà không đẹp chả có cái gì đẹp luôn ấy. Đây. Kiểu em mã này là áo tàu kèm màu và kèm số điện thoại nhá. 94.000, em khuyên mỗi chị lấy thử một con thì cũng chưa cần phải lấy nhiều đâu. Đảm bảo các chị quay lại mua thêm. Mặc với quần em đang mặc gọi là Q5, tàu nâu, tàu hồng, tàu xanh, tàu đen và tàu trắng. Ít nhất nên lấy hai con nha. Quần đẹp á, quần đẹp thì nói thật là bây giờ thì nói, em nghĩ là hết rồi. Nếu mà chị đặt thì bên em vẫn sẽ lên đơn nhưng mà sẽ giả đơn cho chị vào sau. Có nghĩa là hàng em có sẵn thì em sẽ giả cho những khách đặt trước. Ví dụ nhá, 1.000 đơn hay là 2.000 đơn hay là 3.000 đơn. Thì cái người đặt đầu tiên sẽ được chốt đầu tiên và sẽ được đi đơn đầu tiên. Người đặt cuối cùng sẽ là người được chốt cuối cùng và đi đơn cuối cùng. Đấy, thì bởi vì mình đặt trước thì mình sẽ được ưu tiên trước, lúc nào cũng phải như thế. Chứ không thể nào mà khách đặt trước thì chốt sau, mà khách đặt sau chốt trước, như thế không được. Không thể làm như thế được ý mọi người nhá. Nên bây giờ chị đặt thì bên em vẫn nhận đơn thôi, nhưng mà bên em sẽ giả đơn sau. Các chị nhá, quần em đang mặc gọi là Q5 đen và Q5 xanh, 3 size SML, 122.000, sóc bò form to 63 cân đổ về mà được size to nhất nha. Bây giờ em nghỉ nha, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi live stream ủng hộ em nhá. Sơ mi nhiều màu này có mã là G8. G8 toàn đơn áo tàu đẹp nhỉ, cái này thả ra nhỉ, đẹp vãi chưởng luôn, các chị nhìn này. Đấy, mặc với cuộn sóc bò đẹp cực luôn. Tí nữa em phải làm mấy con trước chứ không ít nữa hết hàng. Hết hàng là em không có luôn ấy. Cái này mặc đầu mùa sướng cực. Ví dụ như bây giờ mà đi ra đường buổi tối là mặc được áo này rồi này. Em phải lấy luôn mấy con không, hôm đến lúc hết hàng là em cũng không có luôn ấy. Làm sao mà đến lúc mà em làm sao lấy mấy chiếc từ bên Trung Quốc về được. Đẹp chưa? Này, form này. Cái này phải lấy 3-4 con nó mới xứng đáng. Em nói thật đấy, phải lấy 3-4 con nó mới xứng đáng đấy các chị ơi. Này, thấy chưa? Chất nó phải là siêu đỉnh, giặt máy tưng bừng hoa la quèn cho em luôn. Chất tàu nó phải khác các chị ơi. À, nhún này có mã là K13, có giá là 84.000 nha. Bây giờ em tắt nha. Vẫn còn hơn 500 người đang xem nhưng mà thôi em nghỉ đây. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì hôm nay em live 2K rồi. Và sau tối nay thì em Linh sẽ nghỉ 3 ngày. Ngày mai, ngày kia và ngày kia bên em mới live stream tiếp. Cho nên là tất cả những ai có đơn hàng vào chiều nay và tối nay, nếu như các chị có đơn hàng vào chiều nay và đã được chốt đơn rồi thì không phải nói gì nữa, là đơn là không thể dồn được nữa. Còn nếu như các chị có đơn hàng vào chiều nay và các chị chưa được chốt, nhưng phần nhiều là chưa được chốt đâu, chiều nay mới chỉ có chốt mấy trăm đơn thôi, thì các chị làm gì ạ? Thì các chị chốt đơn về tối nay, hệ thống máy tính bên em sẽ tự động dồn đơn cho các chị, được chưa? Tự động dồn đơn của chiều nay và của tối nay cho các chị luôn, đối với những chị chưa được chốt đơn nha. Và cái thứ ba nữa là chị nào mà đặt hàng trong live stream của em thì các chị nhớ là bấm theo dõi, bấm thích, bấm bập thông báo cái like, cái page của em, để mỗi lần em live stream sẽ có thông báo gửi đến các chị nhá. Và cái nữa là tất cả những ai có đơn ấy thì các chị chủ động inbox địa chỉ, số điện thoại và cái page này. Inbox ví dụ như là mình có đặt hàng bên shop LinkedIn, địa chỉ của mình là, số điện thoại của mình là đó, thì sau đó nhân viên sẽ vào lấy thông tin và chốt cho các chị nhá. Và cái thứ tư nữa là để ý nghe điện thoại giúp bên em đối với khách hàng mua lần đầu tiên. Còn đối với khách quen mua nhiều lần thì bên em có thể chốt qua tin nhắn chứ không gọi điện nữa. Nên các chị để ý nghe điện thoại hoặc để ý tin nhắn giúp em để bên em chốt đơn. Và cuối cùng là gì ạ? Chị nào mà mới vào live stream này, mới biết em Linh thôi hay là mới vào live stream này thôi, mới chốt được 1-2 sản phẩm hay chưa chốt được bất kỳ một sản phẩm nào mà các chị muốn mua hàng của bên em á, thì sau khi em tắt live stream xong, các chị tua lại live stream của em từ đầu đến cuối. Nghe mã dừng ở đâu, nghe mã giá tiền, cân nặng, form dáng, các thứ. Sau đấy các chị comment đúng cú pháp, mã cách số điện thoại. Hệ thống máy tính vẫn tự động lên đơn cho các chị nhá. Vẫn tự động lên đơn. Nhưng mà sản phẩm còn nào còn thì bên em vẫn sẽ gọi điện chốt, mà hết thì thôi nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi live stream ủng hộ em nhá. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều. Và live stream này thì em tặng cho 3 người chia sẻ live stream nhiều nhất. Người đầu tiên 200 và 2 người tiếp theo mỗi người 150.000. Và sau khi em tắt live xong thì các lượt chia sẻ sẽ không được tính nữa nha các chị nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye ạ. À, chị xem lại màu áo tàu. Ok, em dơ lại cho chị một phát. Đây chị ơi, áo tàu nâu, tàu hồng, tàu xanh, tàu đen và tàu trắng chị nhá. Riêng chất này không đẹp, cứ vào đây bóc phôi em thoải mái luôn. Thoải mái luôn này, các chị nhìn cái chất này. Cái chất này kinh khủng khiếp đẹp luôn á. Thấy chưa?
Chắc lại giặt máy tưng bừng cho em đi. Mỗi người cứ lấy 2-3 chiếc. Còn chưa tin tưởng em lấy một chiếc thôi, sau đẹp thì lấy tiếp nhá. Bye bye mọi người ạ. Em tắt nha.